Nếu đã xác định người cho bộ máy cục giao thông thì tôi nghĩ nên sớm quyết định. Lão Tiếu, anh nói chuyện với lão Lôi, anh ta sức khỏe yếu không tham gia hội nghị được nhưng về trình tự chúng ta vẫn cần thông báo. Triệu Quốc Đống cười nói. Bên ủy ban xây dựng thì như lão Tằng nói, sợ rằng phải do người trong ngành đảm nhiệm, nếu không sẽ làm cả Tây Giang chúng ta mất mặt. Tây Giang là bộ mặt của thị xã, xây dựng thành thị còn liên quan tới hình tượng cả Ninh Lăng. Tôi vẫn suy nghĩ thì thấy hoàn cảnh ở Tây Giang quá xấu hổ, cải thiện hoàn cảnh đầu tư có một vấn đề rất quan trọng là bộ mặt thành thị. Như vậy bộ máy ủy ban xây dựng càng quan trọng hơn. Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý đều biết Triệu Quốc Đống rất không hài lòng với đám người ở ủy ban xây dựng. Xây dựng thành thị ở Tây Giang trì trệ có nguyên nhân chính là do thiếu quy hoạch. Hệ thống ủy ban xây dựng chưa xảy ra chuyện thì Triệu Quốc Đống đã nói rõ không hài lòng, nhất là trong công tác quy hoạch. Lời này Tiếu Chiêu Quý nghe thấy thì Tiếu Chiêu Quý biết đám người ủy ban xây dựng khó chạy khỏi số mạng. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán, lần này ủy ban xây dựng đã bị nhổ tận gốc. Bí thư Triệu, người phù hợp với ý kiến của ngài và chủ tịch Tằng thì chỉ có hai người. Một là Mưu Bình phó chủ nhiệm đang chủ trì công việc của ủy ban xây dựng. Một là Tần Vi Dân trạm trưởng trạm giám sát chất lượng công trình. Lão Tằng, ý anh thế nào? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tằng Lệnh Thuần thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không hài lòng với hai người này nên suy nghĩ một chút mà nói. Mưu Bình không phải đảng viên, nếu để anh ta làm chủ nhiệm thì còn cần bố trí bí thư đảng ủy, không phù hợp yêu cầu tinh giản lãnh đạo, hơn nữa không tiện cho triển khai công việc. Tần Vi Dân mặc dù là cán bộ cấp phó trưởng phòng nhưng nghiệp vụ bên giám sát chất lượng công trình quá nhỏ so với bên ủy ban xây dựng, tôi lo anh ta không phụ trách nổi. Bí thư Triệu, ngài thấy sao? Anh nói có lý. Không đảng mà có nghiệp vụ thì có thể đảm đương, nhưng ủy ban xây dựng vừa xảy ra chuyện nên tôi cho rằng cần một lãnh đạo mạnh mẽ về chính trị. Về phần Tần Vi Dân, anh ta chưa làm người phụ trách chính của một phòng ban quan trọng, tôi nghĩ khó có thể. Ý của tôi là bây giờ tạm thời do Mưu Bình chủ trì công việc, Tần Vi Dân có thể đề bạt làm phó chủ nhiệm, rèn luyện một chút. Về phần chủ nhiệm thì Lão Tiếu cân nhắc thêm xem sao. Bí thư Triệu, chủ nhiệm ủy ban xây dựng thì tôi nghĩ có thể cân nhắc một chút. Ngoài ra còn trưởng phòng tài chính và trưởng phòng thông tin. Nói tới hai chức vụ này, Tiếu Chiêu Quý cố ý dừng một chút. Trưởng phòng tài chính La Minh không biết thông qua quan hệ gì mà dựa vào Tằng Lệnh Thuần. Tằng Lệnh Thuần đã nói chuyện với Tiếu Chiêu Quý là châm trước cho La Minh. Tiếu Chiêu Quý cũng đã đáp ứng nhưng vẫn không biết nên làm như thế nào. Về phần trưởng phòng thông tin thì cũng vì thái độ của Quế Toàn Hữu khiến Tiếu Chiêu Quý không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Quyển 8, chương 62. Không khí hơi ngừng lại, Quế Toàn Hữu vẫn chưa nói gì, Tiếu Chiêu Quý muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống thấy có chút kỳ quái sao lại đề cập tới hai chức vụ kia. Lão Tằng, anh có ý gì không? Triệu Quốc Đống nói trước. Công việc bên phòng tài chính vẫn ổn định, là mình tốt nghiệp đại học tài chính, coi như giỏi về lĩnh vực này. Về nghiệp vụ cũng không có vấn đề gì, chỉ là chỉ tiêu tài chính trước đây không cân đối, nhưng đây hoàn toàn do yêu cầu của lãnh đạo chủ yếu nên y phải làm như vậy. Tằng Lệnh Thuần cẩn thận nói. Sau khi bí thư Triệu đến, La Minh biểu hiện rất xuất sắc, làm việc tích cực. Tôi cảm thấy Tây Giang muốn tìm người thích hợp thay thế là không dễ dàng. Triệu Quốc Đống nghe ra được vấn đề. Trước đó hắn và Tằng Lệnh Thuần đã trao đổi về trưởng phòng tài chính nhưng Tằng Lệnh Thuần không có ý kiến gì. Lần này Tằng Lệnh Thuần đã thay đổi thái độ, xem ra La Minh đã dựa vào Tằng Lệnh Thuần. Triệu Quốc Đống thực ra không quá để ý. Nếu hắn là bí thư quận ủy bình thường thì có lẽ trưởng phòng tài chính sẽ phải khống chế trong tay. Chẳng qua bây giờ hắn là thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy Tây Giang và khu khai phát nên không cần phải đặt nhiều tâm trí vào lãnh đạo các phòng ban. Hắn có thể thoải mái ném cho Tằng Lệnh Thuần để tạo quan hệ tốt. Lão Tiếu, anh thấy sao? Triệu Quốc Đống sau khi có quyết định liền vứt vấn đề sang cho Tiếu Chiêu Quý. Chủ tịch Tằng nói đúng, năng lực nghiệp vụ của La Minh rất mạnh. Kinh tế Tây Giang mấy năm nay phát triển chậm, tài chính tăng cũng chậm mà gánh nặng nhiều hơn, tài chính quận có thể duy trì như vậy là do công của La Minh. Tiếu Chiêu Quý trước khi biết rõ ý kiến của Triệu Quốc Đống thì không dám nói gì, chỉ là nói La Minh có năng lực nghiệp vụ mạnh, về phần tố chất chính trị phải xem lãnh đạo nhận định. Ồ, như vậy thì bên ủy ban kỷ luật cũng phản ánh vấn đề của La Minh cũng không lớn. Hơn nữa như Chủ tịch Tằng nói thì đây đều do lãnh đạo giao cho làm. Như vậy đi, Lão Tằng. Phòng tài chính là phòng chủ yếu bên chính quyền, anh và Lão Tiếu bàn rồi quyết định. Nếu thấy có thể dùng La Minh thì tiếp tục dùng, nếu có vấn đề thì sửa lại là được.
Triệu Quốc Đống tỏ thái độ rõ ràng như vậy làm Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý có chút giật mình. Chưa nghe nói có bí thư nào vứt quyền chọn trưởng phòng tài chính cho chủ tịch. Dù không chọn thân tín thì cũng phải chọn kẻ nghe lời mình. La Minh và Triệu Quốc Đống có quan hệ rất bình thường, thậm chí sớm có tâm lý bị điều chỉnh, nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống đột nhiên quyết định trao quyền cho Tằng Lệnh Thuần. Điều này lại làm Tằng Lệnh Thuần có chút do dự. Chẳng lẽ là La Minh thật sự có vấn đề, hoặc là đã tạo quan hệ với Triệu Quốc Đống? Chẳng qua ý nghĩ không thể. Triệu Quốc Đống nếu quyết định ai lên ai xuống thì cũng không cần tốn công như vậy. Bây giờ lôi bằng nằm viện, Tiếu Chiêu Quý đã dựa vào Triệu Quốc Đống, như vậy Triệu Quốc Đống cũng không cần bày trò. Tằng Lệnh Thuần nhìn Tiếu Chiêu Quý rồi nói. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy La Minh có thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị, nếu như lão Tiếu không có dị nghị gì thì xác định. Tôi không có ý kiến. Đúng, về trưởng phòng thông tin Vương Lệ Mai thì không biết bí thư Triệu cùng chủ tịch Tằng cảm giác thế nào. Tiếu Chiêu Quý nhìn Quế Toàn Hữu ngồi im tai đó và thầm nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, anh không bắt cũng đừng trách tôi. Ồ, lão Tằng, hai năm nay sự nghiệp phát triển thông tin của Tây Giang chúng ta thế nào? Triệu Quốc Đống cười nói. Cũng được, chẳng qua mảng này tôi không rõ mấy. Phải hỏi lão Bành mới là rõ nhất. Lão Tiếu, anh ở Tây Giang lâu rồi, anh thấy sao? Tằng Lệnh Thuần đẩy ngay sang cho Tiếu Chiêu Quý. Tiếu Chiêu Quý thầm mắng Tằng Lệnh Thuần gian xảo. Trước khi biết thái độ của Triệu Quốc Đống thì ai muốn dính vào việc này? Vương Lệ Mai mặc dù trước đây đi lại gần Trương Thiệu Văn nhưng nhân phẩm cũng được, không hề kiêu căng như đám Tôn Định Trung cùng Lý Hiểu Bình, Mã Chiêm Bưu. Chỉ là cô ta xinh đẹp, lại không có chỗ dựa gì nên làm sao còn trẻ như vậy đã làm phó trưởng ban tuyên giáo kiêm trưởng phòng thông tin, vì thế sẽ có người đồn thổi. Cái này, thực tế mà nói thì công tác của phòng thông tin và đài truyền hình quận 2 năm qua là khá xuất sắc. Tiếu Chiêu Quý nhìn thoáng qua Quế Toàn Hữu thì thấy đối phương có vẻ gõ gõ tay nên hơi động tâm mà nói. Đồng chí Vương Lệ Mai tuy còn trẻ nhưng làm việc táo bạo, dứt khoát, đương nhiên trong công việc khó tránh khỏi có chút sai lầm nên khiến một số đồng chí hiểu lầm, ở điểm này có thể là do không đủ kinh nghiệm. Ồ! Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh kêu lên một tiếng. Bí thư Triệu, Chủ tịch Tằng, trưởng ban Tiếu, tôi nói một số ý kiến của mình. Tôi thấy khi đánh giá một đồng chí thì phải phát hiện sở trường và điểm sáng trong công việc của bọn họ, phải cổ vũ nhiều hơn. Mấy loại người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, lấy lòng mọi người thì không thích hợp trào lưu phát triển. Nhất là Tây Giang chúng ta bây giờ càng cần cán bộ có tư tưởng mới. Không như bây giờ có người hay đồn đãi, bêu xấu người khác. Tôi nghĩ phải yêu cầu tất cả cán bộ nếu có vấn đề gì có thể phản ánh lên ủy ban kỷ luật, thanh tra, đừng có đồn đãi xung quanh. Triệu Quốc Đống, Tằng Lệnh Thuần cùng với Tiếu Chiêu Quý cẩn thận nghe Quế Toàn Hữu nói. Tôi cũng sớm nghe về vấn đề của đồng chí Vương Lễ Mai, nhưng có vấn đề gì hay không thì phải do bên ủy ban kỷ luật xác định, mà không phải là lời đồn. Quế Toàn Hữu từ tốn nói. Bây giờ nếu dễ dàng điều chỉnh nhân sự thì tôi cảm thấy không quá thích hợp. Theo tôi thì nên ủng hộ công việc của đồng chí Vương Lễ Mai mới đúng. Quế Toàn Hữu nói giúp Vương Lễ Mai một cách rõ ràng như vậy khiến Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống rõ ràng là không hài lòng với phòng thông tin. Hắn đến Tây Giang mấy tháng mà đã đi khắp các phòng ban, xã, thị trấn nhưng không tới phòng thông tin. Vương Lệ Mai lúc nào đi thông với Quế Toàn Hữu, hoặc là thái độ của Triệu Quốc Đống thay đổi trong mấy ngày vừa qua. Lão Quế, lời này của anh đả kích hơi rộng, phản ánh vấn đề là quyền của cán bộ và quần chúng, chỉ cần không phải cố ý vu cáo, phỉ bang là được. Ủy ban kỷ luật làm gì? Không phải là điều tra, xác minh sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua lão Quế nói đúng, Tây Giang chúng ta bây giờ không cần cán bộ lãnh đạo ngồi cho hết giờ, mà cần phải có sự quyết đoán và can đảm vượt qua khó khăn. Dù là ngành nào cũng là như vậy, về đồng chí Vương Lệ Mai đúng là có những lời đồn đại, có thể cũng có tồn tại hoặc khuyết điểm. Nhưng về công tác của đồng chí này thì tôi nghe phòng thông tin ở Hoa Lâm đánh giá đồng chí Vương Lệ Mai rất cao. Tôi đề nghị cũng tạm thời giữ lại như La Minh. Xem như thế nào rồi tính. Lão Tằng, Lão Tiếu, hai anh thấy sao? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là gật đầu. Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Chiêu Quý đều khó tin với thái độ của Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu, nhưng có lẽ cũng đoán Triệu Quốc Đống bị áp lực từ trên. Khi Vương Lệ Mai lo lắng đi đến bên ngoài văn phòng Triệu Quốc Đống thì nghe thấy tiếng của hắn từ trong truyền ra. Ừ, chúc mừng, đây là việc lớn. Trưởng Ban Hồng phải mời khách đó. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Sáng nay tổ chức hội nghị thường ủy, đã thông qua quyết định bổ nhiệm của chị.
có lẽ chiều nay trưởng ban tổ chức cán bộ Trương sẽ thay mặt thị ủy trao đổi ý kiến với bí thư Hoàng và chủ tịch Đường, đây là vấn đề trình tự. Ha ha, có quan hệ gì với tôi? Đó là quyết định của thị ủy. Được rồi, không nói nhiều nữa, gặp mặt rồi nói. Sau này chúng ta cùng làm việc trên thị xã. Chẳng qua chị làm trong văn phòng thị ủy nên nắm quyền to, có chuyện tốt đừng quên Tây Giang và khu khai phát đó. Quyển 8, chương 63. Đã có quyết định bổ nhiệm Giản Hồng. Quế Toàn Hữu có chút hâm mộ mà nói. Ừ, sáng nay đã nghiên cứu, dù sao cũng chỉ là trình tự. Trước đó trưởng ban thư ký Liên Hương đã trao đổi với bí thư Kỳ, Nghiêm Lập Dân. Về phần thị trưởng Thư cùng bí thư Lục đều không có ý kiến, vậy mấy vị khác có thể nói gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Giản Hồng coi như may, sau khi Hoàng Côn đi, Tông Kiến thay vị trí của Hoàng Côn, văn phòng thị ủy thiếu một phó trưởng ban thư ký. Trưởng ban thư ký Liên Hương cũng cần người thích hợp là nữ. Vì thế tôi liền đề cử Giản Hồng với chị ta. Quan hệ giữa Quế Toàn Hữu và Giản Hồng khá tốt. Trên thực tế y từ Giản Hồng mà biết Vương Lệ Mai có thông qua Vưu Liên Hương mà tạo quan hệ với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Triệu Quốc Đống không tỏ vẻ gì nhưng không biểu hiện cũng có nghĩa là tỏ thái độ. Vì thế Quế Toàn Hữu mới nói chuyện như vừa rồi. Chẳng qua Quế Toàn Hữu cũng thầm than Giản Hồng quá may mắn. Từ trưởng ban tuyên giáo huyện ủy nhảy lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy, mặc dù từ cấp bậc chỉ lên một cấp nhưng chênh lệch là rõ ràng. Dù là lên làm phó bí thư huyện ủy chưa chắc đã bằng được. Trong này nếu không phải Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đề cử thì Giản Hồng sao được làm như vậy? Bí thư Triệu, Giản Hồng đúng là một bước lên trời. Phó trưởng ban thư ký thị ủy theo tôi thấy còn có trọng lượng hơn cả chủ tịch huyện. Mặc dù nói như vậy nhưng Quế Toàn Hữu vẫn mừng thay cho Giản Hồng. Thứ nhất y có quan hệ tốt với Giản Hồng, thứ hai điều này nói rõ sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống. Nếu muốn Giản Hồng lên chức thì không chỉ riêng Vưu Liên Hương đẩy lên. Ngay cả Trương Thiên Phóng và Nghiêm Lập Dân đều phải thông qua, cuối cùng còn cần Kỳ Dư Hồng cho phép. Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với Trương Thiên Phóng, nhưng bên Nghiêm Lập Dân thì đầy mâu thuẫn. Nhưng việc này Triệu Quốc Đống lại có thể hoàn thành, điều này đã nói rõ vấn đề. Ừ, Giản Hồng dù sao cũng làm thường vụ huyện ủy 4-5 năm, nghe nói lúc nấy là thường vụ huyện ủy trẻ nhất toàn thị xã. Tôi đến Hoa Lâm thì bọn họ đã làm thường vụ huyện ủy 2-3 năm. Bây giờ tiến lên một bước coi như không dễ. Nếu không có đầy đủ các điều kiện thì Giản Hồng sao có thể lên chức. Nếu không phải Nghiêm Lập Dân và hắn sau cơn gió lốc nên bây giờ muốn hòa bình một thời gian thì chỉ sợ chức phó trưởng ban thư ký cũng không rơi vào đầu Giản Hồng. Vương Lệ Mai đứng ngoài mà rất sợ hãi, Giản Hồng đã thành công. Tin này làm Vương Lệ Mai rất chấn động, cô hiểu rõ chênh lệch giữa phó trưởng ban thư ký thị ủy và trưởng ban tuyên giáo huyện ủy là như thế nào. Mặc dù trên danh nghĩa là tăng một cấp nhưng đây gần như là chênh lệch giữa phó cục trưởng cục lưu trữ và cục trưởng cục tài chính vậy. Triệu Quốc Đống không ngờ có bản lĩnh đưa Giản Hồng lên chức. Vương Lệ Mai càng sợ hơn về năng lực của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống này mới lên làm thường vụ mà đã có thực lực quyết định một phó trưởng ban thư ký thị ủy, có quá không? Bảo sao không ít người nói hắn chẳng những giỏi làm kinh tế, hơn nữa bên trên có người coi trọng hắn. Nghe thấy người bên trong không nói chuyện nữa. Vương Lệ Mai lặng lẽ đi ra ngoài vài bước, sau đó đi thật lớn tiếng và khẽ gõ cửa văn phòng Triệu Quốc Đống. Mời vào. Quế Toàn Hữu đang định đi thì thấy Vương Lệ Mai tới. Bí thư Triệu, Chánh văn phòng Quế cũng ở đây. Trưởng phòng Lệ Mai tới, ngồi đi. Vừa nãy lệnh hồ bảo với tôi là chị đến nhưng bận trao đổi công việc. Chị ngồi đi, Toàn Hữu cũng ngồi đi. Tôi đoán chắc trưởng phòng Lệ Mai mời chúng ta đến phòng thông tin đây mà. Triệu Quốc Đống gọi như vậy làm Vương Lệ Mai run lên. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống mà thu thập ai thì đều không có tiếng động, thậm chí kẻ đó còn không biết Triệu Quốc Đống nhằm vào mình. Có lẽ một giây trước còn nói cười vui vẻ, sau đó có văn bản cách chức, thậm chí viện kiểm sát sẽ đến bắt giữ. Mà vẻ thân mật của Triệu Quốc Đống hôm nay làm Vương Lệ Mai không quen. Chẳng lẽ đây là điềm báo trước khi ra tay? Bí thư Triệu, tôi đúng là đến mời ngài và Chánh văn phòng Quế đến phòng thông tin kiểm tra công việc. Ngài đến lâu như vậy, có lẽ chỉ mỗi phòng thông tin chúng tôi là chưa tới. Có phải là không tin phòng thông tin hay là có thành kiến với tôi? Vương Lệ Mai lấy bình tĩnh rồi can đảm nói. Nếu điều chỉnh thì chỉ sợ không vì cô có vâng dạ, xin xỏ thì Triệu Quốc Đống cũng không bỏ qua. Ha ha, Toàn Hữu, xem ra trưởng phòng Lệ Mai có ý kiến với tôi. Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Nhưng mà trưởng phòng Lệ Mai... Chị không nghe câu ngạn ngữ của tỉnh An Nguyên chúng ta sao?
Đợi lâu có tiệc, đó chính là thứ tốt phải để đến sau cùng. Ha ha, Toàn Hữu, anh bảo Lão Bành chiều nay đến phòng thông tin kiểm tra công việc. Trưởng phòng Lệ Mai đã hài lòng chưa? Vương Lệ Mai không ngờ Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng yêu cầu của mình như vậy, còn có cả Quế Toàn Hữu và Bành Nguyên Hậu làm cô vui vẻ đứng lên nói. Bí thư Triệu nói rồi đó, chiều nay tôi sẽ chờ ở phòng. Nói xong Vương Lệ Mai mới ý thức lời mình nói có vấn đề. Vừa nãy Triệu Quốc Đống nói thứ tốt để cuối, cô lại nói đợi ở phòng làm người ta phải suy nghĩ. Vì thế cô vội vàng đứng lên ra ngoài. Triệu Quốc Đống còn chưa có phản ứng thì Vương Lệ Mai đã rời đi. Quế Toàn Hữu lúc này cười hì hì mà nói. Bí thư Triệu, Vương Lệ Mai này đúng là biết nghe ý người khác. Không biết câu nói kia có ẩn ý gì không? Triệu Quốc Đống ngẩn ra và hiểu ngay. Hắn dở khóc dở cười chỉ vào Quế Toàn Hữu mà nói. Toàn Hữu, anh đúng là giỏi liên tưởng, đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Mấy thứ này chỉ có kẻ có tư tưởng đạo đức kém như anh mới nghĩ ra được. Ha ha, bí thư Triệu, ngài không thấy vẻ hốt hoảng của Vương Lệ Mai khi đi ra đâu. Chị ta nếu không ý thức được điều này thì sao lại thế? Quế Toàn Hữu cười ha hả nói. Cái này cũng không phải nghĩ quá gì, câu nói ông cha truyền lại thường có nhiều nghĩa mà. Được rồi Toàn Hữu, anh đừng có mà dùng mấy từ này che giấu tư tưởng kém cỏi của mình. Tôi thấy phải làm công tác tư tưởng từ anh tránh văn phòng quận ủy mới được. Đúng rồi bí thư Triệu, ngài đừng nói chuyện này, mà ngài cũng đã 27, cũng nên kết hôn đi, nếu không sẽ có nhiều lời đồn đoán. Chẳng lẽ Ninh Lăng có mấy trăm ngàn cô gái chưa lấy chồng mà không có ai lọt vào mắt ngài sao? Hay là ngài có ai thích hợp trên Ando? Quế Toàn Hữu rất nghiêm túc nói. Triệu Quốc Đống nghe vậy mà có chút đau đầu, hắn có người thích hợp không? Nếu từ ánh mắt người ngoài thì chỉ sợ là Lưu Nhược Đồng hoặc là Hàn Đông đã dần đi xa cuộc đời hắn. Trước không nói hai người này thích hợp hay không, với tính cách của hắn bây giờ thì vẫn bài xích với hôn nhân. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình lại chán ghét hay sợ hãi với gia đình sao? Chẳng qua trước mặt cấp dưới thì Triệu Quốc Đống không thể nói suy nghĩ thật của mình. Ai nói tôi không có đối tượng thích hợp, chẳng qua cô ấy làm việc ở Bắc Kinh, cách xa nhau nhiều nên ít liên lạc. Ồ, thật sao, vậy bao giờ có thể uống rượu mừng của bí thư Triệu? Cái này, cô ấy làm việc ở Bộ Ngoại giao, suốt ngày bay đi bay lại, hầu hết thời gian chúng tôi gọi điện mà thôi. Thi thoảng tôi cũng lên Bắc Kinh gặp, còn về phần kết hôn thì ít ra phải sang năm, hoặc là năm sau nữa. Quế Toàn Hữu có chút thất vọng, lời này của Triệu Quốc Đống quá mờ mịt, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu mà y lo lắng. Y lo Triệu Quốc Đống không tự kiểm điểm mình về quan hệ nam nữ. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Triệu Quốc Đống làm tốt, dù là quan hệ giữa hắn với Trình Nhược Lâm hay người phụ nữ trên Ando thì Quế Toàn Hữu cũng mơ hồ biết. Chẳng qua y không nói rõ vì tin Triệu Quốc Đống hiểu việc này. Chức vụ của Triệu Quốc Đống tăng lên, người chú ý và biết hắn càng lúc càng nhiều. Hắn đi đớ cũng dễ bị phát hiện, nhất là ở cái đất Ninh Lăng này. Quyển 8, chương 64. Sau bữa tiệc giản hồng cảm ơn lãnh đạo kết thúc, Bành Trường Quý lặng lẽ lái xe đi một vòng đón Trình Nhược Lâm đã sớm về. Sau đó khi nhận được điện của Triệu Quốc Đống liền lặng lẽ đến đón hắn. Điều hòa trong xe rất ấm, nương theo hơi rượu, Triệu Quốc Đống dựa đầu vào bờ vai mềm mại của Trình Nhược Lâm. Bữa tiệc cảm ơn của Giản Hồng mời không nhiều người. Ngoài Vưu Liên Hương, Triệu Quốc Đống thì chỉ có La Băng, Trình Nhược Lâm, ngoài ra còn có Lục Nhị đi theo Vưu Liên Hương. Bởi vì phạm vi nhỏ cho nên không có gì e ngại. Triệu Quốc Đống là nam duy nhất nên là đối tượng trọng điểm bị mời rượu. Lần này Vưu Liên Hương uống nửa lít rượu trắng, sau đó lại đổi sang rượu vang. Lục Nhị cũng không đơn giản, uống vài chén rượu trắng vẫn được, đến khi bị mời mấy chén rượu vang mới không tìm được trời đất. Ở đó chắc có mỗi Trình Nhược Lâm uống kém, nhưng ở bữa tiệc vẫn phải uống vài chén. Trình Nhược Lâm mặt đỏ như hoa đào, cô gần như cắn răng vào môi vì tay Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ từ bên dưới váy tiến vào, đẩy lớp quần lót ra. Trình Nhược Lâm không thể không kéo áo khoác của mình lại để che đi bàn tay ma quái của hắn. Bàn tay kia đưa lên trên bụng, sau đó nghịch mấy sợi lông, khi thì đưa ra sau nghịch bờ mông của cô. Bàn tay nóng bỏng không ngừng vân vê theo tiết tấu. Trình Nhược Lâm chỉ thấy cả người mình mềm nhũn lại, cô không thể không cố kìm hơi thở vì sợ Bành Trường Quý đằng trước thấy sự khác lạ. Cuối cùng đã đến nơi, vừa tiến vào cửa, Trình Nhược Lâm không nhịn được rên lên một tiếng, chiếc áo khoác đã rơi xuống. Điều hòa bật lên khiến không khí ấm hẳn.
Bàn tay Triệu Quốc Đống tham lam không ngừng vuốt ve Trình Nhược Lâm, mắt Trình Nhược Lâm đỏ bừng đầy tình cảm, hai má đỏ lên không biết vì rượu hay là tình dục. Triệu Quốc Đống thấy vậy chỉ muốn nuốt người phụ nữ trước mắt. Một tay ôm chặt lấy cô vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô, lưỡi nhanh chóng mở hàm răng và tiến vào sâu. Nụ hôn sâu và nồng nhiệt làm Trình Nhược Lâm bị mất lý trí. Đến khi Triệu Quốc Đống cởi áo lót của cô ra, một cơn gió lạnh ùa đến làm cô tỉnh táo lại một chút. Chẳng qua Triệu Quốc Đống như một đứa trẻ tham ăn không ngừng liếm mút hai điểm đỏ bừng của cô, làm cô không nhịn được vùi người vào lòng đối phương. Triệu Quốc Đống cố khống chế ngọn lửa dục của mình, nếu quá mạnh bạo với người yêu cũng không tốt, nhưng quá dịu dàng sẽ mất đi tính hấp dẫn của đàn ông. Hợp lý xâm phạm và tấn công là cách mà phụ nữ thích nhất. Đương nhiên điều kiện kiên quyết đó là hai bên có tình cảm. Khi Triệu Quốc Đống bế bổng Trình Nhược Lâm lên giường, chiếc chăn và thân hình nóng bỏng của đối phương làm Trình Nhược Lâm tỉnh táo lại một chút. Cả người cô không còn gì, cô có chút xấu hổ cuộn mình vào chăn. Nhưng ý đồ của cô đã bị Triệu Quốc Đống thô bạo ngăn cản. Cơ thể cô rất nhanh đã bị bàn tay Triệu Quốc Đống làm cho giãn ra. Ngón tay lướt qua trên cơ thể ngọc ngà, Trình Nhược Lâm chỉ thấy cả người mình run lên như chưa bao giờ có, một cảm giác không ngừng tụ tập ở nơi bí mật. Cô vô thức kẹp chân lại để ngăn nó chảy ra. Khi Trình Nhược Lâm không nhịn được rên lên, Triệu Quốc Đống lúc này mới thoải mái ôm cô đặt xuống dưới người và mạnh mẽ xông lên. Bao e lệ và áp lực của cô lập tức bay biến. Trình Nhược Lâm lúc này như con chim nhỏ chỉ muốn hát lên. Trong mê say tỉnh lại, Trình Nhược Lâm đúng là rất xấu hổ. Lúc trước cô không nhịn được mà không ngừng run lên, bây giờ nghĩ lại làm cô không ngờ nó lại phát ra trong miệng mình. Nằm trong lòng Triệu Quốc Đống, Trình Nhược Lâm úp mặt mình vào ngực đối phương, cảm nhận tiếng tim của đối phương đang đạp mạnh. Triệu Quốc Đống cũng đang thưởng thức sự thoải mái sau cơn ân ái. Cơ thể Trình Nhược Lâm rất mềm mại, đặt vào thấy rất mát. Mặc dù không đầy đặn như Từ Xuân Nhạn, không khỏe đẹp rắn chắc như Cù Vận Bạch nhưng lại hơn ở chỗ dịu dàng làm hắn không muốn bỏ tay. Khi ngực bị tay đối phương đặt vào, Trình Nhược Lâm liền liếc yêu hắn, sau đó chui mình vào trong chăn. Triệu Quốc Đống cũng không chịu bỏ qua mà đưa tay vào trong đó. Được rồi Quốc Đống, người ta không chịu được nữa đâu. Anh chính là một con trâu không biết mệt. Trình Nhược Lâm không chịu được nên chỉ có thể giơ tay xin hàng. Triệu Quốc Đống nghe thấy thế không nhịn được cười phá lên. Chỉ có trâu mệt chết chứ có ruộng nào được cày mà hỏng đâu. Không có trâu thì ruộng sao có thể phì nhiêu. Nếu đàn ông là trâu, vậy phụ nữ là đất ruộng, chỉ có trâu không ngừng cày thì mảnh đất đó mới phì nhiêu. Ruộng không cày thì không có sức sống. Triệu Quốc Đống trêu một câu. Phì, vậy theo anh nói phụ nữ không thể không có đàn ông sao? Không có đàn ông là không thể sống sao? Trình Nhược Lâm thò đầu ra và phản lại một câu. Không phải không thể sống nhưng đó là cuộc sống không trọn vẹn. Giống như đàn ông nếu không có phụ nữ cũng thế, âm dương không điều hòa mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây không phải là ai áp đảo ai, nhưng em có phải thừa nhận trong cuộc sống bây giờ thì đàn ông vẫn chiếm ưu thế. Trình Nhược Lâm lặng lẽ gật đầu rồi nói. Cho nên trưởng ban Giản Hồng phải dựa vào anh giúp mới có thể nhảy vọt về địa vị phải không? Em có ý kiến với Giản Hồng? Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói. Không có chuyện đó, em chỉ là thấy chị ta làm thường vụ huyện ủy Hoa Lâm vài năm, đã trải qua 4 bí thư huyện ủy mà không thể tiến thêm. Nhưng sau khi anh đi khỏi Hoa Lâm lại có thể đề cử Giản Hồng, làm chị ta nhảy lên trời, cơ hội này không phải ai cũng gặp được. Trình Nhược Lâm ngẩn ra mà nói. Triệu Quốc Đống chống tay vào cằm rồi nói. Nhược Lâm, có phải em muốn đổi hoàn cảnh không? Không, không phải em, anh cũng biết cuộc sống của em bây giờ rất tốt mà. Thật đó, em rất thỏa mãn. Trình Nhược Lâm nở nụ cười đầy hạnh phúc. Là băng tỷ, trưởng ban Giản lên trước đã kích thích chị ấy. Anh cũng biết đó, quan hệ giữa chị ấy và trưởng ban Giản không hòa hợp, đến khi tới phòng thông tin thì mới dần hòa hợp. Bây giờ trưởng ban Giản đột nhiên lên chức, đồng thời trưởng ban tuyên giáo sẽ điều từ nơi khác đến làm chị ấy rất buồn bực. La Băng muốn thay thế Giản Hồng. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Đây là việc khó, lựa chọn thường vụ huyện ủy mặc dù phải thông qua hội nghị thường vụ thị ủy nghiên cứu, nhưng Giản Hồng vừa đi như vậy chức trưởng ban tuyên giáo còn thiếu thì Kỳ Dư Hồng nhất định sẽ tôn trọng ý kiến Hoàng Côn. Hắn nói xen vào cũng không tác dụng. Cái này không phải, mà là do Băng tỷ phản cảm với tên Trần Đại Lực kia. Đó là kẻ quá thô lỗ, hơn nữa. Trình Nhược Lâm không nói thêm gì nữa. Triệu Quốc Đống uống hiểu một chút về Trần Đại Lực. Đây là cán bộ xuất thân từ cơ sở,
đi lên từ công tác kế hoạch hóa gia đình, cũng có năng lực nhưng lại có trình độ văn hóa thấp, nghe nói chỉ có bằng trung cấp mà thôi, nói chuyện khá thô tục. Như Trần Đại Lực nói quan hệ với nông dân thì phải nói thô tục mới hòa đồng được. Người này có ba đặc điểm là uống giỏi, ngủ giỏi và háo sắc, hơn nữa điểm thứ ba là nổi tiếng nhất. Nhiều người lén gọi y là Trần Đại Lư, nghe nói tên này có quan hệ với mấy cán bộ xã, thị trấn, cũng có không ít phản ứng về tên này nhưng đều không có chứng cứ cụ thể. Nếu người này làm lãnh đạo trực tiếp của La Băng, vậy La Băng đúng là khổ rồi. Bảo sao tâm trạng La Băng hôm nay không được, hắn còn tưởng La Băng ghen ghét chuyện Giản Hồng lên chức. Chỉ là Trần Đại Lực kia sao lại quan hệ với Hoàng Côn? Trần Đại Lực và Hoàng Côn có quan hệ gì? Triệu Quốc Đống nói. Em không rõ, chẳng qua hình như chuyện này huyện đều biết Trần Đại Lực có quan hệ mật thiết với bí thư Hoàng Côn, ngay cả khi bí thư lên Ninh Lăng dùng cơm cũng kéo theo Trần Đại Lực. Trình Nhược Lâm cũng có chút lo lắng, chẳng qua cô cũng biết Trần Đại Lực thật ra không dám làm phiền mình. Đúng là không nhìn ra Trần Đại Lực còn có bản lĩnh này. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Anh phải nghĩ biện pháp giúp Băng tỷ đó. Trình Nhược Lâm thấy tay Triệu Quốc Đống bắt đầu làm loạn liền đỏ mặt, Lý Nhí nói. Bây giờ sợ là không dễ. Giản Hồng vừa đi, nếu anh lại điều chỉnh La Băng thì chỉ sợ Hoàng Côn sẽ đến kiện anh với Bí Thư Kỳ. Em bảo La Băng nhịn một chút, anh tin Trần Đại Lực dù lên thì mới đầu cũng phải thua mình. Hoàng Côn nếu để tên này lên thì cũng phải nhắc nhở vài câu. Cơ quan cấp huyện không giống nông thôn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn thấy Trình Nhược Lâm có chút thất vọng liền đảo mắt mà nói. Nhược Lâm, em và La Băng có quan hệ gì, sao thân mật như vậy? Chẳng lẽ là... Anh nói gì thế? Trình Nhược Lâm mới đầu còn không rõ, sau thấy vẻ mặt kỳ quái của Triệu Quốc Đống nên hiểu ngay ra mà nói. Người ta và Băng tỷ là cùng tâm trạng cho nên. Quyển 8, chương 65. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc. Đó chính là phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất. Kỳ Dư Hồng bỏ quyển sổ xuống rồi nhìn quanh mà nói. Kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhiều ngành nghề kinh tế khác chính là tất cả thể chế kinh tế cùng phát triển. Chế độ kinh tế cơ bản này được Tổng Bí thư đưa ra trong tháng 5, nhưng hình thành văn bản mang tính cương lĩnh lại được đưa ra trong Đại hội Đảng 15. Đối với điểm này tôi hiểu như sau. Đó chính là ngành sản xuất quan hệ tới quốc kế dân sinh thì quốc gia nhất định cần khống chế vững vàng, các ngành sản xuất khác có thể mở ra với trong và ngoài nước, chào đón đầu tư từ ngoài và kinh tế tư nhân, làm cho nền kinh tế của chúng ta có sức cạnh tranh cao hơn nữa. Căn cứ theo tôi biết thì Trung Quốc đang đàm phán để gia nhập WTO, nói cách khác một khi nước ta gia nhập WTO có nghĩa là thuế suất đối với hàng của nước ngoài sẽ giảm mạnh, hàng nước ngoài sẽ ùa vào. Nó sẽ tạo ảnh hưởng lớn đối với các nhà máy lạc hậu của nước ta. Cho nên chúng ta phải tiến hành phát triển nền kinh tế thị trường trước khi Trung Quốc gia nhập WTO, làm cho nền kinh tế có sức cạnh tranh, chỉ như vậy thì chúng ta mới không dễ dàng sụp đổ với nền kinh tế toàn cầu hóa. Khi tham gia lớp tập huấn trên tỉnh ủy, trưởng ban thư ký Khâu đã nói chuyện với tôi về vấn đề này. Các khu vực khó khăn như chúng ta làm như thế nào để phát triển nhanh hơn? Tôi thấy trưởng ban thư ký Khâu có một câu nói rất đáng giá để suy nghĩ. Đó chính là không nên câu nệ vào chế độ và hình thức vốn có, không nên chỉ nhìn mấy hiện tượng xung quanh, mà phải nhìn vào các nơi phát triển đã đi trước chúng ta vài bước, phải đuổi theo và vượt qua bọn họ. Triệu Quốc Đống cẩn thận ghi chép những lời tâm đắc mà Kỳ Dư Hồng rút ra từ khóa tập huấn trên tỉnh ủy. Xem ra Kỳ Dư Hồng đã có thu hoạch sau một tuần học tập, ít ra đã biết dùng không ít danh từ mới. Hơn nữa có thể nghe ra Kỳ Dư Hồng thật sự đã xúc động. Về việc phát triển kinh tế tư nhân thì Ninh Lăng chúng ta không chỉ kém xa so với An Đô, mà còn kém hơn cả mấy thị xã như Vĩnh Lương, Lô Hóa, Vinh Sơn. Căn cứ một phần số liệu cho thấy GDP của Vĩnh Lương năm nay tăng lên có một phần nhờ kinh tế tư nhân, điều này làm tôi rất xúc động. Kỳ Dư Hồng nhìn các thường vụ đang chăm chú ghi chép, điểm này làm y rất hài lòng. Nhưng chăm chú ghi chép chỉ là tỏ thái độ. Cần phải nghiêm túc thực hiện ý đồ của y mới là quan trọng nhất. Điều kiện của Vĩnh Lương cũng không tốt hơn Ninh Lăng chúng ta, nhưng GDP tăng cao hơn Ninh Lăng 40%, cao thứ hai toàn tỉnh, chỉ kém mỗi thành phố Kiến Dương. Trong đó có một kinh nghiệm quan trọng đó là thị ủy, chính quyền thị xã Vĩnh Lương không tiếc tất cả gây dựng hoàn cảnh tốt đẹp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đưa ra các chính sách và yêu cầu hệ thống tài chính ủng hộ kinh tế tư nhân. Ở điểm này khi trao đổi với bí thư thị ủy Vĩnh Lương, tôi thấy có lợi rất nhiều.
học tinh thần đại hội 15 thì chúng ta nên làm như thế nào? Mọi người ngồi đây đều là lãnh đạo thị xã, làm như thế nào để lãnh đạo các cục, quận, huyện có thể tiếp thu tinh thần này, làm như thế nào để kinh tế Ninh Lăng phát triển hơn nữa? Điểm này tôi mong các vị thường vụ phải chăm chú nghiên cứu, cũng đưa ra kế hoạch cụ thể. Đề tài là học tập đại hội đảng 15, tôi nên làm gì? Trên hội nghị thường ủy đầu tiên của năm mới, tất cả thường vụ bao gồm cả tôi đều phải báo cáo với hội nghị, nói những gì mà mình học tập từ tinh thần đại hội để áp dụng vào công việc sang năm. Đây là lần đầu Giản Hồng tham gia hội nghị thường vụ thị ủy, mặc dù cô chỉ là người ghi chép nhưng có thể vào phòng hội nghị này nói rõ biến hóa về thân phận. Kỳ Dư Hồng nghiêm túc, Thư Chí Cao thoải mái, Nghiêm Lập Dân trầm ngâm, Lục Kiếm Dân như suy nghĩ gì đó, Kim Vĩnh Kiện nhìn vào sách, Trương Thiên phóng mắt nhìn thẳng, Mao Bình xoay xoay bút trong tay, Chu Xuân Tú mặt thản nhiên, Vưu Liên Hương lúc viết lúc dừng, Lam Quang cầm bút suy nghĩ, một vị cuối cùng thì đặt tay lên bàn chăm chú lắng nghe. Đây là trung tâm quyền lực của Ninh Lăng. Hơn 5 triệu dân chúng và mấy ngàn km vuông của Ninh Lăng đều biến hóa theo quyết định của bọn họ. Hội nghị học tập kết thúc, Kỳ Dư Hồng mời Thư Chí Cao, Chu Xuân Tú và Triệu Quốc Đống ở lại. Không cần phải nói cũng biết là liên quan tới vấn đề công ty quốc điện, công ty điện lực quốc gia, xây dựng trụ sở chế tạo thiết bị, chuyện này làm khó Triệu Quốc Đống rất nhiều. Công ty quốc điện vẫn chưa xác định xem có nên đầu tư xây dựng một trụ sở lớn như vậy hay không. Vì việc này Triệu Quốc Đống đã cùng Thư Chí Cao, Chu Xuân Tú lên Bắc Kinh tìm Thái Chánh Dương mà báo cáo công việc, hy vọng được Bộ Thương mại ủng hộ. Sau đó còn thông qua thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong mà hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Điều này cũng làm Ninh Lăng gặp khó khăn, không biết có nên tiếp tục trông chờ vào trụ sở hư vô đó không? Vì khởi động xây dựng trụ sở này mà khu khai phát đã đầu tư gần 6 triệu. Nếu tư tưởng kia của công ty quốc điện không thể thực hiện, như vậy 6 triệu xây dựng trụ cột sẽ thành giấy vụn. Chẳng qua cũng may hôm trước Triệu Quốc Đống từ Đồng Minh Đường mà biết một tin tức có lợi. Theo nền kinh tế quốc gia tăng trưởng chậm lại khiến quốc gia có ý xây dựng trụ cột ở khu vực Trung Tây, xây dựng nguồn năng lượng cũng là một trong số đó. Cho nên việc xây dựng trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện cũng được các lãnh đạo chủ yếu của công ty nhất trí. Bây giờ chỉ là xem sẽ rơi vào ai mà thôi. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, cả Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao đều run lên. Điều này có nghĩa hạng mục đã được xác định, bây giờ phải xem Ninh Lăng có tranh thủ được hay không. Bí thư Kỳ, cơ hội này dù như thế nào cũng không thể mất. Tôi thấy chúng ta phải tăng cường mức độ, cùng lúc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phương tiện trụ cột ở khu khai phát. Về phương diện khác còn phải dành nhiều tâm trí ở công ty quốc điện và Bộ Thương mại. Tôi xem hạng mục này cuối cùng còn phải thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia quyết định. Lão Chu, anh quen với Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh, chỉ sợ anh phải gánh vác trọng trách này. Thư Chí Cao nói. Lão Thư nói đúng, mất cơ hội này sẽ khiến Ninh Lăng chậm phát triển đi 10 năm. Kỳ Dư Hồng vung tay mà nói. Trụ sở này nhất định liên quan tới một loạt hạng mục, quy mô đầu tư nhất định không nhỏ, không được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thông qua là không thể. Lão Chu, anh quen bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh nên do anh phụ trách. Về phần công ty quốc điện và Bộ Thương mại thì do Quốc Đống phụ trách, phải có hiệu quả. Nếu như cần tôi và Lão Thư ra mặt thì cứ nói. Thực hiện cụ thể hạng mục này do thị trưởng Thư phụ trách. Kỳ Dư Hồng thở dài một tiếng mà nói. Đây là chuyện liên quan tới sự phát triển của Ninh Lăng mấy năm sau, thậm chí có thể nói là quyết định vận mệnh của Ninh Lăng chúng ta. Chỉ cần trụ sở thành lập ở Ninh Lăng, chúng ta là công thần của Ninh Lăng. Tôi tin lịch sử Ninh Lăng sẽ ghi tên chúng ta. Bí thư Kỳ, thị trưởng Thư, thị trưởng Chu, tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Công ty quốc điện nghi ngờ về ngành sản xuất công nghiệp yếu kém của Ninh Lăng chúng ta, kể cả các chuyên gia tổ khảo sát vừa rồi cũng nhất trí cho rằng Ninh Lăng thiếu các công ty, nhà máy trong làm việc này. Chỉ riêng hai nhà máy hiện có không thể đủ để xây dựng trụ sở. Nhất là trụ sở cung cấp thiết bị cần có rất nhiều bước làm. Mà công ty quốc điện không thể không đầu tư vào một nơi không có các nhà máy phụ trợ. Tôi vốn hy vọng sau khi công ty quốc điện xác định thành lập trụ sở ở Ninh Lăng thì sẽ có nhiều các công ty trong ngành đến đầu tư vào Ninh Lăng. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta suy nghĩ quá tốt đẹp. Công ty quốc điện yêu cầu rất cao về điều kiện của trụ sở, mà điều kiện trụ cột của Ninh Lăng chúng ta quá kém nên tôi lo. Triệu Quốc Đống cẩn thận mà nói. Hắn đây không phải nói láo. Khi Đồng Minh Đường gọi điện đã đề cập đến vấn đề này. Trên thực tế đây là trụ sở rất quan trọng đối với công ty quốc điện ở khu vực Trung Tây, vì thế bọn họ yêu cầu không nhỏ. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao cũng biết rõ điểm này,
nhưng đây là điều bọn họ trong lúc nhất thời không thể thay đổi. Nếu như trụ cột sản xuất công nghiệp tốt thì bọn họ làm sao suốt ngày lo cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng? Quốc Đống, cậu có ý tưởng gì? Kỳ Dư Hồng biết Triệu Quốc Đống có nhiều quan hệ nên chắc có ý tưởng. Tôi có một suy nghĩ, đó là nếu Ninh Lăng là một trong các nơi được lựa chọn thì đúng là có ưu thế, chúng ta liền giả thiết mình đã được công ty Quốc Điện chọn để xây dựng trụ sở, coi đây là điều kiện để thu hút đầu tư. Cậu nói cụ thể một chút. Thư Chí Cao nhíu mày nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 8, chương 66. Nói thẳng ra đó là tập trung thu hút đầu tư ở khu vực Chiết Giang và Bắc Kinh, tiến hành thu hút đầu tư các công ty sản xuất thiết bị ngành điện. Nói cho các công ty này rằng Ninh Lăng đã được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại và Công ty Quốc điện xác định xây dựng trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện, chào đón bọn họ đến Ninh Lăng đầu tư. Như vậy chúng ta cũng có thể lấy hợp đồng mà chúng ta đã ký kết với các công ty sản xuất thiết bị này đưa cho công ty Quốc điện xem, để bọn họ thấy hoàn cảnh trụ cột của Ninh Lăng chúng ta đã nhanh chóng cải thiện. Như vậy cũng xúc tiến công ty Quốc điện xác định chọn Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống nói. Nhưng trong đó có một vấn đề. Các công ty sản xuất thiết bị kia không ngu, bọn họ nhất định thông qua các loại con đường xác định xem công ty Quốc điện đã xác định xây dựng trụ sở kia ở Ninh Lăng chúng ta hay không. Chu Xuân Tú đặt câu hỏi. Điều này cũng khiến chúng ta cần làm chút công việc với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại và Công ty Quốc điện. Bọn họ nhất định sẽ không nói rõ mình xác định xây dựng trụ sở ở đâu, nhưng tôi nghĩ khiến cho một số người lén tỏ thái độ đó là Ninh Lăng đúng là có sức cạnh tranh cao, như vậy không đi ngược nguyên tắc. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Về phần các nhà đầu tư thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra vài kế sách, hoặc sáng hoặc tối nói quốc gia đã chọn Ninh Lăng chúng ta, chỉ là bây giờ chưa công bố mà thôi, chào mừng bọn họ tới khảo sát, ký hợp đồng sơ bộ thì cũng không tổn thất gì với bọn họ mà. Như vậy hình như hơi quá. Chu Xuân Tú có chút do dự mà nói. Thị trưởng Chu, tôi biết anh lo nhưng bây giờ được làm vua thua làm giặc. Chúng ta nhất định phải đoạt được trụ sở này vào tay thì mọi việc xong. Như vậy có ai còn nói xấu chúng ta cơ chứ? Các công ty sản xuất thiết bị kia nếu thấy chúng ta có đủ điều kiện mà đầu tư vào thì chúng ta hoan nghênh, nếu không thích thì vỗ mông đi là tự do của bọn họ. Dù sao đầu tư hay không thì bọn họ cũng không tổn thất mà. Nhiều lắm tốn chút thời gian. Chúng ta mất chút tiền chiêu đãi mà thôi. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Thời buổi này chính là như vậy. Điều kiện của chúng ta kém thì không thể không ra vẻ mình tốt. Nói chúng ta lừa cũng tốt, tự đánh bóng mình cũng tốt, chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật thì không có gì phải lo. Coi như bị nơi khác chỉ trích chúng ta dùng thủ đoạn không tốt thì sao? Chẳng lẽ bọn họ có thể quyết định vận mệnh của anh và tôi, có thể xử lý tôi? Vì phát triển thì ai không như vậy? Dù là Kỳ Dư Hồng hay Thư Chí Cao thì đều có một cảm giác Triệu Quốc Đống này quá quỷ quyệt, đây đúng là một chiêu quá tàn nhẫn. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận lời Triệu Quốc Đống nói là đúng. Trụ cột của anh kém mà muốn công bằng cạnh tranh với nơi khác thì nhất định sẽ bại trận. Như vậy phải có chiêu, đánh bóng cho mình, dùng chút mưu kế, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Bí thư Kỳ, tôi thấy chuyện này có thể thực hiện. Thư Chí Cao rất kiên quyết nói. Nếu thật sự có chuyện thì thị ủy, Ủy ban thị xã đều có thể gánh vác trách nhiệm. Vì phát triển thì đừng nói mấy việc đó, dù có sai lầm chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì thị ủy và ủy ban thị xã đều phải gánh. Nếu không sao có thể làm người yên tâm mà đi làm việc. Ừ, tôi đồng ý với anh. Chuyện này lão Chu và Quốc Đống phải nắm chắc thời gian đi làm. Tôi đoán công ty Quốc Điện chậm nhất sẽ đưa ra ý kiến trước Đại hội đại biểu nhân dân, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của bọn họ. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta phải dùng mọi biện pháp mau chóng xúc tiến việc này, bây giờ chỉ còn hơn tháng là tới Tết, tôi thấy chúng ta có thể lợi dụng thời gian này mà làm gì đó. Bí thư Kỳ, tôi dự định trước Tết phân biệt lên trao đổi với Bộ Thương mại và Công ty Quốc Điện, sau đó dự định tới Thượng Hải tiến hành các hoạt động thu hút đầu tư. Bây giờ chúng tôi đang tích cực thu thập tài liệu về các công ty trong ngành này, tranh thủ trước Tết làm xong hoạt động. Triệu Quốc Đống cười nói. Đến lúc đó mấy vị lãnh đạo có lẽ sẽ rảnh, như vậy cũng tiện đến chỉ đạo công việc. Ừ, Quốc Đống, làm tốt vào. Khu khai phát và quận Tây Giang là cửa sổ của Ninh Lăng, nói khó nghe một chút chính là ở ngay dưới mắt thị ủy, ủy ban thị xã, các quận, huyện khác đều nhìn vào. Cậu là thường vụ thị ủy thì cũng phải làm ra thành tích nào đó cho các vị bí thư, chủ tịch khác thấy.
Tôi và thị trưởng Thư cũng rất chờ mong cậu chủ tịch tỉnh làm chúng tôi thấy sự vui mừng. Kỳ Dư Hồng gật đầu nói. Đến lúc đó tôi và Lão Thư sẽ xem tình hình rồi sẽ có người đến tham gia. Đi đến văn phòng của Giản Hồng, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gõ cửa. Mời vào. Sao, chị thấy thế nào? Triệu Quốc Đống cười cười đi vào mà nói. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, mời lãnh đạo ngồi. Không cần khách khí như vậy, tôi chỉ là thuận tiện đến xem một chút mà thôi. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Chắc bận hơn ở Hoa Lâm phải không? Vâng, đúng là bận hơn. Ba phó trưởng ban thư ký có mảng phụ trách riêng. Trưởng ban thư ký Vưu phụ trách toàn cục cũng không nhẹ nhàng gì. Giản Hồng lên trên thị xã mới biết chênh lệch với huyện là như thế nào. Nhưng Giản Hồng lại thấy ánh mắt của mình tăng lên không ít. Cô cũng thầm nhắc mình phải tăng cường học tập, nhanh thích ứng hoàn cảnh. Không vấn đề gì đâu, với năng lực của chị chỉ cần thích ứng một chút là được. Chức phó trưởng ban thư ký chính là thử thách năng lực tổng hợp của chị, đây thực ra cũng không có gì khó đối với chị. Hơn nữa phía sau còn có trưởng ban thư ký Vưu giúp cơ mà. Triệu Quốc Đống cười cười xua tay nói. Được rồi, tôi không làm phiền chị nữa. Tôi chỉ là đến thăm chị mà thôi. Giản Hồng cũng không khách sáo với Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu đúng là ít khi sang thị ủy. Ừ, tôi không có thời gian, mới cả tôi thích ở quận ủy quận Tây Giang hoặc trụ sở khu khai phát, thoải mái hơn. Triệu Quốc Đống vừa đi ra thì gặp Trương Thiên Phóng. Quốc Đống, sao, quan tâm cấp dưới ư? Đúng thế, tôi cũng thuận tiện đến chào trưởng ban Trương. Triệu Quốc Đống cười nói. Được đó. Bí thư Triệu có thể đến ban tổ chức cán bộ chính là vinh hạnh cho ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Trương Thiên Phóng liền trêu chọc. Đi, đến chỗ tôi ngồi một chút. Vào văn phòng Trương Thiên Phóng, Triệu Quốc Đống liền trực tiếp nói chuyện của Hoắc Vân Đạt ra. Trương Thiên Phóng cũng biết Triệu Quốc Đống luôn nghĩ tới việc này. Chẳng qua muốn để Hoắc Vân Đạt lên làm thường vụ quận ủy quận Tây Giang thì cần kiểm tra. Chỉ mình Trương Thiên Phóng gật đầu là không thể. Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân cũng phải trao đổi. Quốc Đống, bên Lão Nghiêm thì cậu đã nói chuyện chưa? Trương Thiên Phóng xua tay ra hiệu thư ký đi ra. Nếu như Giản Hồng chính là do Vưu Liên Hương mạnh mẽ đề cử khiến Nghiêm Lập Dân chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng Hoắc Vân Đạt đến quận Tây Giang làm thường vụ quận ủy thì nói rõ đó là người Triệu Quốc Đống cần. Bên Lão Nghiêm thì tôi không định nói chuyện, Lão ta thích nói thế nào thì nói. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Ồ! Trương Thiên Phóng ngẩn ra rồi nhìn thì thấy Triệu Quốc Đống không phải đang giả vờ nên mới nói. Cậu nắm chắc y sẽ không gây khó cho cậu. Rất đơn giản, bây giờ khu khai phát và Tây Giang đều đang sống dở chết dở. Thời gian trước mặc dù trừ mấy ung nhọt nhưng cũng bị thương tổn nặng nề. Bí thư Kỳ nếu muốn cho cả khu khai phát và Tây Giang phát triển thì không cho tôi vài người giúp việc thì sao được. Tôi có ba đầu sáu tay cũng không chơi được ván cờ này. Triệu Quốc Đống bĩu môi nói. Tôi dự định sẽ báo cáo riêng với Bí Thư Kỳ về suy nghĩ bên Tây Giang, nhưng bên khu khai phát cũng đang quá kém. Điểm này thì đúng, Bí Thư Kỳ từ lớp tập huấn của tỉnh ủy về thì có lẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Khi y nói chuyện với tôi về vấn đề nhân sự thì cũng nói không nên dựa vào khuôn mẫu, phải đề bạt người giỏi làm kinh tế, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay. Trương Thiên Phóng thở dài nói, làm Bí Thư Thị ủy ở Ninh Lăng cũng khó khăn. Mỗi lần lãnh đạo tỉnh ủy phê bình đều có mặt anh ta. Anh không làm ra thành tích thì lãnh đạo không cần biết anh có điều kiện khách quan gì, tất cả dựa vào số liệu. Mỗi lần lên tỉnh họp là tôi lại thấy Bí Thư Kỳ khẩn trương. Đây không phải là sợ mà là Bí Thư Kỳ nói tham gia hội nghị là khó chịu. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Trương Thiên Phóng mà nói. Anh nếu biết khó khăn còn không giúp anh em. Bây giờ sắp đến thiết kế năm, nếu nói thành tích công việc năm nay, tôi còn có thể lấy lý do mình mới tới. Nhưng sang năm thì sao? Hàng quý đều có hội nghị tổng kết, tôi ngồi bên trên cũng nóng mặt. Chỉ sợ người bên dưới nói khu khai phát và Tây Giang không phát triển gì, Triệu Quốc Đống tôi còn có mặt mũi ngồi trên đó sao? Trương Thiên Phóng cũng nở nụ cười rồi vỗ mạnh vào vai Triệu Quốc Đống. Được rồi, đừng có lấy lý do, tôi có thể gõ một chút, tốt nhất cậu nói thẳng với Bí Thư Kỳ. Chẳng qua tôi nhắc cậu, yêu cầu của cậu mà được Bí Thư Kỳ thỏa mãn rồi không làm tốt công việc. Như vậy Bí Thư Kỳ sẽ cho cậu một trận đó. Đến Tây Giang tức là không có đường lui, còn không nhân cơ hội đặt ra điều kiện thì không phải quá thiệt thòi sao? Quyển 8, chương 67. Hoắc Vân Đạt này có quan hệ rất thân với Triệu Quốc Đống sao? Nghiêm Lập Dân nhấp ngụm rượu rồi nói, y thầm nghĩ Triệu Quốc Đống này đúng là dám nghĩ.
Không vội, từ từ sẽ tới mà. Rồi hắn sẽ biết thị ủy Ninh Lăng không đơn giản như hắn nghĩ. Cũng được, thực ra cũng không quá mật thiết. Nói mật thiết thì tôi nghĩ Giản Hồng và Vương Nhị Khải đi lại gần với Triệu Quốc Đống hơn. Lỗ Đạt lắc đầu nói. Nghiêm Lập Dân biết Lỗ Đạt có chút mất mát. Lỗ Đạt cũng nhìn chằm chằm vào chức phó trưởng ban thư ký thị ủy nhưng nói thật biểu hiện của Lỗ Đạt ở Hoa Lâm là rất bình thường. Có lẽ phó bí thư huyện ủy khó có thể tỏ vẻ tính cách và đột biến trong công việc. Nghiêm Lập Dân nghĩ mãi rồi quyết định buông tha việc đề cử Lỗ Đạt làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Giản Hồng lần này coi như đạt được tiện nghi, chẳng qua phụ nữ nên có ưu thế rõ ràng, Vưu Liên Hương cũng cần người giúp đỡ nên chỉ có Giản Hồng là thích hợp. Nghiêm Lập Dân cười nói. Sao, thấy buồn à? Ha ha, nói không có chút thất vọng là nói dối. Chẳng qua bí thư Nghiêm đã bố trí như vậy thì nhất định có lý của ngài. Lần này không phải tôi bố trí mà là do Vưu Liên Hương thuyết phục Kỳ Dư Hồng, có lẽ Triệu Quốc Đống và Trương Thiên Phóng cũng giúp một chút. Tôi dù có ngăn cản cũng vô ích. Nghiêm Lập Dân nói, có lẽ tôi ngăn cản chỉ kéo dài được một chút, thị ủy thiếu một phó trưởng ban thư ký cũng không tốt. Khi chọn người này thì Kỳ Dư Hồng tôn trọng Vưu Liên Hương hơn, chỉ cần không phải nhân vật quá kém thì Kỳ Dư Hồng sẽ đồng ý. Hơn nữa Trương Thiên Phóng cũng giúp đỡ. Bây giờ Triệu Quốc Đống rất tích cực. Lỗ Đạt nói, hắn cũng cần tích cực mà, Tây Giang rất phức tạp, nếu không tích cực thì sao được. Tây Giang là thanh gỗ mục, nếu không có chút sóng gió rửa sạch thì dần sẽ thối nát. Nghiêm Lập Dân nghiêm túc nói, Trương Thiệu Văn ở Tây Giang quá lâu, dù từ góc độ nào mà nói thì cũng không thích hợp. Lúc trước Kỳ Dư Hồng thiếu khí phách, nếu sớm thay đổi Trương Thiệu Văn thì đâu có cơn sóng lớn như vậy. Triệu Quốc Đống đúng là dám làm loạn, thoáng cái lật cả bầu trời Tây Giang. Lỗ Đạt tất nhiên có chút hứng thú với động tác của Triệu Quốc Đống ở Tây Giang. Hừ, một mình hắn có bản lĩnh đó sao? Không có thư chí cao, Lục Kiếm Dân và Lam Quang xen vào thì hắn nhảy được bao xa? Cũng là do Kỳ Dư Hồng muốn xử lý một chút, nếu không hắn có thể làm được bao nhiêu? Nếu như hắn tưởng mình vào thường vụ thị ủy đã giỏi thì quá nực cười. Chẳng qua thằng này cũng gian xảo, biết chừng mực, thấy tốt là thu. Tôi mặc dù không thích hắn nhưng người này đầu óc đúng là rất nhanh nhạy. Đám người Tây Giang không phải là một khối sao? Sao lại dễ bị hắn kéo nhiều người xuống nước như vậy? Lỗ Đạt hỏi. Lỗ Đạt, xem ra anh rất hứng thú với Triệu Quốc Đống, sao, cảm thấy còn có thể hợp tác với hắn sao? Nghiêm Lập Dân cười phá lên. Bí thư Nghiêm, ngài cũng nói người này có bản lĩnh mà. Ít nhất Hoa Lâm trong tay người khác không phát triển nhanh bằng hắn. Lỗ Đạt nhún vai nói. Người bình thường đúng là không được bằng hắn. Hoàng Côn cũng không được sao? Nghiêm Lập Dân cười nói. Hoàng Côn ư, đó đều là nhặt của đào mà Triệu Quốc Đống để lại, hơn nữa Đường Diệu Văn cũng không quá xấu, cũng là người muốn làm việc. Nếu không tôi thấy Hoa Lâm trong tay Hoàng Côn chỉ có thể làm một người bình thường. Lỗ Đạt lạnh lùng nói. Lão Kỳ lấy chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm để cảm ơn Hoàng Côn mấy năm vẫn trung thành theo mình. Chỉ là kẻ như Hoàng Côn cũng có thể đi làm bí thư huyện ủy thì tôi thấy Kỳ Dư Hồng đúng là đối xử tốt với Hoàng Côn. Nghiêm Lập Dân thở dài một tiếng. Nói là một chuyện, đúng là làm khó Kỳ Dư Hồng. Lỗ Đạt không tiện xen vào chuyện lãnh đạo cấp trên đánh giá lãnh đạo cấp trên. Nghiêm Lập Dân trước mặt bọn họ mới không kiêng nể, bình thường thì không bao giờ nói như vậy. Cửa phòng đẩy ra, Mã Nguyên Sinh mặt mày đỏ bừng đi vào. Bí thư Nghiêm, ngài không đi một chuyến sao? Lão Lý bên cục tài chính ở đằng kia, còn có một vị phó giám đốc sở tài chính ở đó nữa. Thị trưởng Kim và trưởng ban thư ký Khang đều tiếp. Mã Nguyên Sinh ngồi xuống rồi nói. Tôi sang làm gì, đó là việc bên ủy ban, có lão Kim là đủ. Nghiêm Lập Dân lắc đầu nói. Anh chú ý một chút, Lam Quang bây giờ đang tìm sai lầm của anh. Anh đừng để hắn túm được. Bí thư Nghiêm, tôi có chừng mực. Lam Quang không hài lòng với tôi thì tôi hiểu, chẳng qua tôi làm cục trưởng thì hắn có thể làm gì tôi. Hắn nghĩ đẩy được lão chỉ đi là làm gì thì làm sao. Bên chính pháp này là của ai thì hắn hiểu mà, không đơn giản như hắn nghĩ. Hừ, cùng lắm hắn chỉ cầm được bên viện kiểm sát. Mã Nguyên Sinh tức giận nói. Nghiêm Lập Dân nhíu mày. Mã Nguyên Sinh này uống nhiều, mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng nói chuyện đã không biết chừng mực. Chỉ Thành Phong bị điều sang làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy, đây là đả kích rất lớn đối với Nghiêm Lập Dân. Vụ án Chỉ Đại Hổ ảnh hưởng quá lớn, chính pháp tỉnh ủy và sở công an đều quan tâm, ngay cả chủ tịch Ninh cũng yêu cầu nghiêm túc điều tra.
Chỉ Thành Phong cũng là khổ không nói thành lời nên phải đi sang ban tuyên giáo. Chẳng qua chức phó bí thư chính ủy cũng không theo ý Lam Quang do một vị phó chánh án tòa án đảm nhiệm, mà do một vị phó bí thư Vân Lĩnh điều tới làm. Điều này cũng làm Lam Quang rất khó chịu. Trần Lôi bên Hoa Lâm thì anh định đưa tới tổ tuần tra ư. Nghiêm Lập Dân nói, bí thư, để hắn đến tổ tuần tra không phải đánh giá quá cao hắn sao? Dù sao đó cũng là chức phó huyện, Trần Lôi hắn mới là cấp trưởng phòng, để hắn làm chính ủy đội tuần tra cũng là thăng nửa cấp rồi mà. Mã Nguyên Sinh hừ một tiếng mà nói, đội tuần tra tôi dự định để Liên Trương đến làm, Trần Lôi làm chính ủy. Bí thư thấy sao? Đảng ủy cục công an thị xã đã nghiên cứu rồi sao? Nghiêm Lập Dân cảm thấy không thỏa đáng nhưng cũng không tiện nhiều lời. Ừ, mọi người đều đồng ý. Trần Lôi có tác phong tốt, biết nói chuyện, vừa vặn làm chính ủy đội tuần tra. Mã Nguyên Sinh có chút đắc ý mà nói. Anh đã báo cáo với Lam Quang chưa? Vậy trưởng phòng huyện Hoa Lâm thì anh dự định để ai làm? Nghiêm Lập Dân có chút khó chịu với cách làm bất cẩn của Mã Nguyên Sinh. Trần Lôi mặc dù sẽ phải điều đi. Lần trước khi y làm bí thư chính pháp đã không được huyện Hoa Lâm chấp nhận đề nghị về trưởng phòng công an, mới đây đến lượt Tây Giang từ chối đề nghị của Đảng ủy cục công an ta. Tên Mã Nguyên Sinh này vẫn không biết bài học nghĩ rằng ý kiến của Đảng ủy cục công an thị xã sẽ được huyện ủy Hoa Lâm chấp nhận. Trần Lôi đến làm chính ủy đội tuần tra dù là trên danh nghĩa lên nửa bậc, nhưng ai cũng biết chênh lệch của nó với trưởng phòng công an. Lam Quang thì tôi đã báo cáo, hắn đã đồng ý thành lập đội tuần tra, cũng yêu cầu phải chọn người đắc lực. Cho nên Đảng ủy cục công an đề cử do Liên Trương và Trần Lôi cùng phụ trách, về phần trưởng phòng công an Hoa Lâm thì Đảng ủy cục công an đề cử do Hứa Bình phụ trách. Mã Nguyên Sinh nhận ra Nghiêm Lập Dân không vui nhưng không rõ lý do. Vậy Lam Quang nói như thế nào? Hắn không tỏ rõ thái độ mà nói Đảng ủy chính pháp cần cẩn thận nghiên cứu. Hừ, kế hoãn binh mà anh không nhận ra sao? Nghiêm Lập Dân xa sầm mặt lại mà nói. Cán bộ cấp phó huyện có thể do Đảng ủy cục công an thị xã quyết định được sao? Đảng ủy chính pháp ngồi không ư? Thị ủy ngồi không ư? Anh làm như vậy có phải là muốn bị người tát mặt không? Trần Lôi là trưởng phòng công an, Liên Trương là trưởng ban trị an, anh để Liên Trương làm đội trưởng đội tuần tra, Trần Lôi làm chính ủy, anh thấy bố trí của mình thỏa đáng không? Điều này anh nghĩ Lam Quang và Triệu Quốc Đống chấp nhận trong hội nghị thường ủy sao? Nghiêm Lập Dân tức giận nói. Vấn đề đơn giản như vậy mà anh cũng không rõ sao. Mã Nguyên Sinh im lặng không nói, Lỗ Đạt Thầm gật đầu. Nghiêm Lập Dân nói đúng, dù đưa ra hội nghị thường ủy thì cũng sẽ có tranh luận. Thực ra ai làm đội trưởng, ai làm chính ủy chỉ là một cái phân công công việc mà thôi. Cục trưởng Mã, Bí thư Nghiêm nói đúng. Trần Lôi có danh tiếng tốt ở Hoa Lâm, anh bố trí như vậy là không ổn, anh phải nghĩ biện pháp điều chỉnh mới được. Quyển 8, chương 68. Mưa gió trong hội nghị thường ủy không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ đến. Đồng chí Hoắc Vân Đạt điều tới Tây Giang thì tôi không ý kiến. Nhưng có cần vào thường vụ hay không thì phải suy nghĩ. Nghiêm Lập Dân nhấp ngụm nước rồi nói. Tôi hiểu qua về đồng chí Hoắc Vân Đạt, anh ta đi lên từ cán bộ xã của huyện Khuê Dương, ba khóa liên tục đạt danh hiệu bí thư đảng ủy cơ sở ưu tú, là đồng chí xuất sắc. Nhưng mới làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm chưa đầy năm. Dù điều chỉnh công việc đến Tây Giang thì cũng không nhất định cần vào thường vụ. Vừa nãy đồng chí Triệu Quốc Đống nói cần một đồng chí đến Tây Giang giúp đỡ mình phát triển kinh tế Tây Giang, mở cục diện ở Tây Giang, tôi có thể hiểu tâm trạng của đồng chí Quốc Đống. Ngay cả Bí Thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư và các vị ngồi đây đều rất lo lắng về tình hình 2 năm qua của Tây Giang. Thị ủy trao trách nhiệm cho đồng chí Quốc Đống chính là vì nguyên nhân này. Nhưng mỗi một vị phó chủ tịch đều được phân công công việc. Còn đâu cũng không nhất định vào thường vụ như đồng chí Triệu Quốc Đống nói thì mới đủ phân lượng. Ngược lại tôi thấy đề bạt quá sớm sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của một cán bộ, cũng là không công bằng cho các đồng chí khác. Cho nên tôi không đồng ý. Nghiêm Lập Dân nói đầy lý lẽ, rất xảo diệu nói đúng vào tâm trạng mọi người đang ngồi đây. Một người mới làm phó chủ tịch chưa đầy năm điều tới Tây Giang không nói, còn muốn vào thường vụ, đây đúng là phát triển quá nhanh. Thư Chí Cao cúi đầu suy nghĩ. Kỳ Dư Hồng thì đang viết gì đó. Không khí khá nặng nề, Kỳ Dư Hồng một lúc sau ngẩng đầu lên nói. Mọi người nói ý kiến của mình đi. Lão Lục, Lão Kim, hai anh có ý gì không? Ừ, có vào thường vụ hay không thì có lẽ tạm thời để lại. Đồng chí Hoắc Vân Đạt nếu là đồng chí có đủ tài và đức thì tôi tin sẽ không vì điểm này mà suy nghĩ,
chỉ là một vấn đề phân công công việc mà thôi. Tôi thấy Lão Nghiêm nói có lý, trong công việc thể hiện mình thì mới có lợi cho sự trưởng thành, càng làm người ta khâm phục. Lục Kiếm Dân cười ha hả mà nói, chẳng qua nụ cười này làm Triệu Quốc Đống thấy quỷ dị. Tôi cũng thấy ý của Bí Thư Nghiêm là thỏa đáng, có thể để đồng chí Hoắc Vân Đạt làm phó chủ tịch một thời gian rồi suy nghĩ. Kim Vĩnh Kiện nói, mấy vị đồng chí khác thì sao? Kỳ Dư Hồng trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi nói một chút, biểu hiện của đồng chí Hoắc Vân Đạt ở Hoa Lâm thì mọi người thấy rõ. Vì thế điều Hoắc Vân Đạt đến Tây Giang là lo lắng đến vấn đề kinh tế Tây Giang phát triển chậm chạp, nhất là công ty nhà nước và kinh tế tư nhân không đóng góp gì nhiều, mấy vấn đề này càng làm phức tạp thêm tình hình Tây Giang. Làm như thế nào để các công ty nhà nước có sức sống, làm như thế nào phát triển kinh tế tư nhân, đây là vấn đề khó khăn đối với quận ủy, ủy ban Tây Giang. Đồng chí Quốc Đống đã báo cáo vấn đề này với tôi. Lúc đầu khi thị ủy quyết định để đồng chí Quốc Đống đến Tây Giang và khu khai phát làm bí thư đảng ủy cũng đã suy nghĩ về việc tăng cường lực lượng cho Tây Giang. Nhưng đúng như đồng chí Lập Dân vừa nói, cũng không nhất định phải vào thường vụ. Phó chủ tịch vẫn có thể phát huy năng lực của mình. Triển khai công việc chủ yếu dựa vào tính năng động chứ không phải vị trí. Vì thế nếu đồng chí Hoắc Vân Đạt rèn luyện tốt và công tác tốt thì tổ chức có thể suy nghĩ tăng thêm trọng trách. Kỳ Dư Hồng còn chưa dứt câu, Triệu Quốc Đống đã định giải thích. Nhưng hắn thấy Trương Thiên Phóng khẽ lắc đầu, Vưu Liên Hương nhìn với vẻ ngăn cản nên phải ngậm miệng. Hắn cũng biết Kỳ Dư Hồng nói như vậy tức là đã quyết định, hắn nói chỉ phản tác dụng. Đồng chí Quốc Đống, cậu có ý kiến gì không? Kỳ Dư Hồng hỏi Triệu Quốc Đống. Tôi bảo lưu ý kiến nhưng nghiêm túc chấp hành quyết định của thị ủy. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Kỳ Dư Hồng cười cười rồi nhìn thư chí Cao mà nói. Được rồi, đồng chí Quốc Đống, cậu phải hiểu ý kiến của các thường vụ, đề bạt cán bộ không thể quá nhanh, phải công bằng mới có lợi cho bọn họ. Triệu Quốc Đống không nói gì. Được rồi, trưởng phòng Thiên Phong, vấn đề tiếp theo. Kỳ Dư Hồng nói với Trương Thiên Phóng. Về vấn đề thành lập đội tuần tra của Cục Công an thị xã, theo cơ cấu thì đội là đơn vị cấp phó huyện. Trước đội trưởng và chính ủy cần đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu. Ban tổ chức cán bộ đã cùng ủy ban kỷ luật, đảng ủy chính pháp và Cục Công an thị xã tiến hành khảo sát. Bởi vì phải lập tức thành lập nên hôm nay cần đưa ra thảo luận. Trương Thiên Phóng nhìn sổ của mình mà nói. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt cầm cặp ra khỏi phòng hội nghị. Hắn không ngờ Nghiêm Lập Dân và Lục Kiếm Dân lại bắt tay nhau như vậy. Hội nghị thường ủy này quá phức tạp, những lời này Trương Thiên Phóng đã sớm nhắc hắn. Đảng ủy chính pháp đề nghị do Trần Lôi làm đội trưởng đội tuần tra, trưởng phòng công an thương hóa cổ ba làm chính ủy đã bị bác bỏ. Mà đề cử của đảng ủy cục công an cũng bị Nghiêm Lập Dân bác bỏ. Trưởng phòng công an thương hóa làm đội trưởng, Trần Lôi làm chính ủy cuối cùng đã được xác định. Triệu Quốc Đống tin rằng Lam Quang đang rất buồn bực không kém gì mình. Hắn vốn định tìm Lam Quang một chút nhưng sau đó liền bác bỏ ý định ngu ngốc này. Hai vị thường vụ xếp cuối cùng có bắt tay cũng tạo được bao sóng gió chứ. Lục Nhị rót trà cho Triệu Quốc Đống thì thấy tâm trạng hắn không tốt. Triệu Quốc Đống ngồi mình trong văn phòng, lệnh Hồ Triều cũng không có ở đây làm cô có chút kinh ngạc. Chẳng qua cô không dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn rót trà rồi đi ra. Triệu Quốc Đống ngửa mặt nhìn trần nhà. Đèn điện thoại di động sáng lên nhưng Triệu Quốc Đống không muốn nghe. Xem ra hắn đã xem thường sức ảnh hưởng của Nghiêm Lập Dân. Đây không chỉ là sức ảnh hưởng với Kỳ Dư Hồ Nghi mà cả với hội nghị thường ủy. Đúng là vì thái độ của Nghiêm Lập Dân đã ảnh hưởng tới các thường vụ khác, mới khiến cho Kỳ Dư Hồng cũng nghiêng về phía Nghiêm Lập Dân. Nhất là thái độ của Lục Kiếm Dân là rất quan trọng. Triệu Quốc Đống không biết vấn đề Hoắc Vân Đạt có phải hai người Lục Kiếm Dân và Nghiêm Lập Dân đã trao đổi với nhau hay không, hay là có giao dịch về mấy nhân sự trước đó hay không. Nếu không sao Lục Kiếm Dân lại đứng về phía Nghiêm Lập Dân. Kim Vĩnh Kiện thì không cần phải nói. Trưởng phòng công an thương hóa là cháu của phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, tất nhiên là Kim Vĩnh Kiện và Nghiêm Lập Dân đã có giao dịch. Nghĩ đến quan hệ phức tạp này, Triệu Quốc Đống liền có chút đau đầu. Không vì công việc mà vì cân bằng và lợi ích cá nhân, nhưng khi một số người nói ra lại nói có lợi cho triển khai công việc. Bây giờ Tây Giang còn thiếu một thường vụ, có lẽ quận sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Lôi Bằng đi về đâu thì không rõ. Xem ra Nghiêm Lập Dân đang trao đổi với Kỳ Dư Hồng. Triệu Quốc Đống đoán phải sang năm mới rõ ràng. Lục Nhị lén lút đi vào, cô thấy Triệu Quốc Đống có vẻ đã ngủ, nhưng Triệu Quốc Đống lại không bật điều hòa.
Cô suy nghĩ một chút rồi về phòng lấy áo nhung của mình đắp lên cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không biết mình có ngủ hay không, chẳng qua hắn cảm thấy có người vào phòng mình, một mùi hương tới gần, sau đó có một thứ gì đó mềm mại phủ lên người hắn. Hắn muốn mở mắt nhưng lại muốn duy trì trạng thái này nên vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Lục Nhị thấy điện thoại di động trên bàn Triệu Quốc Đống không ngừng nháy đèn nhưng hắn không có phản ứng, cô muốn gọi Triệu Quốc Đống dậy nhưng lại sợ làm mất giấc mơ đẹp của hắn, nhưng lại sợ có chuyện khẩn cấp. Cuối cùng Lục Nhị liền lặng lẽ cầm điện thoại di động ra khỏi phòng mà nghe. Dương Thiên Bồi nghe thấy có một giọng nữ khá lễ phép mà thân thiện làm y có chút ngạc nhiên. Y nhìn số điện thoại thì thấy đúng là của Triệu Quốc Đống, nhưng sao có giọng nữ. Đến khi đối phương nói bí thư Triệu để quên điện thoại di động trong văn phòng, y mới hiểu có lẽ là thư ký của Triệu Quốc Đống. Nhưng sao lãnh đạo lại có nữ thư ký? Dương Thiên Bồi có chút tò mò. Quyển 8, chương 69. Triệu Quốc Đống nằm đó mà thấy thoải mái, bên cạnh còn có mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi. Không biết qua bao lâu Triệu Quốc Đống mới từ trong mê man tỉnh lại. Trong đầu rất rõ ràng như không có gì không hay xảy ra lúc trước cả. Lục Nhị mặc dù ngồi ở văn phòng nhưng tai vẫn nghe ngóng động tĩnh phòng đối diện, cứ cách tầm chục phút là cô lại sang nhìn một chút. Lục Nhị vào phòng thì thấy Triệu Quốc Đống đang rót nước. Chiếc áo khoác màu đỏ làm Triệu Quốc Đống biết là của Lục Nhị. Cô không bật điều hòa mà đắp áo lên cho hắn, Triệu Quốc Đống biết cô rất giỏi quan sát. Lục Nhị, ngồi đi. Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu cô không cần khách khí là rót thay cho hắn. Hắn ngồi xuống rồi nói. Cô đến khu khai phát bao lâu rồi? Em đến hơn 4 tháng. Lục Nhị không biết sao Triệu Quốc Đống lại hỏi như vậy nên cô cẩn thận nói. Mặc dù Vưu Liên Hương đã nói với cô về việc biên chế sẽ được giải quyết, nhưng ô bây giờ vẫn thuộc bên phòng giáo dục quận Đông Giang. Bên quận Đông Giang đang giục cô về làm việc. Ngô Luận cũng hỏi hai lần, bảo Lục Nhị tự đến nói chuyện với lãnh đạo cục nhân sự để giải quyết vấn đề. Nếu không được thì đành phải về quận Đông Giang. Ừ, 4 tháng cũng không ngắn. Triệu Quốc Đống cũng biết điều Lục Nhị lo lắng. Hắn trước đó không có cảm tình tốt với Lục Nhị. Chẳng qua cô gái này rất chăm chỉ và có khả năng, hơn nữa cũng được Vưu Liên Hương thích. Lục Nhị lại không quen ai ở Ninh Lăng, là cô gái không có chỗ dựa nên muốn có công việc tốt thì phải trả giá rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, đây là điểm Triệu Quốc Đống có thể hiểu. Lục Nhị có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống, trong lòng không nhịn được run lên. Triệu Quốc Đống hỏi như vậy là vấn đề gì? Là giải quyết vấn đề biên chế hay điều mình về lắng? Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ câu nói của mình làm Lục Nhị lại khẩn trương như vậy. Hắn cảm thấy chuyện thu hút đầu tư thì Lục Nhị làm khá tốt, hơn nữa cô là con gái nên có nhiều điểm tận tâm và chi tiết hơn lệnh Hồ Triều. Vì thế Triệu Quốc Đống liền nghĩ giải quyết vấn đề biên chế cho cô, hắn gọi cho Cục trưởng Cục Nhân sự, Kỷ Phục Ba. Trong thời gian này hắn và Trương Thiên Phóng khi dùng cơm thường gọi Kỷ Phục Ba theo, quan hệ cũng dần quen thuộc hơn. Lão Kỷ, lần trước tôi nói chuyện với anh thì có thể làm trước cuối năm không? Triệu Quốc Đống đi thẳng vào vấn đề mà nói. Bí thư Triệu, chuyện gì vậy? Kỷ Phục Ba ở bên kia có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống này nói không đầu không đuôi làm y trong lúc nhất thời không rõ. Ồ, lần trước khi ăn cơm tôi đã nói mà, chẳng lẽ Lão Kỷ bận nhiều việc nên quên ư? Triệu Quốc Đống hơi lớn tiếng nói một chút. Kỷ Phục Ba cảm thấy tâm trạng đối phương đang không tốt. Lại nghĩ tới tin tức vừa nhận được rằng vị bí thư Triệu này trong hội nghị thường ủy bị bí thư Nghiêm chèn ép nên nhất định là tức. Chẳng qua y đúng là không nhớ được là có việc gì. Ha ha, bí thư Triệu, sao thế, không vui à, hay là tối nay mời khách? Gọi cả trưởng ban Trương tới ngồi nói chuyện. Tôi không có tâm trạng ăn, chuyện của tôi thì anh giúp tôi là được, hôm nào tôi mời anh. Lần trước tôi nói với anh về việc giải quyết một biên chế cho ban quản lý khu khai phát mà. Chẳng lẽ chuyện này anh còn cần xin chỉ thị của trưởng ban Trương? Triệu Quốc Đống có chút tức giận nói. Tôi còn tưởng chuyện gì, chỉ cần một câu của bí thư Triệu là không vấn đề gì. Mai tôi bảo cục cho thêm một biên chế của năm là được mà. Ừ, điều từ đâu tới vậy? Kỷ Phục Ba cười nói. Bên ngành giáo dục quận Đông Giang, đang chờ chỉ tiêu. Cứ quyết định như vậy đi, mai tôi bảo người đến làm thủ tục. Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc nào rảnh thì anh gọi tôi và anh sang Thổ Kiều ăn đặc sản. Suốt ngày ở thành thị cũng chán rồi. Ha ha, bí thư Triệu đi ăn cùng thì ăn gì tôi cũng vui. Kỷ Phục Ba đương nhiên biết năng lực của Triệu Quốc Đống. Đừng nhìn hôm nay hắn bị chèn ép trong hội nghị thường ủy, nhưng đây là điều bình thường.
một thường vụ thị ủy mới lên mà có thể làm chủ hội nghị thường ủy mới là không bình thường. Thường vụ thị ủy trẻ như vậy không chừng 1-2 năm sau sẽ lên làm phó bí thư hay phó thị trưởng thường trực, ai không muốn tạo quan hệ tốt. Được, hôm khác nói tiếp, tôi thay mặt quận ủy, ủy ban quận Tây Giang chào mừng lãnh đạo cục nhân sự đến kiểm tra, chỉ đạo công việc. Lục Nhị nghe cuộc điện thoại của Triệu Quốc Đống mà thấy đây như ngày hạnh phúc nhất của mình. Bảo Xuân Hành đã nói sẽ giải quyết vấn đề biên chế cho cô, nhưng sau khi cô vào ban quản lý khu khai phát mới biết ai cũng có quan hệ, có thể điều vào ban quản lý đã tốn công nhiều nên Bảo Xuân Hành muốn giải quyết vấn đề biên chế cho cô thì rất khó khăn. Lục Nhị cũng biết Bảo Xuân Hành nói không sai. Khu khai phát có gần 30 người, gần như ai cũng có lai lịch. Cháu gái phó thị trưởng nào đó, cháu trai của phó bí thư huyện ủy Thổ Thành, ngay cả lái xe cũng là em họ của một vị phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã. Nhưng tất cả khó khăn của cô đã kết thúc chỉ sau một cuộc điện của người đàn ông trước mặt. Mặc dù Lục Nhị cố bảo mình tỉnh táo nhưng cô phát hiện mình không làm được. Cô muốn hét toáng lên, thậm chí còn muốn hôn đối phương. Phải biết rằng vì được như thế này cô đã phải cố rất nhiều. Bảo Xuân Hành thậm chí còn nói chỉ cần cô chiều hắn, hắn sẽ giải quyết cho cô. Nhưng cô đã nói nếu không giải quyết vấn đề biên chế cho cô nhất định không có quan hệ kia với hắn. Bây giờ đã xong, Lục Nhị thấy cả người run lên, muốn khóc, thậm chí cô muốn quỳ xuống cảm ơn đối phương. Triệu Quốc Đống cũng thấy ánh mắt của Lục Nhị không ngừng biến ảo. Chẳng qua hắn không ngờ phản ứng của cô lớn đến như vậy. Lục Nhị, cô sao thế? Bí thư Triệu, ngài vừa rồi có phải nói chuyện điều động em không? Lục Nhị hít sâu một hơi nhưng giọng vẫn run lên vì kích động. Ừ, mai cô sang cục nhân sự, sau đó sang bên quận Đông Giang làm thủ tục điều động. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Làm sớm một chút, cô cũng yên tâm công tác. Cảm ơn bí thư Triệu. Lục Nhị không biết dùng lời gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thấy không biết dùng từ gì để diễn đạt. Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ mà, tôi còn phải cảm ơn chiếc áo của cô. Triệu Quốc Đống cười cười cầm chiếc áo đưa cho Lục Nhị. Mùi hương đặc biệt của con gái đã thấm vào người tôi. Tâm trạng Lục Nhị đã bình tĩnh hơn chút, câu nói đùa của Triệu Quốc Đống làm cô xấu hổ. Dù sao chuyện này chỉ có người yêu làm, cấp dưới đáp cho cấp trên, nhất là thanh niên thì đúng là có chút mập mờ. Được rồi, Lục Nhị, cô làm cho nhanh. Ừ, mấy hôm nữa cô cùng chủ nhiệm Lô đến Bắc Kinh, sau đó tới Thượng Hải trước, tôi sẽ theo sau. Chuyến đi lần này rất quan trọng, cũng là hoạt động quan trọng nhất của khu khai phát Ninh Lăng và quận Tây Giang, quan hệ đến kế hoạch thu hút đầu tư năm sau của chúng ta. Lục Nhị, tôi hy vọng cô nắm bắt cơ hội này mà rèn luyện. Như vậy sẽ thuận lợi gánh vác trọng trách lớn hơn nữa. Triệu Quốc Đống nói với giọng ấm áp làm Lục Nhị muốn khóc. So sánh với mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm kia, lại nghĩ tới Ngô Luân không ngừng làm khó cô, Lục Nhị lần đầu cảm thấy vị lãnh đạo này tuy còn trẻ nhưng lại quan tâm tới mình. Quyển 8, chương 70. Triệu Quốc Đống không quá để ý đến cảm xúc của Lục Nhị, lúc này hắn đang vùi đầu xem tài liệu. Các công ty sản xuất thiết bị ngành điện ở Chiết Giang có không ít. Mặc dù bên kia không phải nơi phát triển ngành này mấy, nhưng tài chính và kỹ thuật lại hơn xa nội địa. Sự tích cực của các công ty tư nhân cũng hơn xa khu vực Trung Tây. Cho nên bên Chiết Giang cũng có không ít công ty có thực lực trong ngành này. Lần này muốn tiến hành thu hút đầu tư trước cuối năm đã khiến Triệu Quốc Đống tốn nhiều tâm tư. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao đều nghĩ nếu thông được bên Bộ Thương mại và công ty Quốc Điện là xong. Triệu Quốc Đống lại không cho rằng như vậy. Thái Chánh Dương đã nói rõ cho hắn biết có không ít nơi cạnh tranh hạng mục này. Chỉ riêng tỉnh An Nguyên đã có 2-3 nơi, còn chưa nói tới Kiềm Dương, Liễu Châu và Trùng Khánh đều vượt xa Ninh Lăng. Anh chỉ dựa vào quan hệ mà muốn nắm lấy hạng mục lớn như vậy là không thực tế. Như vậy chỉ có thể dựa vào thực lực tổng hợp. Anh có quan hệ, chẳng lẽ các nơi kia không có quan hệ? Ngay cả Liễu Đạo Nguyên cũng lên Bắc Kinh một vòng vì hạng mục này, vì thế có thể thấy tầm quan trọng của hạng mục này. Ngoài quan hệ ra thì còn so sánh về những thứ mà các anh có thể lấy ra được. Ví dụ như đất đai, giao thông và xây dựng trụ cột của các anh, chính sách mà chính quyền có thể giúp đỡ, tố chất của nguồn lao động, giá sức lao động, các công ty trong ngành ở nơi của anh. Ở điều kiện ngang nhau thì bên nào có quan hệ tốt một chút, thậm chí điều kiện kém hơn một chút nhưng anh có quan hệ cứng rắn thì có lẽ người ta sẽ chọn anh. Nhưng nếu thực lực của anh quá kém thì chỉ sợ cấp trên cũng không dám tùy ý ủng hộ anh. Dù sao đều là việc công nên nếu chọn chỗ các anh thì nơi khác sẽ làm ầm lên.
anh không có cách giải thích rõ ràng thì sẽ không qua được. Chính vì như vậy nên Triệu Quốc Đống đâu dám chậm trễ. Hắn thông qua Hoa Hành Vân và Hạ Bách Linh đã liên lạc được một vài nhà máy bên Chiết Giang, coi như có chút thành tích, đồng thời cũng thông qua bọn họ tiếp xúc một số người cùng ngành. Mọi người đều tỏ vẻ hứng thú với việc Ninh Lăng đến Thượng Hải thu hút đầu tư, chỉ là do bây giờ cuối năm nên mọi người hy vọng có thể ở Thượng Hải nghe Ninh Lăng tự giới thiệu một chút, sau đó mới quyết định xem có nên tới Ninh Lăng khảo sát thực địa hay không. Triệu Quốc Đống cũng không quá nắm chắc với lần thu hút đầu tư này, ít nhất hắn thấy vẫn không có mấy công ty tư nhân Chiết Giang có thể chuyển hướng sang bên nội địa, nhất là trong lĩnh vực này. Mặc kệ trụ sở của công ty Quốc Điện có đặt ở Ninh Lăng hay không, Triệu Quốc Đống vẫn định lợi dụng chuyến đi này để tiếp xúc với người của các công ty tại Bắc Kinh, Thượng Hải. Mà việc này nếu muốn thông qua trụ sở của tỉnh trên Bắc Kinh giúp là không thực tế. Anh mong bọn họ giúp chỗ ở còn được, nhưng hy vọng bọn họ giới thiệu các công ty thì không quá thực tế. Điện thoại di động lại vang lên, là Dương Thiên Bồi gọi tới. Dương Thiên Bồi gọi tới vì mấy việc của tập đoàn. Hai hạng mục Lan Khê Ngự Uyển cùng Khê Bạn Giật Cảnh đã sắp xây dựng xong, chuẩn bị trước Tết bán ra. Đây là một hạng mục lớn của địa ốc Thiên Phu sau giai đoạn 2 của Mai Giang Minh Châu. Lan Khê Ngự Uyển xây dựng những căn nhà 4 tầng dành cho 4 hộ, bên dưới có tầng hầm, có bãi đỗ xe, trên sân thượng là nơi trồng hoa, cùng với hàng rào gỗ có hệ thống giám sát, nó áp dụng cách chống trộm của Hoàng Cung Anh. Người mua phải bỏ ra 700-800 ngàn để mua được một tầng nhưng cũng không thiệt so với mua một căn biệt thự vì hoàn cảnh xung quanh Lan Khê Ngự Uyển rất đẹp. Cả Lan Khê Ngự Uyển chỉ có tổng cộng 30 tòa nhà, 120 phòng, mặc dù chưa chính thức tiêu thụ nhưng ý tưởng đặt trước của Triệu Quốc Đống đã thu được hơn 10 triệu. Tiến độ của Khê Bạn Giật Cảnh hơi chậm hơn chút, chủ yếu là do địa bàn rộng hơn nữa xây dựng các căn nhà cao tầng cao 18 tầng. Lúc ấy khi khai thác khu này đã có tranh cãi xem xây dựng bao nhiêu tầng, cuối cùng xác định xây dựng 18 tầng, không cao, không thấp. 6 tòa nhà tạo thành hình cánh cung, các căn đều có thể nhìn ra mặt hồ, mỗi tòa nhà đều có 2 chiếc thang máy. Mảng cây xanh ở giữa các căn nhà là khá lớn, hơn nữa bên ngoài có dòng Khê Thủy chảy quanh co. Hơn 300 căn phòng với diện tích từ 90 đến 140 mét vuông, chuyên môn cung cấp cho lớp người trung lưu. Mỗi căn tầm 200 đến 400 ngàn. Tiêu thụ của Lan Khê Ngự Uyển xem ra không vấn đề gì, mặc dù không thể một lần bán hết nhưng có lẽ chỉ trong 2-3 tháng là bán hết. Nhưng Khê Bạn Giật Cảnh lại có chút vấn đề. Mặc dù giá nhà không đắt nhưng muốn một người bình thường bỏ ra mấy trăm ngàn để mua thì dù là cán bộ nhà nước hay là nhân viên công ty nhà nước cũng không muốn. Mà người kinh doanh cũng không thích mấy căn nhà chỉ có 18 tầng này, bọn họ thích cao tầng hơn nữa. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy mùa xuân của thị trường bất động sản sắp tới. Mặc dù tiêu thụ có vấn đề nhưng chỉ cần tài chính của anh đủ là không vấn đề gì. Tốc độ xây dựng chậm một chút, xây dựng xong thì để đó 5 rưỡi là anh thấy giá nhà tăng lên rất nhanh. Đến lúc đó người lo là người mua, mà nhà đầu tư chỉ lo kiếm càng lúc càng nhiều tiền mà thôi. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được giọng nói lo lắng của Dương Thiên Bồi đối với tình hình kinh tế sang năm. Nhưng hắn rất nhanh dùng giọng nói kiên quyết cắt ngang sự băn khoăn của Dương Thiên Bồi. Triệu Quốc Đống thậm chí yêu cầu 2 căn ở Lan Khê Ngự Uyển và tầng 15 của tòa nhà số 3 khu Khê Bạn Giật Cảnh. Dương Thiên Bồi gọi điện tới còn một vấn đề khác là tài chính để mua đất. Bây giờ tiến độ xây dựng của thành phố Ando là rất lớn, khoản nợ của công ty xây dựng Thiên Phu càng lúc càng lớn. Chính quyền thành phố Ando vì giảm nợ nên yêu cầu tập đoàn Thiên Phu có thể lấy đất trừ khoản nợ của chính quyền thành phố, cũng chấp nhận cho Thiên Phu nhiều chính sách, hơn nữa vị trí khu đất và diện tích không giới hạn, Nam, Bắc, Đông, Tây của thành phố đều có thể nói mặc cho anh lựa chọn, chủ yếu xem anh dám nhận không. Lấy đất gán nợ là vấn đề rất khó khăn đối với công ty địa ốc. Không có đất sẽ không thể phát triển. Nhưng cầm nhiều, vị trí xa xôi thì chúng tôi sẽ suy yếu, thời cơ tốt bỏ qua vì không có tiền. Bây giờ có cơ hội như vậy, chính quyền cũng chấp nhận đưa ra giá vừa phải, còn cho anh thoải mái chọn. Trong tay tập đoàn Hoa Mậu bây giờ cũng có vài khu đất diện tích không nhỏ và vị trí tốt nhưng không dám khai thác. Thị trường bất động sản bắt đầu trở nên đóng băng, tập đoàn Hoa Mậu cũng phải chia mấy khu đất ra làm nhiều mảnh nhỏ mong bán đi. Thứ anh làm bán không bán được. Tài chính không thu về được, anh dù quan hệ tốt hơn nữa với hệ thống tài chính thì cũng không phải do chính anh mở ra, anh cũng phải trả lãi. Nếu như thay đổi lãnh đạo thì anh chỉ có thể khóc. Chính vì thế nên tập đoàn Hoa Mậu mới tìm kiếm người hợp tác, mạo hiểm cùng gánh, lợi ích cùng hưởng. Dương Thiên Bồi cũng có chút do dự, nhất là Khê Bạn Giật Cảnh không bán chạy bằng Lan Khê Ngự Uyển, y liền lo lắng.
Nhiều công trình như vậy, tiền công trình đến mấy trăm triệu mà hóa thành đống đất cho cỏ hoang mọc, đây là việc thử thách tâm lý của một ông chủ xem anh dám ra tay đánh cuộc hay không. Nếu đã mở công ty bất động sản thì anh phải sống qua mùa đông, nhưng lại phải có thứ để ăn trong mùa đông thì anh mới có thể sống đến khi mùa xuân tới. Triệu Quốc Đống cũng không trả lời rõ ràng khiến Dương Thiên Bồi có chút khó hiểu. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng muốn đánh giá xem cục diện có biến hóa so với mình biết hay không, hay nó vẫn tiến hành như cũ. Triệu Quốc Đống nói chờ đến Tết mình về Ando rồi quyết định. Bây giờ hắn không thể dễ dàng đưa ra kết luận, hơn nữa dù có quyết định thì cục diện vẫn có thể biến hóa. Quyển 8, chương 71. Triệu Quốc Đống chuyển từ tập đoàn Thiên Phu sang Tây Giang. Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc quy hoạch phát triển của Tây Giang. Nói thật đến bao giờ Tây Giang vẫn không có quy hoạch xây dựng thành thị Gia Hồn, mà ủy ban xây dựng thị xã lại làm Triệu Quốc Đống thấy là kẻ mộng du. Dân cư thành thị đã đạt trên 200.000 nhưng vẫn không có quy hoạch rõ ràng. Ninh Lăng lên cấp đã được 2 năm, thành thị lấy Ô Giang và Thúy Hà chia thành quận Tây Giang cùng quận Đông Giang cùng với khu khai phát. Nhưng thành thị chủ yếu là ở Tây Giang. Mặc dù quy hoạch muốn tôn lên địa vị của khu khai phát, nhất là trọng điểm quy hoạch khu đất trung tâm giữa Thúy Hà và Ô Giang nhưng thiếu tính thực tế. Nhất là tài chính Ninh Lăng bây giờ không đủ để xây dựng toàn bộ. Khu khai phát cần phát triển, Tây Giang cũng cần phát triển, làm như thế nào hai bên bổ trợ lẫn nhau là vấn đề rất khó khăn, hơn nữa chính là thử thách với hắn. Triệu Quốc Đống không biết lúc trước Kỳ Dư Hồng cho mình kiêm hai chức có phải là vì cân bằng, giảm tính cạnh tranh không? Sau khi xác định khu khai phát đi theo hướng thành trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện, Tây Giang nên xây dựng như thế nào cũng là điều làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Vì thế hắn đã bàn bạc nhiều lần với người trong quận, cũng đưa ra không ít ý tưởng và mục đích nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy vẫn chưa tìm điểm mấu chốt nhất. Các công ty hiện có là gánh nặng lớn đối với quận, mà anh muốn tìm điểm tăng trưởng mới lại không có đầu mối. Đây là cảm giác của Triệu Quốc Đống đối với Tây Giang bây giờ. Đột phá nói thì dễ nhưng đột phá từ đâu lại khác. Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích qua mấy nơi phát triển của tỉnh An Nguyên như Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn. Miên Châu cùng Kiến Dương có là trụ sở sản xuất công nghiệp từ trước của tỉnh. Miên Châu bây giờ lợi dụng ưu thế hiện có mà ứng dụng khoa học kỹ thuật, vì thế bọn họ có ưu thế rõ ràng trong chế tạo máy móc, động cơ, điện tử. Mà Kiến Dương chính là trụ sở chế tạo thiết bị cơ giới khổng lồ, máy móc lớn. Đây là nơi nổi tiếng trong cả nước trong làm việc này. Tân Châu cùng Lam Sơn khác hai nơi kia. Hai nơi này đều có ưu thế giao thông. Một bên có cảng Tân Châu, một bên có cảng Lam Sơn, đều có thể cho phép tàu trên ngàn tấn qua lại. Hơn nữa Tân Châu còn có đường sắt An Quế, Lam Sơn có đường sắt An Côn, đều rất quan trọng. Bởi vì có vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận tiện nên dễ phát triển. Trước đây cả Tân Châu cùng Lam Sơn đều có trụ cột nhất định về sản xuất công nghiệp nhẹ. Bọn họ đều có các công ty trụ cột nổi tiếng, đồng thời thị ủy không ngừng tiến hành điều chỉnh khiến hai nơi này phát triển khá nhanh. Triệu Quốc Đống so sánh thì nếu nói Ninh Lăng muốn so sánh với mấy nơi kia thì không thể. Miên Châu cùng Kiến Dương sớm dựa vào đầu tư của quốc gia mà xác định địa vị thành phố công nghiệp. Mà Tân Châu cùng Lam Sơn mặc dù có ưu thế nhưng có những điều kiện thì Ninh Lăng khá giống hai nơi này. Ví dụ cảng thì năng lực vận chuyển của Ninh Lăng còn hơn hai nơi kia. Ví dụ như hệ thống giao thông thì Ninh Lăng mặc dù không có đường sắt, nhưng đường sắt Tây Liễu một khi xây dựng xong thì Ninh Lăng sẽ có đường sắt. Mà quốc lộ 915 chạy xuyên qua Ninh Lăng cũng là một lợi thế. Hơn nữa Ninh Lăng nằm ở vị trí rất quan trọng của An Đông, tài nguyên lao động và tài nguyên đất phong phú. Nếu như có thể tranh thủ hạng mục trụ sở thiết bị điện vào tay thì Ninh Lăng hoàn toàn có đủ tiềm lực phát triển. Nhưng điều kiện chính là cần một số công ty sản xuất thiết bị ngành điện đầu tư vào Ninh Lăng. Nói tóm lại trụ sở này phải đặt ở Ninh Lăng, nếu không tất cả là vô ích. Má Giản Hồng hơi đỏ lên, mặc dù cô uống được không ít nhưng uống vào vẫn làm cô nóng lên. Hoắc Vân Đạt mời khách, theo lý thì không mời đến cô, nhưng Hoắc Vân Đạt vẫn mời khiến cô thấy có chút đắc ý. Ví dụ như Hoắc Vân Đạt nói đều từ Hoa Lâm ra, mặc dù Hoắc Vân Đạt không thể thành thường vụ quận ủy Tây Giang. Chẳng qua dù không được làm thường vụ quận ủy thì Hoắc Vân Đạt có vẻ vẫn vui mừng. Bí thư Triệu, nói thật tôi cũng không hề nghĩ thường vụ hay không thường vụ, tôi chỉ hy vọng có không gian phát huy năng lực của mình. Dù làm mệt một chút nhưng chỉ cần có việc làm là đủ rồi. Hoắc Vân Đạt cười nói. Tục ngữ nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ, tôi không dám nhận mình là kẻ sĩ, bí thư Triệu cũng không muốn tôi đi chết nhưng có thể đi theo bí thư Triệu làm việc, tôi thấy rất vui mừng và đáng giá.
chúng ta đi đến bước này thì cần gì nữa? Cần tiền ư? Quốc gia vẫn cho nhà chúng tôi đủ tiền để sống, có xe đi, nhà ở, vậy cần gì? Tôi dám nói tôi chỉ mong mình làm việc gì có lợi cho xã hội. Triệu Quốc Đống gật đầu và không nói gì. Tôi ở Hoa Lâm làm rất thoải mái, bây giờ các xí nghiệp của Hoa Lâm về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Bây giờ bí thư Triệu gọi đến, tôi sẽ rất vui đi theo. Hoắc Vân Đạt nghiêm túc nói. Tôi hiểu một chút về tình hình Tây Giang, vấn đề rất nhiều, có thể nói công ty nào cũng có vấn đề và khác nhau. Nếu muốn gánh vác trọng trách này thì tôi nói thật tôi không nắm chắc, sợ không có hiệu quả. Vân Đạt, anh nản chí ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy thì không phải, tôi chỉ nói là có khó khăn, không phải nói không có biện pháp. Dù là khó khăn, không nắm chắc thì công việc vẫn phải có người đi làm mà. Không làm thì khó khăn hay không khó khăn đều giống nhau. Nếu làm thì khó khăn cũng có thể chuyển thành không khó. Hoắc Vân Đạt cười nói. Bí thư Triệu, ngài yên tâm, tôi nếu tới thì tôi nhất định làm tốt mảng này. Chẳng qua xin bí thư Triệu cho tôi đủ thời gian, có thể cho tôi nhiều thời gian để quen thuộc tình hình, đưa ra phương án tốt nhất. Một bàn bốn người đều từ Hoa Lâm đi ra, Triệu Quốc Đống không khỏi bùi ngùi suy nghĩ. Ai cũng nói kết bè kết đảng chỉ là việc trước đây, bây giờ gọi là vòng tròn. Chỉ cần có thể tạo quan hệ thì đó là vòng tròn. Hai bên giúp nhau, đây là tác dụng của vòng tròn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thấy vòng tròn không đúng chút nào. Kết bè kết phái chính là người cùng chí hướng đi với nhau, cùng quan niệm mà đi tới, vì mục tiêu chung. Mục đích là quan trọng nhất, thủ đoạn là thứ yếu. Giản Hồng, Lão Nghiêm không làm khó chị chứ? Triệu Quốc Đống hỏi sang Giản Hồng. Người này quá hẹp hòi, biết quan hệ của chị và tôi, hơn nữa trưởng ban thư ký Vưu quan hệ tốt với tôi nên chắc rất khó chịu. Bí thư Triệu, bí thư Nghiêm dù muốn làm khó tôi cũng không có cơ hội. Chuyện quan trọng đều do trưởng ban thư ký Vưu và chánh văn phòng Tông phụ trách, tôi chỉ là làm mấy việc vặt mà thôi. Giản Hồng cười nói. Trong thị ủy thì làm gì cũng là rèn luyện, có thể làm việc ở thị ủy vài năm sẽ rất có lợi. Triệu Quốc Đống nói, nó sẽ kiểm tra năng lực phối hợp của chị, làm việc vặt cũng có nghĩa là rèn luyện về mọi mặt. Chuẩn bị tài liệu là xem năng lực viết của chị. Giản Hồng, phải nhớ phải làm tốt công việc là đúng đắn nhất. Triệu Quốc Đống nói làm ba người kia đều phải suy nghĩ. Mặc dù ba người không thừa nhận mình thuộc về Triệu hệ, nhưng bọn họ đều phải thừa nhận nếu không có Triệu Quốc Đống thì bọn họ đã không thể đi lên vị trí này. Quyển 8, chương 72. Lên quá nhanh sẽ có chỗ thiệt là căn cơ không chắc, thiếu quan hệ, uy tín không đủ, khó có thể phục chúng. Hơn nữa còn làm người ta ghen ghét, khi đó nên làm như thế nào cũng là một đợt kiểm tra năng lực của anh. Trong ba người này thì Quế Toàn Hữu coi như vượt qua cửa ải khó khăn. Khi Trương Thiệu Văn còn ở Tây Giang, Quế Toàn Hữu vẫn có thể duy trì độc lập, vẫn nhẫn nhịn chờ thời. Triệu Quốc Đống đến đã làm y có tiếng nói lớn hơn trong quận ủy. Nhưng Quế Toàn Hữu vẫn biểu hiện bình tĩnh. Điều này làm y tránh được không ít lời gièm pha. Tiếng nói của anh sẽ không tăng lên vì anh ra vẻ cao ngạo, người trong chốn quan trường đều sáng mắt, chỉ có hành động thực tế mới thể hiện rõ năng lực của anh. Trong đây thì Giản Hồng là khó khăn nhất, mặc dù có Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống ủng hộ nhưng văn phòng thị ủy có Nghiêm Lập Dân. Công việc gì của Giản Hồng cũng cần thông qua tay Nghiêm Lập Dân. Nghiêm Lập Dân sẽ lấy kính tìm sơ sót và phê bình. Vưu Liên Hương dù sao cũng là thường vụ thị ủy. Trưởng ban thư ký, lại quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng nên Nghiêm Lập Dân không dám làm quá. Nhưng Giản Hồng lại là phó trưởng ban thư ký xếp cuối cùng nên sẽ là nơi tốt nhất để trút giận. Cho nên Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận khó xử của Giản Hồng. Chẳng qua nếu không qua mưa gió thì chị mãi là bông hoa trong phòng, không thể lớn lên được. Giản Hồng ở Hoa Lâm qua bốn đời bí thư huyện ủy, cô coi như cảm nhận hết chua xót, ngọt đắng trong đó. Bây giờ lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy thì nhất định cũng sớm chuẩn bị tư tưởng đón mưa gió. Triệu Quốc Đống được Vưu Liên Hương cho biết Kỳ Dư Hồng đánh giá cao năng lực làm việc của Giản Hồng, chỉ là cô hơi trầm mặc nên có vẻ không thích hợp với vị trí phó trưởng ban thư ký. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thấy đây không phải việc xấu. Bây giờ nhẫn nhịn mới có lợi, nhất là một nữ điều chỉnh thì dù lãnh đạo có cái nhìn thì cũng tốt hơn so với người khác thấy chị kiêu ngạo, miễn đưa đến lời đồn thổi vu vơ. Nếu so sánh thì công việc của Hoắc Vân Đạt có tính khiêu chiến nhất. Ninh Cao Thọ đã được xác định điều đến làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thị xã, một vị trí khá được. Hạ Đồng rất có thể tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực, chức thường vụ còn thiếu chưa được xác định rõ ràng.
Theo bình thường thì chức thường vụ sẽ sinh ra trong các phó chủ tịch quận. Nhưng Triệu Quốc Đống đề cử Hoắc Vân Đạt lại bị hội nghị thường ủy bác bỏ. Triệu Quốc Đống không biết y bây giờ đang suy nghĩ gì. Lúc quan trọng y lại thay đổi ý kiến khiến Triệu Quốc Đống nghi ngờ khí phách của Kỳ Dư Hồng. Lúc trước hắn đã báo cáo với đối phương, Kỳ Dư Hồng mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng ít nhất không phản đối. Theo Triệu Quốc Đống thấy im lặng coi như thừa nhận, nhưng trong hội nghị thường ủy Kỳ Dư Hồng lại lùi bước, điều này làm Triệu Quốc Đống rất thất vọng. Triệu Quốc Đống thấy Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng đã 4 năm nhưng vẫn không thể khống chế hoàn toàn thị ủy, đó chính là một bí thư thị ủy thất bại. Ở Trung Quốc, một bí thư thị ủy không khống chế được một nơi thì đó là khuyết điểm. Bây giờ Hoắc Vân Đạt đến Tây Giang sẽ gặp khiêu chiến rất lớn. Cải cách các công ty nhà nước và thu hút đầu tư đều đặt trên vai y, nhất là bây giờ trọng tâm của Ninh Lăng dồn sang phát triển khu khai phát, ít quan tâm vào phát triển công nghiệp ở Tây Giang. Có thể nói anh phải dựa hết vào sức mình mà thay đổi cục diện. Cải cách công ty nhà nước sẽ gặp xung đột và mâu thuẫn rất lớn, người được lợi và người không hiểu sẽ lấy đủ cách làm khó dễ. Mặc dù cải cách tiến hành nhưng anh muốn hy vọng các công ty thay đổi bộ mặt ngay lập tức là không thể. Anh nếu muốn tìm điểm tăng trưởng khác thì chỉ có thể thu hút đầu tư. Mà điều kiện của Tây Giang bây giờ thì đó lại là khó khăn rất lớn. Hoắc Vân Đạt chỉ có một điểm mạnh hơn Giản Hồng, đó là y được Triệu Quốc Đống ủng hộ tuyệt đối, hơn nữa lúc nào cũng có thể trao đổi với Triệu Quốc Đống. Lão Hoắc, anh định bao giờ đến Tây Giang làm? Quế Toàn Hữu cười nói. Cái này phải xem phân công của bí thư Triệu. Kiêu kiêu thở dài một tiếng. Vân Đạt, theo lý thuyết anh có thể nghỉ vài ngày. Chẳng qua bây giờ đang là thời kỳ rất quan trọng, tôi không cho anh nghỉ. Tôi sẽ lên Thượng Hải tham gia hội nghị thu hút đầu tư, chủ yếu là thu hút đầu tư cho khu khai phát, nhưng tôi thấy quận Tây Giang cũng có thể đi, khu khai phát thu hút đầu tư có sự lựa chọn nhất định, Tây Giang cũng có ưu thế là không có giới hạn như khu khai phát, cho nên tôi anh có thể đi cùng tôi một chuyến xem có thể nhặt được một hai công ty về Tây Giang không. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, công việc của anh rất nặng nề, phải nghĩ nhiều biện pháp. Vung lưới rộng vào, trọng điểm bồi dưỡng, có thể mò một con cá cũng tốt. Giống như khi tôi đến Hoa Lâm vậy, mặt dày chạy quanh, làm ăn mày cũng được. Chỉ cần có thể thu hút các công ty thì đó là thành tích. Vậy tôi sẽ thu thập bên Hoa Lâm một chút coi như chào tạm biệt, sau đó về Khuê Dương một chuyến. Hoắc Vân Đạt gật đầu nói. Tôi tranh thủ ngày kia sẽ chính thức đi làm. Ừ, bên này tôi sẽ nói với Chủ tịch Tằng với chủ nhiệm Giang. Ninh Cao Thọ và Bảo Vĩnh Lai sẽ có đơn xin từ chức, Đại hội đại biểu nhân dân lập tức phê chuẩn, sau đó Ủy ban quận sẽ phân công công việc. Tôi và Lão Tằng có ý để anh phụ trách mảng công nghiệp và thu hút đầu tư, tranh thủ làm ra chút thành tích trước năm mới cho một số người xem. Tôi và Lão Tằng đều toàn lực ủng hộ anh, vấn đề thường vụ thì anh không nên suy nghĩ. Bí thư Kỳ nói có lý, cần một thời gian thử thách xem một số điều chỉnh có thể giữ được bản sắc của mình trong cơn sóng gió hay không. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng chức thường vụ có lẽ không chống quá nhiều. Tôi lo Nghiêm Lập Dân nhân cơ hội thò tay vào Tây Giang nên tôi dự định đề cử Ngụy Hiểu Lam. Ngụy Hiểu Lam. Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt không hiểu quá nhiều về Ngụy Hiểu Lam nên không có phản ứng. Nhưng Quế Toàn Hữu trước đó cũng không nghe thấy Ngụy Hiểu Lam đi lại gần với Triệu Quốc Đống. Nếu nói thì vị phó chủ tịch Thi Cương còn đi lại gần với Triệu Quốc Đống hơn. Nhưng Quế Toàn Hữu cũng mơ hồ biết Triệu Quốc Đống đánh giá cao năng lực của Ngụy Hiểu Lam. Tâm tư của lãnh đạo đúng là khó đoán. Ngụy Hiểu Lam được bạn ở ban tổ chức cán bộ thị ủy lén nói cho Triệu Quốc Đống đã đề cử cô làm thường vụ quận ủy trước mặt Kỳ Dư Hồng cùng thư chí Cao, cô không thể tin vào tai mình. Nhưng người bạn kia lại nói đây là tin tuyệt đối đáng tin cậy, về phần truyền từ đâu thì đối phương không chấp nhận lộ ra, chỉ nói tuyệt đối chính xác. Hơn nữa còn nói Triệu Quốc Đống còn nói rõ phải mau chóng xác định để dễ dàng triển khai công việc năm sau. Tiểu Điêu, cô đừng đùa tôi. Tôi và Triệu Quốc Đống không quen biết gì, hắn đến Tây Giang mấy tháng, tôi ăn cơm với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, báo cáo công việc cũng chỉ có một lần. Nếu cô là hắn thì có đề cử tôi vào thường vụ không? Ngụy Hiểu Lam không thể tin, nhưng nghe bạn thì có vẻ không phải trêu mình. Đó là bạn cùng phòng rất thân thiết với cô, người này có tin tức rất nhanh nhạy. Không phải cô ta mà chồng cô ta là phó chánh văn phòng thị ủy, hơn nữa bây giờ lại có quan hệ tốt với phó trưởng ban thư ký Tằng Khả Phàm được thị trưởng thư chí Cao rất coi trọng. Nếu tin này là thật thì hơn phân nửa là từ Tằng Khả Phàm lộ ra. Đúng thế, tôi nghe nói vị bí thư Triệu kia là nhân vật phong lưu đó. Ha ha, nghe nói vị phó trưởng phòng thông tin Hoa Lâm kia có quan hệ mập mờ với hắn.
Tôi đã gặp phó trưởng phòng đó, Tiểu Ngụy, cô không thể so sánh với người ta đâu. Phi, Tạo Sơn Điêu, miệng chó không mọc được ngà voi, cô coi tôi là ai? Ngụy Hiểu Lam cười mắng. Triệu Quốc Đống nhỏ hơn tôi bao tuổi. Hắn gọi tôi là cô cũng không thiệt. Cô đừng có coi tôi như người ở ban tổ chức cán bộ các cô. Ha ha, bí thư Triệu kia có quan hệ rất tốt với trưởng ban Trương chỗ tôi, như vậy không phải cùng loại người sao? Tôi thấy cũng không tốt hơn Trương Thiệu Văn mấy đâu. Được rồi, Tiểu Ngụy, tin này tuyệt đối chính xác, chồng tôi nghe trưởng ban thư ký Tằng nói đó, nhất định không sai. Về phần tại sao bí thư Triệu đề cử cô thì chỉ mình cô rõ. Được rồi, tạm thời chỉ có mấy người biết việc này, Triệu Quốc Đống cũng chỉ nói ra với ba người kia, chưa chính thức đề nghị. Cô phải nắm chắc. Quyển 8, chương 73. Một tháng trước Tết chính là thời gian bận nhất, vừa phải đợi cơ quan cấp trên đến kiểm tra, vừa phải bố trí kiểm tra cấp dưới, các loại báo cáo, tài liệu tổng kết, lời phát biểu không ngừng ra lò. Mà Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng lập tức tổ chức hội nghị, cán bộ nhà nước đúng là bận không thể quay đầu. Triệu Quốc Đống không ngừng chạy tới khu khai phát, quận ủy Tây Giang rồi sang thị ủy thì thấy toàn người qua lại, ai cũng bận rộn. Nếu so sánh thì hắn có vẻ rảnh hơn một chút. Bí thư Triệu, Cục trưởng Hạ, Cục chiêu thương thị xã đến. Lệnh Hồ Triều khẽ mở cửa mà nói. Ngài thấy có nên mời Chủ tịch Hoắc tới không? Chủ tịch Tằng cùng trưởng ban Bành có nhà không? Nếu có mời cả hai người này tới chỗ tôi. Triệu Quốc Đống bỏ tài liệu trong tay đến. Nói về lý hắn không nên quan tâm công việc cụ thể bên chính quyền, nhưng bây giờ không được. Tằng Lệnh Thuần có nhân phẩm tốt nhưng tiếp xúc lâu khiến Triệu Quốc Đống dần cảm nhận chỗ thiếu hụt của đối phương. Nếu Tằng Lệnh Thuần chỉ là một phó chủ tịch phụ trách văn hóa, giáo dục, nông nghiệp thì còn đủ tư cách, thậm chí xuất sắc. Nhưng làm chủ tịch phụ trách một quận thì tính cách yếu ớt của y còn kém hơn Đường Diệu Văn nhiều. Chính xác mà nói đám người Lôi Bằng, Đinh Cao Thọ có thể làm loạn sau khi Trương Thiệu Văn rời đi chính là do tính cách quá mềm yếu của Tằng Lệnh Thuần. Nhất là Tằng Lệnh Thuần lại dùng cách thỏa hiệp chứ không cố tranh đấu, ngay cả khi xác định chính ủy công an quận cũng là do Lạc Dục Thành cố gắng cạnh tranh và Vương Ích cùng Quế Toàn Hữu phản đối nên Tằng Lệnh Thuần mới cứng rắn lên một chút. Mà để Dương buồn bực nhất là vị phó chủ tịch thường trực Hạ Đồng. Tính cách tên này tương tự Tằng Lệnh Thuần, hơn nữa chỉ sợ hơn chứ không kém. Cũng không biết chỗ dựa sau lưng Hạ Đồng là ai lại khiến cả Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân phản đối việc điều tên này ra khỏi Tây Giang, còn thăng chức làm phó chủ tịch thường trực. Tướng vô năng khiến ngàn quân chết trận. Triệu Quốc Đống không nói Tằng Lệnh Thuần vô năng, nhưng năng lực của Hạ Đồng là thứ mà Triệu Quốc Đống không hề coi trọng. Một phó chủ tịch thường trực phải có năng lực tổng hợp. Anh có năng lực tốt thì có thể khống chế toàn cục. Năng lực anh kém thì dễ sinh loạn. Nếu Hạ Đồng phụ trách mảng công nghiệp hoặc nông nghiệp hoặc công việc cụ thể nào đó thì Triệu Quốc Đống cũng không yên tâm. Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với Hạ Trung Thiên thì Tằng Lệnh Thuần, Hoắc Vân Đạt và Bành Nguyên Hậu tiến vào. Bí thư Triệu, tôi sợ không đi Thượng Hải được. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trưởng ban Hàn tuần tới có thể đến Vĩnh Lương, Thông Thành và Ninh Lăng kiểm tra công tác tuyên truyền. Nếu đến Ninh Lăng thì rất có thể đến Tây Giang. Trưởng ban Mao hôm qua gọi yêu cầu tôi chuẩn bị mấy điểm, trong thời gian này tôi đang cùng trưởng ban Phan thực hiện nên sợ không đi được. Bành Nguyên Hậu vừa đi vào đã nói. Trưởng ban Hàn. Triệu Quốc Đống nói. Có phải là trưởng ban Hàn Độ điều từ phó bí thư thị ủy An Đô lên không? Hàn Độ là chú hai của Hàn Đông. Khi Triệu Quốc Đống còn ở Giang Khẩu thì người này được điều từ phó bí thư thị ủy Lam Sơn sang làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký An Đô. Sau đó Kha Khắc lui. Hàn Độ thay thế làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô. Tháng trước nhân sự tỉnh ủy xuất hiện biến hóa, Phan Viên Chiêu chính thức điều đến Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm. Nguyên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Qua Tĩnh được điều làm trưởng ban tổ chức cán bộ, mà Hàn Độ được điều lên làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Bí thư Triệu biết trưởng ban Hàn. Bành Nguyên Hậu có chút giật mình, y chỉ biết Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt với Tương Uẩn Hoa. Nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại biết trưởng ban Hàn. Trưởng ban Hàn mới đến ban tuyên giáo tỉnh ủy chưa đầy tháng, lại là cán bộ phát triển từ Lam Sơn, nhiều người trên tỉnh không biết vị trưởng ban tuyên giáo này. Ha ha, chỉ có duyên gặp mặt vài lần. Khi đó trưởng ban Hàn còn làm trưởng ban thư ký thị ủy An Đô. Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Hàn Đông đến bây giờ vẫn chưa tìm đối tượng. Hắn nghe nói người nhà cô đã giới thiệu mấy người nhưng Hàn Đông đều không hài lòng, sau đó liền không tìm nữa. Không biết có phải do hắn hay không. Thời gian hắn và Hàn Đông gặp không nhiều nhưng hàng tháng cũng gọi vài cuộc điện thoại,
nói chuyện công việc, nói chuyện cá nhân, có lẽ khoảng cách xa làm hai người thả lỏng. Mà một khi ở bên nhau lại cảm thấy áp lực không nói thành lời. Hàn Đông bây giờ đã là phó trưởng phòng ở ban tuyên giáo thị ủy An Đô, là cán bộ cấp trưởng phòng. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thở dài một tiếng, so với hắn đến huyện nghèo khó kiêm chức phó chủ tịch, cùng với bao cán bộ đến 4, 50 tuổi mới lên được cấp trưởng phòng thì Hàn Đông chỉ mất hơn 4 năm đã được như vậy là quá nhanh. Ha ha, vậy là việc tốt, tôi nghe nói trưởng ban Hàn có tác phong nghiêm cẩn, yêu cầu cao trong công việc. Sau này Tây Giang có gì cần tuyên truyền thì sẽ dễ nhờ ban tuyên giáo tỉnh ủy hơn. Bành Nguyên Hậu không nhịn được xoa tay mà nói. Bí thư Triệu, lần này Tây Giang chúng ta đi Thượng Hải thu hút đầu tư không chừng có thể có báo tỉnh, đài truyền hình đưa tin, như vậy sẽ tăng sức ảnh hưởng đó. Được rồi lão Bành, nếu thu hút đầu tư không có hiệu quả thì sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng ban Hàn vừa nhận chức đã đến ba nơi nghèo khó ở An Đông. Xem ra trưởng ban Hàn rất coi trọng công tác tuyên truyền của ba thị xã, nhưng việc thu hút đầu tư ở Thượng Hải là rất gấp, lão Bằng không đi thì ai đi? Chỉ có thể để trưởng ban Lệ Mai, đài truyền hình Tây Giang cũng có người đi, vừa lúc để trưởng ban Lệ Mai dẫn đoàn. Bành Nguyên Hậu cười nói, sau khi Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu đến đài truyền hình và phòng thông tin, y lập tức nhận ra Triệu Quốc Đống đã thay đổi thái độ với Vương Lệ Mai. Vì thế y cũng thay đổi thái độ. Vương Lệ Mai đi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, công tác tuyên truyền không thể chỉ dựa vào mình ban tuyên giáo, đài truyền hình và phòng thông tin cũng không thể thiếu. Vậy lão Bành làm việc ở bên này, tôi thấy nếu chúng tôi kịp thời về thì có thể mời trưởng ban Hàn ngồi uống vài chén. Vậy thì quá tốt, có đôi khi ngồi một chỗ ăn uống sẽ khiến dễ làm việc hơn nhiều, ít nhất có thể khiến trưởng ban Hàn có ấn tượng tốt đối với Tây Giang chúng ta. Bành Nguyên Hậu vui mừng nói. Nếu Triệu Quốc Đống có quan hệ với trưởng ban Hàn từ trước, vậy sau này CTT qua Tây Giang sẽ có nhiều chỗ tốt. Vương Lệ Mai nhận được điện của Bành Nguyên Hậu giao việc thì rất vui mừng. Có thể cùng Triệu Quốc Đống đến Thượng Hải là cơ hội hiếm có. Nếu không phải trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đến và Bành Nguyên Hậu phải tiếp, chuyện tốt này sao rơi xuống đầu cô. Ít nhất cũng là Phan Xảo đi cùng, đi một lần đã là một tuần, cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo không ít. Thời gian này thái độ của bí thư Triệu đối với cô thay đổi, điều này làm đám người trong phòng im lặng hẳn đi, không ai dám không chấp hành công việc cô sai. Nhất là khi Triệu Quốc Đống đến kiểm tra công việc đã đánh giá cao tác phong làm việc và năng lực của cô, nhấn mạnh bộ máy phải đoàn kết thì mới có sức chiến đấu. Lời này có nghĩa gì thì mấy tên phó trưởng phòng đều có thể nghe ra. Trưởng phòng Lệ Mai, giới thiệu về Tây Giang tốt nhất khi thành đĩa và tập ảnh, như vậy dễ dàng cho chúng ta trình chiếu với các công ty. Tây Giang và khu khai phát có xác định khác nhau, ưu thế khác nhau. Phòng phải chú trọng vào điểm này mà hoàn thành nhiệm vụ. Vương Lệ Mai chăm chú ghi chép lời Triệu Quốc Đống nói. Bí thư Triệu, người đài truyền hình sẽ phụ trách việc chụp ảnh, ghi hình chuyến đi này ở Thượng Hải, chuẩn bị làm một bộ phim tài liệu. Đồng thời cũng ghi hình bên Chiết Giang và phát lên để xúc tiến cán bộ Tây Giang chúng tết hay đổi quan niệm. Vương Lệ Mai bố trí như vậy làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Vương Lệ Mai này cũng có chút năng lực, không phải chỉ dựa vào hình thể mà kiếm cơm. Ít nhất cô có thể nhạy cảm nắm bắt ý đồ của hắn. Ừ, trưởng phòng Lệ Mai, chị nói rất tốt, đúng là phải giới thiệu sự biến hóa bên Chiết Giang, Thượng Hải cho cán bộ, quần chúng Tây Giang chúng ta thấy. Hơn nữa còn để cán bộ Tây Giang thấy rõ sự chênh lệch lớn như thế nào, như vậy chúng ta mới có thể cố gắng phấn đấu hơn nữa. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhiệm vụ lần này rất nặng. Chị phải có kế hoạch cụ thể, vừa phải tuyên truyền chúng ta, vừa phải truyền kinh nghiệm của bên tỉnh bạn về Tây Giang. Quyển 8, chương 74. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Trong chuyến đi này có 7 người gồm hắn, lệnh Hồ Triều, còn đâu là người của khu khai phát và Tây Giang. Hơn nữa lúc trước phó chủ nhiệm khu khai phát Lô Miễn Dương đã mang theo vài người của ban quản lý lên Bắc Kinh tước, chủ yếu là phụ trách liên lai CC với UBKKPT quốc gia. Bộ Thương mại và Công ty Quốc Điện, cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp. Đám người tổng cộng hơn 10 do Triệu Quốc Đống cầm đầu. Ngoài ra có chủ nhiệm khu khai phát Lý Trạch Hải, phó chủ tịch Tây Giang Hoắc Vân Đạt, các phòng ban liên quan cũng có vài người. Máy bay 757 vững vàng bay trên độ cao 8.000m, ánh mặt trời trên cao trông rất rực rỡ. Lý Trạch Hải đổi chỗ với Vương Lệ Mai để ngồi gần Hoắc Vân Đạt, hai người đang nhỏ giọng nói gì đó với nhau. Vương Lệ Mai ngồi xuống bên trái Triệu Quốc Đống, mùi hương cơ thể nhàn nhạt phả vào mũi hắn. Ai cũng nói Thiên Châu,
Ninh Lăng nhiều người đẹp. Hai chị em Từ Xuân Nhạn ở Thiên Châu đúng là rất đẹp, mỹ nữ Ninh Lăng cũng làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng rất sâu. Từ Trình Nhược Lâm, La Băng đến Vương Lệ Mai, Lục Nhị, thậm chí phó trưởng ban tuyên giáo Phan Xảo kia đều là người đẹp mà An Đô khó tìm được nhiều. Vương Lệ Mai bây giờ đang cố gắng dựa vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vốn dự định lạnh nhạt với Vương Lệ Mai một thời gian. Dù cho có chị em Vưu Liên Hương nói giúp, dù bản thân Vương Lệ Mai có năng lực nhưng có người phụ nữ xinh đẹp ở bên cũng dễ có lời đồn không hay. Triệu Quốc Đống cố gắng không nhìn về bên trái bằng cách suy nghĩ đến chuyến đi tới Bắc Kinh này. Lô Miễn Dương triển khai công việc đã có hiệu quả. Người này theo Triệu Quốc Đống thấy tuy vị trí xếp sau Phùng Vân Khôn ở ban quản lý khu khai phát nhưng có năng lực hơn Phùng Vân Khôn. Hai người này Triệu Quốc Đống tiếp xúc lâu như vậy nên có thể phân biệt ai hơn ai kém. Vì thế Triệu Quốc Đống mới bố trí Lô Miễn Dương dẫn theo vài người đến Bắc Kinh trước, mà Phùng Vân Khôn ở nhà chủ trì công việc, điều này thực ra cũng làm Phùng Vân Khôn vui vẻ. Bên bộ thương mại thì không vấn đề gì, các cục, vụ bên dưới đều phối hợp tốt. Có Thái Chánh Dương giúp đỡ nên vấn đề không lớn, chủ yếu là ở bên công ty Quốc Điện. Đồng Minh Đường mặc dù có quan hệ cá nhân khá tốt đẹp với Triệu Quốc Đống nhưng do y xếp sau trong các phó tổng giám đốc của công ty nên trọng lượng lời nói chưa chắc đã đủ. Cho nên ở vấn đề này phải tăng lực đô. Công ty Quốc Điện đã xác định xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ở khu vực Trung Tây, nhưng trụ sở đặt ở đâu khiến vài tỉnh chú ý. Có ít nhất 2-3 nhà đang toàn lực quan hệ như Ninh Lăng. Ngoài chuyện khu khai phát, Triệu Quốc Đống cũng phải quan tâm chuyện bên Tây Giang. Hạng mục trụ sở kia mặc dù là việc lớn nhưng Tây Giang mới là chiến trường chính của Triệu Quốc Đống, hơn nữa là chiến trường lâu dài. Khu khai phát không thể so sánh với Tây Giang, nó mới là nơi quyết định sự lên xuống của Triệu Quốc Đống. Chỉ có chính thức phát triển Tây Giang, Triệu Quốc Đống mới được cấp trên tán thành. Công tác chuẩn bị bên Thượng Hải cũng đã làm khá tốt. Lục Nhị và một phó chánh văn phòng ban quản lý khu khai phát đã đến Thượng Hải trước Lô Miễn Dương, phụ trách công tác chuẩn bị cho hội nghị thu hút đầu tư. Trên thực tế cũng không phải hội nghị lớn gì, mà chỉ là cuộc tọa đàm, không có lãnh đạo nào đến, cũng không có nhiều tài liệu giới thiệu, càng không dự định ký kết gì, đó chỉ là gặp mặt, trao đổi mà thôi. Mặc kệ có thể thu hút được công ty nào không, mục đích lần này chỉ là tạo liên hệ, sau đó lựa chọn nhà đầu tư mà đàm phán, tranh thủ thu hút vài công ty, quy mô không cần quá lớn vì đây là thử nghiệm. Nhất là Ninh Lăng xa xôi như vậy nên nếu anh hy vọng người ta đối xử với anh như mấy thành phố duyên hải là không thể. Trước đó Triệu Quốc Đống đã thông qua quan hệ của Thái Chánh Dương và Đồng Minh Đường mà làm quen vài công ty phân bố ở duyên hải, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thậm chí chưa gặp mặt mà chỉ gọi điện, nhưng đây coi như đã có đầu mối liên lạc. Chỉ cần mời địa biểu các công ty này đến Thượng Hải ngồi trao đổi, giới thiệu mục đích của mình, thể hiện được sự nhiệt tình của Ninh Lăng là đủ. Còn hấp dẫn được 1-2 công ty tới coi như thành công. Bí thư Triệu, uống cà phê chứ? Giọng Vương Lệ Mai rất ngọt ngào và dễ nghe, làm người ta thấy rất hấp dẫn. Cảm ơn, không cần, cho tôi cốc nước suối. Triệu Quốc Đống mở mắt gật đầu nói. Nước suối mà máy bay dùng vẫn là nước suối Thương Lãng bình thường, xem ra muốn mở thị trường này của nước suối Thánh Thủy là không thực tế. Dù sao một chai nước suối Thánh Thủy cũng là hơn 20 tệ. Bí thư Triệu, lần này chúng ta chỉ ở lại Bắc Kinh 2 ngày thôi sao? Vương Lệ Mai nhỏ giọng nói. Hai phóng viên đài truyền hình đã trực tiếp bay tới Thượng Hải mà không đi Bắc Kinh, điều này làm cô có chút ngạc nhiên. Ừ, công việc bên này không nhiều, chỉ là nói chuyện một chút, công việc trọng điểm của chúng ta là bên Thượng Hải. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ngài thấy ban tuyên giáo nên chú ý vào vấn đề gì? Lần đầu tham gia hoạt động như thế này, hơn nữa còn đại biểu hai đơn vị là ban tuyên giáo và phòng thông tin nên Vương Lệ Mai có chút khẩn trương. Lo lắng xảy ra chuyện gì thì tất cả cố gắng trước đây của mình sẽ mất hết. Cần chú ý chính là tăng cường tuyên truyền về việc Tây Giang đang cải thiện hoàn cảnh mềm, điểm này rất quan trọng. Rất nhiều nơi tuyên truyền thu hút đầu tư bằng việc chính sách ưu đãi, giá đất phải chăng, tiền lương công nhân vừa phải, mấy điểm này mặc dù quan trọng nhưng tôi phát hiện bây giờ nhà đầu tư trong và ngoài nước coi trọng hoàn cảnh mềm hơn, thậm chí còn hơn các vấn đề kia. Điều này nói rõ một nhà đầu tư có coi trọng phát triển liên tục ở một nơi hay không. Chứ không phải là hiệu quả trong thời gian ngắn. Tôi đã tiếp xúc với một số nhà kinh doanh bên Chiết Giang, tôi cũng có chút bạn ở bên đó. Từ lời nói của bọn họ có thể thấy chỉ cần có cơ hội thích hợp để đầu tư thì bọn họ coi trọng nhất là hiệu quả làm việc của chính quyền địa phương, sự đáng tin cậy, sự trong suốt, đó đều là hoàn cảnh mềm. Nếu một nơi có hoàn cảnh mềm kém,
không có chế độ coi trọng nhà đầu tư, mặc dù nơi đó có cuộc sống ưu đãi hơn các nơi khác thì khó có thể duy trì lâu dài. Theo lãnh đạo thay đổi thì đó là ác mộng đối với công ty. Vương Lệ Mai ngẩn ra mà nghe Triệu Quốc Đống chỉ điểm. Chú trọng hoàn cảnh mềm, điểm này Triệu Quốc Đống hình như coi trọng hơn cả, bảo sao hắn lại tạo ra cơn gió lốc cải thiện tác phong làm việc ở Hoa Lâm, thậm chí có mấy trưởng phòng bị mất chức. Làm công tác tuyên truyền thì cần phải nắm bắt sở thích của bí thư, Triệu Quốc Đống coi trọng điểm này, như vậy trong hội nghị thu hút đầu tư này thì ban tuyên giáo phải làm nổi bật điểm này. Vương Lệ Mai thầm ghi nhớ những điểm mà Triệu Quốc Đống nhấn mạnh. Vương Lệ Mai thầm nghĩ nếu muốn chính thức đi vào vòng tròn của đối phương, chỉ dựa vào người ngoài giúp là không thể. Vưu Huệ Hương chỉ giúp cô tạo quan hệ với hắn, mặc dù Triệu Quốc Đống dẫn người đến phòng thông tin, đánh giá cao năng lực làm việc của cô, nhưng Vương Lệ Mai biết đó chỉ là tạm thời, cô chưa thể đi vào vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Cô muốn chính thức dung nhập vào vòng tròn trung tâm của Triệu Quốc Đống thì phải hiểu suy nghĩ của hắn, làm cho hắn thấy cô đáng là người để hắn thu nhận. Đây là suy nghĩ của Vương Lệ Mai. Vương Lệ Mai biết mình xinh đẹp thì có cả ưu thế và khuyết điểm. Nếu nói mình là tri kỷ, thân tín của Triệu Quốc Đống, vậy vẻ ngoài của mình là ưu thế. Nhưng nếu nằm ngoài vòng tròn của hắn thì vẻ đẹp lại là bất lợi. Hắn hoàn toàn có thể bài xích mình, tỏ ý chí như sắt đá không động tâm vì sắc đẹp của hắn. Quyển 8, chương 75. Triệu Quốc Đống không chú ý đến vẻ mặt của Vương Lệ Mai, mà câu nói của Vương Lệ Mai làm hắn hứng thú. Nhất là khi thấy Lý Trạch Hải và Hoắc Vân Đạt đang nói chuyện vui vẻ nên cũng muốn khoe khoang với người phụ nữ xinh đẹp này một chút. Khu vực Trường Tam có nhiều công ty, nhà máy sản xuất thiết bị ngành điện, theo giá tiền lương và giá đất ở khu vực này tăng lên, hiện tượng thiếu điện không ngừng tăng, thậm chí yêu cầu bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương cũng tăng cao. Một vài công ty có quy mô lớn đã bắt đầu suy nghĩ chuyển nơi sản xuất sang khu vực Trung Tây, mà trụ sở Duyên Hải là nơi tiêu thụ, nghiên cứu. Chúng ta không hy vọng bọn họ sẽ chuyển cơ sở nghiên cứu sang Ninh Lăng, nhưng nhà máy sản xuất thì có thể. Bây giờ rất nhiều công ty khu vực Duyên Hải còn nghi ngờ với hoàn cảnh đầu tư ở nội địa, lo hoàn cảnh đầu tư và chính sách vì yếu tố con người nên ảnh hưởng lớn. Nói cách khác lãnh đạo hứa hẹn xong, lãnh đạo khóa sau có thể thực hiện hay không. Bọn họ lo lãi nhiều tiền khiến chính quyền địa phương và cán bộ đỏ mắt và sẽ tìm nhiều cách mà thò tay vào kiếm trác. Điều này khiến chúng ta cần làm bọn họ yên tâm đầu tư ở chỗ chúng ta, yên tâm kiếm tiền. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nhớ hai câu này nói rất đúng. Anh đầu tư, tôi phục vụ. Anh kiếm tiền, tôi phát triển. Đây là điều chúng ta cần theo đuổi. Vương Lệ Mai chăm chú nghe hai câu mà Triệu Quốc Đống nói. Nó đã sinh động khắc họa rõ quan hệ giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Bí thư Triệu, hai câu này của ngài theo tôi thấy hoàn toàn có thể dùng để làm một chủ đề trong hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải, rất thân thiết mà phù hợp thực tế, cũng phù hợp điểm xác định của Ninh Lăng chúng ta. Vương Lệ Mai cười hì hì mà nói. Ừ, chị suy nghĩ rồi tự quyết định. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chúng ta không cần lần này đạt thành tích quá lớn. Nhưng chúng ta có thể tạo quan niệm để nhà đầu tư bên ngoài thấy Ninh Lăng chúng ta muốn bảo vệ quyền lợi của bọn họ, tôi nghĩ Ninh Lăng sẽ có tương lai tốt đẹp. Bí thư Triệu, lời ngài nói giống như đang được phỏng vấn vậy, tôi không phải phóng viên. Vương Lệ Mai cười cười để lộ hàm răng trắng và đều làm Triệu Quốc Đống thấy phải ngẩn ra. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, cũng không biết mình sao mà luôn có phụ nữ xinh đẹp ở bên. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười và nghĩ hắn ở cương vị bí thư quận ủy nên không dám làm loạn, nhưng nếu nghĩ mà cũng phải hạn chế thì đúng là làm khó mình. Khách sạn Tiền Môn Kiến Quốc Bắc Kinh là một khách sạn 3 sao, vị trí đẹp của nó khiến nó không hề thua kém so với nhiều khách sạn 4, 5 sao ở Bắc Kinh này. Nó dung hợp phong cách Trung Quốc và vẻ cổ điển của châu Âu khiến khách sạn này rất thích hợp khách từ ngoài đến Bắc Kinh, nhất là khách thích cảm giác vừa ra ngoài là cảm nhận không khí cổ kính của Bắc Kinh. Dạp hát Lê Viên là nơi rất hấp dẫn khách trong và ngoài nước đến Bắc Kinh. Kinh kịch là quốc kịch của Trung Quốc, đừng nói người nước ngoài, ngay cả người Trung Quốc cũng si mê nó nhưng không mấy người hiểu. Triệu Quốc Đống đến dạp hát và chọn mấy món đồ lưu niệm như cao sủng, đậu tiên đồng, tôn ngộ không. Hắn vốn không nghiên cứu mấy về kinh kịch nhưng rất thích mấy món đồ này. Để ở nhà lúc rảnh rỗi bỏ ra xem cũng hay mà. Vương Lệ Mai không biết bí thư Triệu lại hứng thú với kinh kịch như vậy. Cả tối có thể ngồi trong rạp hát mà nghe. Bí thư Triệu này có sở thích cũng không ít nhưng xem ra không phải người thích tiêu xài phung phí, mua toàn mấy thứ rẻ tiền làm Vương Lệ Mai phải than thở. Không ngờ đã đến 11 giờ mà bí thư Triệu vẫn còn muốn ra ngoài.
Điều này làm Vương Lệ Mai có chút tò mò. Vị bí thư Triệu này sao nhiều hứng thú đến thế? Chẳng qua lãnh đạo có việc riêng nên cô không tiện hỏi. Triệu Quốc Đống đúng là có việc ra ngoài. Khấu Linh biết hắn lên Bắc Kinh nên nhiệt tình mời. Khấu Linh mặc bộ váy màu hồng làm lộ rõ sự quyến rũ của cô, trong tay cô có điếu thuốc nồng độ nicotine thấp dành cho phái nữ khiến Triệu Quốc Đống thấy phải nhíu mày nói. Khấu Linh, sao thế? Đến quán ba hai người gần như không nói chuyện được mấy câu, mấy chén rượu vào bụng. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra Khấu Linh có chuyện gì đó, tâm trạng của cô có vẻ không ổn định. Thấy cảnh thương tình hay trong lòng có buồn phiền, Triệu Quốc Đống cũng không rõ. Thấy một giọt lệ như có như không trong mắt cô, Triệu Quốc Đống thầm lẽ chẳng lẽ tình cảm của cô gặp chuyện gì sao? Nhưng hắn nhớ lần trước cô nói đã chia tay với Phí Dương rồi mà. Quốc Đống, ông nói đàn ông có phải là yêu hư vinh không? Bề ngoài thì tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng khi chạm đến bọn họ liền nhảy dựng lên. Khấu Linh buồn bực nói. Tôi không rõ ý của bạn, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Quốc Đống gãi đầu mà nói. Tình yêu đơn phương luôn làm người ta si mê nhất, ai cũng biết đó một đóa hoa đẹp nhất nhưng nếu nắm được nó vào tay thì anh lại thấy thất vọng. Nhưng nếu anh mãi không hái được nó thì anh sẽ thấy nuối tiếc, thất vọng. Mắt Khấu Linh đột nhiên trở nên sắc bén giống như vừa nãy cô giả vờ say. Ông là bí thư huyện ủy, sao muốn giấu tôi? Lừa bạn, tôi lừa bạn bao giờ? Bí thư huyện ủy chính là lừa bạn sao? Huyện Hoa Lâm, Khấu Linh, trước đây bạn nghe nói tới huyện này không? Chỉ sợ bạn là người Ando cũng chưa chắc có ấn tượng về nó phải không? Tôi không phải sớm nói với mọi người rằng tôi đang rèn luyện ở cơ sở sao? Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Nhưng ông không nói ông làm bí thư huyện ủy. Là người trong nhà nước, Khấu Linh tất nhiên rõ bí thư huyện ủy là nhân vật như thế nào. Phí Dương và cô vì thân phận của Triệu Quốc Đống nên không ít lần có tranh cãi, chia tay rồi hòa hợp, vấn đề luôn quanh quẩn ở điểm đó. Đó chính là tại sao Khấu Linh không nói cho y biết về thân phận thật của Triệu Quốc Đống. Giữa hai người có chuyện gì không thể để người khác biết được sao? Phí Dương không biết từ đâu mà biết được Triệu Quốc Đống đang làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm. 27 tuổi là cán bộ cấp này, mặc dù là ở cơ quan trực thuộc Trung ương cũng hiếm có chứ đừng nói là ở cơ sở. Bạn học có thân phận hiển hách như vậy mà Khấu Linh không biết sao? Điều này đúng là không thể chấp nhận. Nhưng đó lại là sự thật, Khấu Linh dù như thế nào cũng không thể hóa giải nghi ngờ trong lòng Phí Dương. Nhất là ngày đó khi thấy Triệu Quốc Đống được xe Mercedes, Benz 600 đón mà Khấu Linh lại nói Triệu Quốc Đống làm ăn rất kém khiến Phí Dương càng nghi ngờ. Tôi bây giờ đã không còn là bí thư huyện ủy, hơn nữa dù là bí thư huyện ủy cũng phải xem làm bí thư huyện ủy ở đâu. Cho bạn đến Tây Tạng hoặc Thanh Hải làm bí thư huyện ủy, bạn có làm không? Hoặc là bạn trai của bạn có đến làm không? Triệu Quốc Đống cười nói. Bạn cảm thấy tôi cần phải ra vẻ trước đám người Trần Bình Đức, Tiêu Chí Viễn rồi để bị bọn họ châm chọc sao? Tôi không biết Phí Dương làm sao biết thân phận của ông. Hắn nói với tôi ông là bí thư huyện ủy Hoa Lâm, sau đó hỏi tôi sao lại giấu hắn. Tôi dù giải thích như thế nào cũng không được. Khấu Linh lắc lắc chén rượu trong tay rồi nói tiếp. Tình cảm mấy năm không ngờ lại vì chuyện nhỏ như vậy. Tôi không biết sao lại thế. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết sao Phí Dương biết thân phận của mình. Khi hắn đến văn phòng Lưu Nham thì đã gặp mặt Phí Dương. Lúc ấy đối phương rất kinh ngạc, chẳng qua lúc ấy thời gian rất chặt nên chỉ gật đầu chào Phí Dương. Hắn không ngờ tên này lại từ Lưu Nham biết tin tức về mình. Phía sau có tiếng bước chân nặng nề vang lên nhưng không khiến Triệu Quốc Đống chú ý. Hắn cầm chén rượu lên nhưng hắn đột nhiên thấy vẻ mặt Khấu Linh từ khó hiểu chuyển sang sợ hãi nên hiểu sau lưng có chuyện. Triệu Quốc Đống hơi cúi người, hai chai rượu lướt qua đầu hắn, va vào thành tường mà bắn tung tóe. Một người cao to đã túm lấy eo Triệu Quốc Đống mà nói. Bỏ tay! Hai tên khác cũng đang hung hãn xông tới. Người anh em, các anh có phải nhận lầm người không? Triệu Quốc Đống đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Quyển 8, chương 76. Cần đánh chính là mày. Thằng sau lưng rít lên nói. Thằng chó chết, phải cho nó biết cái giá khi chơi gái của kẻ khác. Hai thằng cầm chai rượu nghe thấy tên này nói thế liền vung chai lên. Triệu Quốc Đống đã đoán ra đám người này bị người sai mà tới. Chẳng qua hắn vừa đến Bắc Kinh thì sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Nghe giọng đối phương lại không giống người Bắc Kinh. Vậy sao nói hắn chơi phụ nữ của người khác? Triệu Quốc Đống vội vàng ấn chân xuống trúng chân tên sau lưng, hắn giẫm mạnh, đối phương không đề phòng nên đau đến độ kêu lên thảm thiết.
Nhân lúc tay đối phương hơi lỏng, Triệu Quốc Đống linh hoạt xoay người, khuỷu tay đánh mạnh vào mặt đối phương, làm miệng đối phương chảy máu. Đối phương chưa kịp phản ứng, Triệu Quốc Đống đã vung chân đá vào bụng đối phương làm y phải ôm bụng lảo đảo lui ra sau. Hai tên tóc dài kia cũng bị biến hóa đột ngột làm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nổi giận lao tới. Một tên thậm chí còn lấy rút dao trong người ra chém tới. Khấu Linh sợ hãi kêu lên, cô lấy tay che mắt. Cả quán rượu trở nên hỗn loạn, những người khách khác vội vàng tránh ra, có người gọi điện báo cảnh sát, có người vội vàng chạy ra, có người thậm chí còn to gan đứng lên gào thét cổ vũ. Triệu Quốc Đống không dám ham chiến, nếu cảnh sát Bắc Kinh tham gia thì hắn sẽ xấu mặt, về nhất định sẽ bị đồn đãi. Triệu Quốc Đống nghiêng người tránh cú đâm rồi vung tay đánh vào tay đối phương, con dao bay ra, sau đó hắn thừa thế nhảy lên vung chân đá vào bụng đối phương. Tên còn lại túm hụt thì mặt đã tối sầm lại, lúc này có vài người đàn ông đang xông về phía này. Triệu Quốc Đống chính là chờ phút này, hắn biết đối phương nhất định có người ngoài cửa, một mình hắn xông ra thì không sao, cũng lắm chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng còn Khấu Linh thì làm như thế nào? Mặc dù Triệu Quốc Đống có thể mơ hồ biết việc này có liên quan tới Khấu Linh, nhưng cũng khó nói đối phương có thẹn quá hóa giận mà trút lên người Khấu Linh hay không. Hơn nữa đám người này vừa nhìn là biết được thuê, có thể tuân thủ quy định hay không cũng khó nói. Thấy có vài người lao vào, Triệu Quốc Đống thực ra lại bình tĩnh. Hắn nhân lúc đối phương từ ngoài sông vào chưa quen với ánh sáng lờ mờ của quán, Triệu Quốc Đống kéo Khấu Linh chạy dọc theo sân khấu của quán mà chạy ra. Đợi đến khi mấy tên đàn ông phát hiện ra thì Triệu Quốc Đống đã lao tới cửa. Hắn vung tay trái tới trước đẩy một tên đầu bóng lưỡng ra ngoài hơn mét. Triệu Quốc Đống đẩy cửa ra rồi kéo Khấu Linh chạy như điên. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên. Hiệu suất làm việc của cảnh sát Bắc Kinh đúng là nhanh. Mấy tên kia có lẽ cũng nhận ra điểm này nên đuổi theo 100-200 mét rồi giảm tốc độ. Nhưng Triệu Quốc Đống không dám chậm mà kéo Khấu Linh chạy thật nhanh, đến khi Khấu Linh kêu lên ngồi xổm xuống mới thôi. Sao thế? Triệu Quốc Đống dừng chân lại, sau đó cảnh giác nhìn về sau thì thấy không còn ai đuổi theo. Ôi, bị trẹo chân, đau quá. Khấu Linh đau đến độ không nhịn được kêu lên. Triệu Quốc Đống hơi buồn bực. Khấu Linh bị trẹo chân mà bây giờ đã 12 giờ thì sao bao giờ? Triệu Quốc Đống khẽ ấn mắt cá chân đối phương, Khấu Linh đau đến độ hít sâu một hơi. Triệu Quốc Đống liền xoa bóp một chút thì thấy chắc không vấn đề gì lớn nhưng ít ra phải nghỉ vài ngày. Hơn nữa bây giờ đi đâu mà tìm bệnh viện, Triệu Quốc Đống không quá quen tình hình ở Bắc Kinh. Tôi không đi nổi nữa. Tâm trạng sợ hãi của Khấu Linh dần biến mất một chút. Men rượu dần nâng lên làm cô thấy buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn. Sao thế? Triệu Quốc Đống nhìn quanh thấy đèn đường vẫn sáng, chẳng qua muốn bắt xe thì phải đi qua một đoạn phía trước. Vừa nãy hắn bỏ chạy nên không biết chạy tới đâu rồi. Tôi đau chân nên không thể đi được. Khấu Linh gần như muốn khóc. Triệu Quốc Đống hơi ngứa ngáy trong lòng nên nói. Vậy sao bây giờ, bắt xe thì cũng phải sang bên kia mới được. Hay là ông sang đó gọi xe, tôi ở đây đợi. Khấu Linh ngồi xuống một bên rồi nói. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thì thấy không ổn, nếu xảy ra chuyện thì hắn sẽ hối hận cả đời. Được rồi, tôi cõng bạn. Triệu Quốc Đống cúi người xuống mà nói. Lên đi, ông cõng tôi. Khấu Linh có chút xấu hổ nhưng lại thấy đây là biện pháp duy nhất. Mắt cá chân lúc này rất đau làm cô không thể đi. Sao, không cho tôi cơ hội lấy tiện nghi hay thấy xấu hổ? Triệu Quốc Đống trêu chọc. Yên tâm, tôi rất quân tử đó. Ai thèm sợ. Cho Triệu Quốc Đống ông mấy lá gan cũng không dám. Khấu Linh nhảy lò cò và muốn trèo lên lưng Triệu Quốc Đống nhưng cũng hơi cố sức. Triệu Quốc Đống lúc này không quản được nhiều, hai tay đưa xuống dưới váy đỡ mông Khấu Linh lên. Đây là lần bị một người đàn ông ngoài bạn trai chạm vào đó. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng sự nóng bỏng của tay Triệu Quốc Đống truyền tới vẫn làm cô run lên một chút. Triệu Quốc Đống đi rất nhanh, giữa đêm đông cảnh này đúng là rất mập mờ và hấp dẫn nhưng không hợp địa điểm. Có mấy người đi đường thấy hai người như vậy nhưng không thèm để ý. Đêm đen ngoài đôi yêu nhau muốn lãng mạn thì ai làm thế? Khi hai người lên taxi thì mấy bóng đen mới vội vàng từ một con đường khác lao ra. Bọn họ chỉ thấy Khấu Linh được Triệu Quốc Đống đặt lên xe, sau đó Triệu Quốc Đống cũng lên xe taxi và rời đi. Xe đi rồi sao? Một thằng lớn tiếng nói. Mau đuổi theo chúng. Đại ca, không kịp rồi. Bọn chúng còn ở đằng kia, vòng qua ít nhất mất 5 phút. Một thằng tóc dài thở hổn hển nói.
vừa nãy bị đánh trúng làm y khá đau nên bây giờ vẫn chưa lấy lại sức. Mẹ nó chứ, Bắc Kinh nhiều khách sạn như vậy thì đi đâu tìm chúng? Đại Dương, mày nói thằng đó là thằng nhà quê sao lợi hại như vậy? Rõ ràng là được huấn luyện, mày sao không nhắc để anh em tao bị thiệt? Một tên trầm giọng nói. Mày có phải cố ý chơi bọn tao không? Hùng ca, tôi sao biết thằng đó giỏi đánh? Tôi bình thường cũng có thấy nó biểu diễn đâu. Phí Dương từ trong bóng tối đi ra mà trong mắt đầy tức giận. Triệu Quốc Đống thân mật cõng Khấu Linh lên xe, Phí Dương thậm chí có thể tưởng tượng đoán ra tối nay sẽ có việc gì. Triệu Quốc Đống có lẽ sẽ bế Khấu Linh lên giường. Phí Dương cũng không biết sao mình không bỏ được Khấu Linh. Với điều kiện của y thì muốn tìm gái đẹp không khó. Nhưng một năm qua Triệu Quốc Đống như cây kim đậu cắm sâu vào tim y, dù y muốn như thế nào cũng không thể thoát khỏi ấn tượng đối phương mặc Armani lên xe Mercedes, Benz 600. Y rất căm tức Khấu Linh dám lừa y lâu như vậy. Y có thể vứt bỏ Khấu Linh nhưng quyết không cho phép có kẻ cướp đi trên tay mình, càng không cho phép ả phụ nữ nào lừa y. Khấu Linh là người phụ nữ của y, nghĩ đến Khấu Linh sẽ để thằng khác chơi, đôi môi kia sẽ rên rỉ vì thằng đàn ông khác. Y thấy mình đang có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Đừng nói nhiều, bây giờ làm như thế nào? Hùng ca cắt ngang lời Phí Dương mà nói. Chỗ thằng đó ở mày biết không? Không biết, hắn đi taxi tới đây. Vậy cũng đơn giản, chiều mai mày đến cổng cơ quan con bé kia canh, theo con bé đó là tìm được thằng ấy. Bọn nó tối nay nhất định sẽ ở bên nhau, mày còn sợ nó chạy ư? Hùng ca lạnh lùng nói. Bắt được nó phải bắt nó nôn gì đó ra. Nó ngủ với người phụ nữ của mày thì cũng phải bỏ gì đó ra chứ. Hùng ca, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Phí Dương rất khó chịu với lời nói thô lỗ của đối phương nên định biện bạch thì đối phương đã không cho hắn cơ hội. Hừ, được rồi, chuyện này mày không cần quản, nhiều anh em tôi đi ra một chuyến cũng không dễ. Mày không phải nói thằng đó ở tỉnh An Nguyên sao? Thằng nhà quê mà thôi, vừa lúc có thể gõ nó một chút. Hùng ca nhếch miệng cười phá lên. Hiếm khi có cơ hội như vậy mà, Đại Dương, nếu có thể kiếm được vài chục ngàn thì Hùng ca sẽ không quên mày. Môi Phí Dương run lên nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương nên y phải ngậm miệng. Đám người Đông Bắc này rất tàn độc, hắn vô tình biết và muốn lợi dụng xử lý Triệu Quốc Đống một chút, nhưng bây giờ có lẽ không đơn giản rồi. Phí Dương sợ hãi mình không thể khống chế được tình hình. Nếu xảy ra chuyện thì hắn không thoát được liên quan. Đại Dương, mày sợ gì, mày không ra mặt mà. Ra mặt là người của tao, mày chỉ cần cung cấp tin tức cho tao là được. Đúng, thằng đó ở Bắc Kinh bao lâu? Hùng ca thấy Phí Dương né tránh ánh mắt của mình liền rất hài lòng nói. Tôi không biết, có thể là vài ngày, bọn chúng có thể đến Bắc Kinh làm việc. Phí Dương có chút lo lắng mà nói. Vậy là tốt, bọn tao tìm nó vài hôm và xả giận cho mày là được phải không? Thấy Phí Dương mặt mày có vẻ khó coi, Hùng ca vỗ vỗ vai Phí Dương mà nói. Đại Dương! Mày đừng như vậy, một con đàn bà mà thôi, mày không phải chơi rồi sao? Đẹp nữa thì cũng có thể thành cơm ăn sao? Chẳng qua nó chơi bạn gái mày thì phải trả giá. Hùng ca, đừng làm lớn chuyện, nếu không. Yên tâm, Hùng ca biết chừng mực, bọn tao cũng chỉ là bắt nó trả chút tiền chuyển nhượng mà thôi. Con bạn mày đẹp như vậy thì không thể cho nó ngủ không phải không? Quyển 8, chương 77. Khi Triệu Quốc Đống đỡ Khấu Linh từ bệnh viện ra thì vẫn nghĩ xem nên đi đâu bây giờ. Triệu Quốc Đống hỏi Khấu Linh ở đâu, cô nói cô ở cùng với một chị đồng nghiệp nhưng bây giờ đã quá muộn. Triệu Quốc Đống có chút đau đầu, vào khách sạn sẽ không hợp vì người của quận thấy sẽ suy nghĩ. Triệu Quốc Đống không muốn ai hiểu lầm, mà tìm một khách sạn khác thì một nam một nữ cũng không phải việc hay. Đối với Khấu Linh, có lẽ Tết năm ngoái hắn còn có chút tư tưởng, nhưng bây giờ sớm đã không còn có suy nghĩ đó. Bác Tài, cùng Ung Hòa. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Đi đường Đông Môn sao? Lái xe taxi ngẩn ra mà nói. Đúng, làm phiền bác. Được rồi. Khi Khấu Linh được Triệu Quốc Đống dìu vào ngõ, cô đúng là không tin nổi sao Triệu Quốc Đống lại đưa mình vào ngõ, chẳng lẽ nói nhà Triệu Quốc Đống ở Bắc Kinh? Không đúng, theo cô nhớ thì Triệu Quốc Đống là người gốc tỉnh An Nguyên mới đúng. Két một tiếng, cửa được mở ra. Triệu Quốc Đống rất quen thuộc dìu Khấu Linh đi vào sân, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Đây là một căn nhà theo lối tứ hợp viện. Triệu Quốc Đống đã nhờ một công ty vệ sinh mỗi tháng đến quét dọn một chuyến. Hắn lên Bắc Kinh mà không muốn ở khách sạn thì sẽ vào đây ở. Căn nhà này có 5 gian,
Ngoài hai gian phòng khách thì còn có cả phòng ngủ với đầy đủ chăn chiếu đệm, duy nhất thiếu chính là hệ thống cung cấp ấm. Cũng may Triệu Quốc Đống đã lắp đặt mấy điều hòa hai chiều, một phòng một chiếc. Mặc dù tốn điện nhưng cũng đủ thỏa mãn độ ấm. Khấu Linh được Triệu Quốc Đống đỡ ngồi vào sofa của phòng khách mà rất ngạc nhiên. Cô không ngờ Triệu Quốc Đống còn có một hang ổ tại Bắc Kinh như vậy. Nơi này không có vài triệu thì đừng mong mua được. Vấn đề là tại sao Triệu Quốc Đống có năng lực mua một nơi như vậy? Thấy Khấu Linh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Triệu Quốc Đống biết dù là ai cũng rất khó hiểu, cũng nghi ngờ. Một quan chức ở huyện xa xôi mà mua nhà ở Bắc Kinh là sao? Ngoài tham ô ra thì đúng là không thể tưởng tượng được sao anh lại có tiền để mua. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi không phải quan chức hủ hóa. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây là nhà tôi mua từ 4 năm trước, lúc ấy chỉ là do tôi thích tứ hợp viện Bắc Kinh mà thôi. 4 năm trước mà ông đã mua được sao? Ông dựa vào gì mà mua được? Khấu Linh càng nghi ngờ hơn. Không lẽ ông nói cho tôi biết khi ấy ông là cảnh sát đã ăn tiền đen? Ha ha, Khấu Linh, cô đúng là giỏi nói đùa. Làm cảnh sát mà ăn tiền đen thì quá to gan, trừ khi cô là trưởng phòng. Một cảnh sát nhỏ như tôi thì có thể ăn tiền đen gì? Nếu có chuyện này thì dù có người tặng tiền, tôi cũng không dám nhận. Triệu Quốc Đống cười nói. Yên tâm, đây là tiền của em trai tôi. Ừ, nó mở công ty, lúc ấy tôi cũng giúp một chút. Nó bây giờ giàu rồi, đang phát triển ở Thượng Hải. Nó mua một hai căn nhà cho ông anh cũng là đơn giản. Triệu Quốc Đống giải thích như vậy càng làm Khấu Linh thêm tò mò. Em Triệu Quốc Đống bao tuổi, kinh doanh đến mức nào? Cô không thể tưởng tượng ra, nhưng Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào mắt cô làm cô biết hắn không nói dối. Điều hòa hai chiều rất mạnh, thêm không gian trong phòng không lớn nên nhiệt độ tăng nhanh. Nghỉ thôi, cô cũng mệt rồi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Không, ông ngồi xuống, tôi bây giờ không ngủ được. Nói chuyện với tôi. Tâm trạng của Khấu Linh liền kém đi khi Triệu Quốc Đống nói như vậy. Nói gì cơ? Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh cô. Khấu Linh co chân lên, khuỷu tay dựa vào thành ghế, tư thế này khá quyến rũ. Bởi vì cô mặc váy ngắn nên tư thế này làm nó khó có tác dụng che giấu. Chiếc quần tất màu đen dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Nói kinh nghiệm của ông ở huyện Hoa Lâm đi. Khấu Linh nằm nghiêng trên ghế, men rượu vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Hai má đỏ lên, ngực đập phập phồng cùng với đôi chân thon dài và cặp mông nghiêng nghiêng lộ ra trước mặt Triệu Quốc Đống làm hắn sao xuyến. Không biết là lúc nào Khấu Linh không duy trì được nữa, mí mắt cô khép lại, cô từ từ cuộn mình trên ghế, tiếng thở nhẹ nhẹ phát ra cho thấy cô đã đi vào giấc ngủ. Triệu Quốc Đống ngồi ở đầu bên kia của sofa mà lặng lẽ nhìn cô gái đã từng làm hắn si mê. Khi đó điều kiện của hai bên chênh lệch quá lớn khiến cho hắn và cô chưa có bắt đầu mà đã có phần cuối. Mà bây giờ ngây thơ, trong sáng trước đây đã không còn. Cô rất khổ, đây là nỗi khổ trong lòng. Kẻ thuê người đánh hắn hôm nay nhất định là Phí Dương. Ngoài Phí Dương ra thì không ai biết hành tung của Triệu Quốc Đống và Khấu Linh đi với nhau. Mà Triệu Quốc Đống tính đi tính lại thì những người phụ nữ có quan hệ với hắn cũng không ai khiến hắn phải chịu như vậy. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ tên Phí Dương đẹp trai như vậy lại là kẻ có lòng dạ hẹp hòi, lại vì chuyện như vậy mà giở trò bạo lực với phụ nữ. Đàn ông đánh phụ nữ vẫn còn chưa diệt trừ hết, đây có lẽ là nguyên nhân chính để Khấu Linh chia tay tên kia. Trong đời ai cũng gặp một vài đoạn thời gian u oán, mà lúc này sự quan tâm của bạn bè sẽ khiến người ta ấm lòng nhất. Triệu Quốc Đống đứng lên, ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Quốc Đống cẩn thận quan sát một chút. Sau đó hắn lắc đầu, lấy tay ôm cổ và eo cô, ôm lấy đối phương đặt lên giường. Khấu Linh lúc này đã tỉnh lại, chẳng qua khi thấy ánh mắt tỉnh táo thì vẻ sợ hãi đã thay bằng quyến rũ. Khi Triệu Quốc Đống bỏ cô xuống, ngay cả Khấu Linh cũng không biết tại sao mình lại đương nhiên ngửa đầu lên hôn vào môi đối phương. Ngọn lửa tình như ngọn lửa cháy hừng hực qua thảo nguyên khô hạn. Ký ức từ 10 năm trước không ngừng được phóng đại, mùi hương cơ thể kết hợp hương rượu và cái lưỡi thơm kia làm Triệu Quốc Đống muốn điên lên. Chiếc lưỡi linh hoạt tách miệng Khấu Linh ra, tiến vào sâu bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau và không muốn tách rời. Triệu Quốc Đống chống khuỷu tay lên giường rồi tham lam mút lấy mút để, tiếng thở hổn hển và cơ thể nóng bỏng của đối phương như mời gọi hắn tiến thêm bước nữa. Tay Triệu Quốc Đống đưa xuyên qua áo len tiến vào trong lưng Khấu Linh, chiếc móc áo lót được mở ra, nhẹ nhàng đẩy lên, cặp ngực trắng như tuyết lộ ra trước mặt hắn. Khấu Linh chỉ thấy ngực mình hơi man mát, tay Triệu Quốc Đống đã nắm lấy cặp vú căng tròn của cô. Hắn nhẹ nhàng nắn bóp,
Khấu Linh không nhịn được mà rên lên. Cặp vú trắng nõn vào tay, Triệu Quốc Đống một bên mút chiếc lưỡi thơm của Khấu Linh, ngón tay không ngừng đánh phá điểm đỏ kia. Người Khấu Linh run lên, hai tay ôm chặt lấy người hắn. Chiếc váy bởi vì cô giãy giụa lên đã lộ ra chiếc quần lót bên dưới. Tay hắn cuối cùng đã đưa xuống dưới váy, đẩy chiếc quần tất, nhẹ nhàng đưa vào nơi thần thánh đó. Một cảm giác ẩm ướt bốc lên, tay hắn nhẹ nhàng lướt nhẹ trên đám cỏ mềm mại kia. Luồng khí nóng không ngừng tuôn ra khi Khấu Linh co quắp lại, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Khấu Linh lại mẫn cảm đến thế, không ngờ ở trạng thái này mà cô lại hưng phấn đến vậy. Ngay khi hắn chuẩn bị cởi quần lót của cô ra, hắn vô tình thấy giọt lệ trên khóe mắt của cô. Triệu Quốc Đống như bị sét đánh khiến hai tay dừng lại. Hắn chần chờ một lúc lâu rồi lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng kéo áo len của Khấu Linh xuống, sau đó đắp chăn thay cô mà nói. Ngủ đi. Khấu Linh chìm vào giấc ngủ trong ánh mắt quan tâm của Triệu Quốc Đống. Sáng hôm sau khi Khấu Linh tỉnh giấc, trong lúc nhất thời cô quên mình ở đâu. Cảnh đêm qua dần dần hiện ra, cô cẩn thận nhìn quần áo của mình thì thấy vẫn như vậy, rốt cuộc đó là giấc mơ hay hắn dừng cương trước vực. Đáy quần lót hơi ẩm ướt nói rõ đó không phải giấc mơ. Ông còn quân tử hơn tôi nghĩ. Khấu Linh chắp tay sau lưng đi ra và nói với Triệu Quốc Đống đang chạy bộ trong sân. Quân tử và tiểu nhân không có giới hạn, chỉ cần không trái với lương tâm là đủ, tôi cảm thấy như vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy đêm qua ông làm trái lương tâm của mình hay là đúng lương tâm? Khấu Linh không chịu bỏ qua cho hắn. Làm trái ý cô nhưng đúng với lương tâm của tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Khấu Linh, chúng ta không đấu mồm mép nữa được không? Ra ngoài ăn sáng thôi. Quyển 8, chương 78. Trải qua chuyện đêm qua làm quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Khấu Linh thân mật hơn đôi chút. Nhất là còn có chuyện kia, mặc dù lý trí làm hai người phải quay lại cuộc sống của mình, nhưng vẫn lưu lại dấu ấn trong lòng bọn họ. Ông đến Bắc Kinh chính là vì hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện sao? Khấu Linh có chút tò mò nói. Nếu không vì hạng mục thì cô nghĩ tôi rảnh rỗi lên Bắc Kinh đón Tết, cảm nhận hương vị Tết Bắc Kinh sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Cạnh tranh rất kịch liệt sao? Khấu Linh vẫn còn chưa quá quen với thân phận đã thay đổi của Triệu Quốc Đống. Chỉ trong một năm mà thân phận của Triệu Quốc Đống đã thay đổi vài lần. Bây giờ không ngờ là thường vụ thị ủy Ninh Lăng kiêm bí thư quận Tây Giang và khu khai phát. Cô đúng là rất ngạc nhiên về người đàn ông có vẻ càng lúc càng xa lạ trước mặt mình. Cô cũng hiểu qua đôi chút về việc liên quan lên chức ở địa phương. Đây không phải nhờ anh vùi đầu làm việc là được. Lên chức nhìn như chỉ là một bậc nhưng rất nhiều người cả đời không vượt qua nó được. Mà người này lại có vẻ như rất nhẹ nhàng làm được. Ở đâu có cạnh tranh thì đều kịch liệt, sinh tồn chính là cạnh tranh, ở bất cứ đâu cũng là như vậy. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Nhất là khu Lạc Hậu muốn theo kịp nơi phát triển thì càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ông đến Thượng Hải cũng là vì việc này. Khấu Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, thu hút đầu tư, thể hiện ưu thế địa phương, hấp dẫn các nhà đầu tư chú ý, mong hai bên hợp tác cùng thắng lợi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Kinh tế tư nhân Bắc Kinh không phát triển bằng bên Chiết Giang. Bắc Kinh tuy nhiều các công ty nhà nước khổng lồ nhưng chính sách và thể chế lại không thông thoáng. Mà công ty tư nhân và công ty liên doanh lại không có nhiều hạn chế như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được người hợp tác ở đó. Xem ra ông đã tính trước. Quốc Đống, ông đúng là giỏi thay đổi. So sánh với Tết năm trước thì ông đã biến hóa rất nhiều. Đúng, việc điều động của Phùng Minh Khải cũng là ông giúp phải không? Thị ủy Kiềm Dương không phải ai cũng có thể điều động mà. Khấu Linh như nghĩ ra gì đó mà nói. Ừ, coi như là giúp cậu ta và Giang Giao, tôi rất coi trọng sự kiên định của Giang Giao. Trong giọng của Triệu Quốc Đống lộ rõ vẻ cô đơn, điểm này Khấu Linh cũng nhạy cảm nhận ra. Ông hình như có cảm xúc. Ừ, cuộc đời có vô số điểm trắc trở, có nhiều bất đắc dĩ và đau lòng, có thể thấy một đôi thành công cũng là chuyện đáng mừng. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Khấu Linh nhận ra đối phương không muốn nói nhiều ở chuyện này nên không hỏi nữa. Nhưng đối với vẻ buồn bã của Triệu Quốc Đống làm cô nghĩ đây là cậu thanh niên từng tỏ tình với mình 10 năm trước sao? Ông đi Thượng Hải có liên lạc với Mễ Á không? Khấu Linh không biết sao mình lại hỏi câu như vậy. Mễ Á? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn đúng là không nghĩ tới Mễ Á. Tôi xem có thời gian rảnh hay không? Đến Thượng Hải có lẽ tôi rất bận. Cũng đúng, công việc là chính mà. Ông là lãnh đạo một phương nên có nhiều việc cần phụ trách.
Khấu Linh nở nụ cười quyến rũ mà nói. Tết ông dù như thế nào cũng phải về An Đô chứ. Ừ, nhất định là về rồi. Đi làm việc cả năm thì dù như thế nào cũng phải về mà. Bố mẹ tôi vẫn còn ở Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Bố mẹ ông vẫn còn ở Giang Khẩu, tại nhà máy dệt kia sao? Khấu Linh giống như không tin mà nói. Bố mẹ tôi không muốn rời khỏi nơi đã sống nhiều năm. Bố tôi thích đánh cờ với mấy bạn cũ, mẹ tôi thích nói chuyện với chị em cùng xưởng trước đây. Bọn họ lên An Đô hay Thượng Hải thì nhất định không vui. Vì thế theo ý bọn họ vậy. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tâm tư của phụ huynh khác với chúng ta. Vậy Tết này chúng ta tổ chức họp lớp ở quy mô nhỏ, ông nhất định phải tham gia đó. Lại họp lớp ư? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Sao, họp lớp là gánh nặng của ông ư? Khấu Linh trừng mắt nhìn hắn mà nói. Vậy không phải, chỉ là tôi cảm thấy họp lớp bây giờ đã thành nơi mà người ta khoe khoang mình. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Tôi không thích cái cảm giác có người cứ ra vẻ ta đây. Triệu Quốc Đống, ông đây là ám chỉ tôi. Khấu Linh giả vờ tức giận mà nói. Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi nói không phải là cô, mà là đám người tổ chức kia kia. Tôi cảm thấy có nhiều người khác thích làm như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vậy ông không định tham gia họp lớp năm nay? Khấu Linh chống tay lên eo mà nói. Tôi không nói mà, nhưng quy mô nhỏ là như thế nào? Nếu nói là mấy người quan hệ thân thiết hoặc cùng hoàn cảnh tụ tập nói chuyện thì tôi có thể tham gia một chút. Triệu Quốc Đống lui một bước. Hừ, nói rồi đó, ông nhất định phải tham gia. Khấu Linh hờn dỗi nói. Điện thoại di động vang lên, Triệu Quốc Đống nghe điện. Ừ, mấy người ăn trước đi, tôi ra ngoài ăn sáng, không cần chờ tôi. Ừ, nói với Phó Chủ tịch Hoắc là sáng nay bố trí ở khách sạn Tiền Môn, mời mấy chuyên gia của công ty Quốc Điện. Đồ đã chuẩn bị rồi chứ? Ừ, tốt. Thấy Khấu Linh nhìn với vẻ dò hỏi, Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Cũng chỉ là chút đặc sản mà thôi. Ninh Lăng nghèo nên không dám tùy ý tiêu hoang. Hiểu. Khấu Linh nở nụ cười mà nói. Tối nay ông vẫn ở Bắc Kinh chứ? Ừ, không phải hy vọng chúng ta gặp nguy hiểm như tối qua chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Chân Khấu Linh đã đỡ hơn, mặc dù đi còn khập khiễng nhưng ít nhất có thể tự đi. Điểm này làm Triệu Quốc Đống cũng yên tâm. Khấu Linh không nhịn được mà đỏ mặt. Vừa lên máy bay đi đến Thượng Hải, công việc liền chờ đón Triệu Quốc Đống làm hắn bỏ chuyện tối đó ở Bắc Kinh. Phải nói công tác chuẩn bị làm rất tốt, năng lực của Lô Miễn Dương khá mạnh, nhất là công tác liên lạc, đối ngoại là sở trường của y. Hội nghị thu hút đầu tư được tổ chức ở khách sạn quốc tế Quý Đô, một khách sạn 4 sao, giao thông thuận tiện. Bí thư Triệu. Không ngờ là có nhiều công ty đến tham gia như vậy. Lô Miễn Dương và Hoắc Vân Đạt vào phòng ngủ của Triệu Quốc Đống. Vừa nãy mới tiến hai công ty sản xuất máy cao áp của Thượng Hải. Bọn họ khá hứng thú với đề xuất quy hoạch trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của Ninh Lăng, nhất là khi nghe thấy công ty Quốc Điện đã sơ bộ chọn Ninh Lăng thì càng thêm hăng hái. Triệu Quốc Đống cũng đại biểu thị ủy Ninh Lăng mà giới thiệu một loạt chính sách đặc biệt của Ninh Lăng dành cho trụ sở này. Ví dụ như thị xã và quận Tây Giang sẽ cùng thành lập một quỹ chuyên dụng cho hạng mục này. Khu khai phát cũng đảm bảo đất và nguồn điện cho trụ sở, Tây Giang dự định xây dựng bến tàu và xây dựng thêm các công trình phục vụ cho việc vận chuyển đường thủy. Trường dạy nghề Ninh Lăng cũng tổ chức các lớp dạy về nghề điện để tập huấn cho công nhân, khiến bọn họ có kỹ thuật hoàn thành tốt công việc. Đúng vậy, Bí thư Triệu, tình hình đúng là đáng mừng. Mai mới bắt đầu hội nghị nhưng hai hôm nay chúng ta cũng đã đón tiếp mười mấy công ty. Sự nhiệt tình của bọn họ nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta. Hoắc Vân Đạt cũng rất vui mừng. Ngoài thu hút các công ty ngành điện cho khu khai phát, y và Triệu Quốc Đống cũng tiếp xúc nhiều vị khách, trong đó có một số nhà đầu tư trong làm việc vận tải, chế tạo thiết bị cơ giới. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, trụ sở kia sẽ kéo theo các ngành liên quan. Ví dụ như sản xuất thiết bị ngành điện không thể tránh khỏi cần có ngành chế tạo thiết bị cơ giới, mà cũng cần có ngành xây dựng. Nhất là Ủy ban Kinh tế quận Tây Giang đã dựa theo ý của Triệu Quốc Đống mà đưa ra quy hoạch về khu công nghiệp cảng, sau đó Hoắc Vân Đạt liền thuận tiện đưa ra làm trọng điểm thu hút đầu tư. Đây đều là hiện tượng mặt ngoài, các anh không nên quá lạc quan. Triệu Quốc Đống mặc dù rất hưng phấn nhưng vẫn phải tạt gáo nước lạnh cho hai người này. Hai hôm qua mặc dù nhiều khách tới nhưng hầu hết đều vì trụ sở kia mà tới. Tất nhiên ai cũng muốn dựa vào đầu tư của quốc gia mà kiếm lợi. Nếu như trụ sở không thành thì sự nhiệt tình của bọn họ cũng bay biến. Bí thư Triệu,
ngài nói là bọn họ đều hướng về trụ sở kia. Lô Miễn Dương lập tức tỉnh táo lại ngay. Chẳng qua tôi tin dù trụ sở không xây dựng ở Ninh Lăng thì với điều kiện tốt và thái độ nhiệt tình của chúng ta thì cũng có thể hấp dẫn một vài công ty muốn xây dựng nhà máy ở nội địa. Ninh Lăng chúng ta có ba ưu thế không thua kém bất cứ ai là giá vận chuyển, giá lao động và giá tài nguyên. Hoàn cảnh mềm thì sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Cái này, Lô Miễn Dương ngẩn ra mà nói. Thị xã không phải đã thông qua việc phải nhanh chóng phê duyệt thủ tục sao? Chỉ cần chúng ta thực hiện được chế độ này, đồng thời thái độ phục vụ cải thiện thêm thì tôi tin rằng ưu thế của chúng ta sẽ lộ rõ. Nói rất đúng, thái độ phục vụ cần cải thiện hơn rất nhiều. Triệu Quốc Đống nói. Lão Lô, rất nhiều cán bộ của chúng ta cảm thấy anh tới chỗ tôi đầu tư, chúng tôi phục vụ giúp anh giai đoạn đầu đã là đủ. Quan niệm này là rất không được, chúng ta là người làm thuê, nhà đầu tư là người nộp thuế. Nói khó nghe một chút chính là chúng ta dựa vào tiền nộp thuế của bọn họ. Không ai nộp thuế thì không có cơm ăn. Bọn họ đến đầu tư kiếm lời, chúng ta chẳng những cần phục vụ mà còn phải nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận, phải để bọn họ cảm thấy chúng ta thật tình hy vọng bọn họ kiếm tiền và phát triển ở chỗ chúng ta, phải để bọn họ cảm thấy như đang ở nhà. Quyển 8, chương 79. Bí thư Triệu, muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng gì, thói quen tư duy được hình thành trong suốt thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai, cũng không phải chỉ một hai lần học tập, chỉnh đốn là có thể thay đổi. Việc này cần xây dựng thành một môi trường, một bầu không khí chắc chắn, đầy đủ mới được. Hoắc Vân Đạt cũng rất cảm xúc, dưới sự chỉnh đốn mạnh mẽ trong thời kỳ Triệu Quốc Đống lãnh đạo nên Hoa Lâm đã khởi sắc về mọi phương diện. Mà Đường Diệu Văn lại tiếp tục kiên trì với chính sách của Triệu Quốc Đống nên có thể nói rằng ý thức phục vụ của cán bộ Hoa Lâm đã bỏ xa các huyện khác, có cơ sở nhất định cộng thêm nhân tâm ở khu Giang Tây kiên định, kịp thời khai triển hoạt động chỉnh đốn giáo dục. Vì thế Hoắc Vân Đạt cũng đã đề xuất kiến nghị riêng với Tăng Lệnh Thuần và cũng nhận được sự tán đồng của hắn. Ừ, chuyện này chẳng những cần phải thúc đẩy mạnh mà đồng thời cũng phải kiên trì, bền bỉ, liên tục, làm sao để tư tưởng cán bộ nhận thức được tính trọng yếu, tính tất yếu và khẩn cấp của chuyện này. Hơn nữa còn phải thực hiện theo chế độ thưởng phạt phân minh thì mới có thể xây dựng được một bầu không khí tốt đẹp được. Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế sofa rồi thả lỏng người ra. Liên tiếp đón ba nhóm khách trong vòng 2 tiếng khiến hắn thấy ủ rũ. Cái kiểu tiếp đãi và giới thiệu dập khuôn lặp đi lặp lại như này rất dễ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, phiền chán nhưng đối với những khách nhân mà nói thì lại là lần đầu tiên tiếp xúc cho nên anh nhất định phải giữ tinh lực lúc nào cũng phải dồi dào và cảm xúc tốt đẹp để thu hút được bọn họ, làm cho bọn họ thấy được anh rất coi trọng và chú ý đến bọn họ. Đây là lễ tiết tối thiểu và cũng là cơ sở để tạo ấn tượng đầu tốt đẹp. Vì hội nghị này mà Lô Miễn Dương đã phải nỗ lực chuẩn bị trước đó một tháng, do đó ba lần hắn bay đến Thượng Hải, ngay cả các thành phố ở Hàng Châu, Ninh Ba, Ôn Châu, Tô Châu, Giang Âm, Nam Kinh hắn cũng tới cửa hỏi thăm các hiệp hội, xí nghiệp đủ loại của địa phương rồi tiến hành kết nối, mời các xí nghiệp đó tới tham dự hội nghị. Triệu Quốc Đống cũng thông qua Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân cùng với Hạ Bách Linh và Phong Việt Nhân giúp đỡ liên hệ một ít nhân sĩ, xí nghiệp về máy móc, điện tử và vật liệu xây dựng. Để Lô Miễn Dương đi liên hệ trước với bọn họ, chuẩn bị để hội nghị thu hút đầu tư này đạt được đột phá mang tính thực chất, không thể để tung một khoản tiền lớn ra rồi chỉ ôm được quả trứng vịt về nhà. Bí thư Triệu, tôi thấy lần này chúng ta đến Thượng Hải mà không xử lý tốt thì sẽ chẳng được thành tích, ngược lại Chủ tịch Vân Đạt có lẽ còn có thể lấy được vài thứ. Lô Miễn Dương và Hoắc Vân Đạt nhanh chóng trở nên quen thuộc. Tuy rằng lúc trước hai người chỉ quan hệ hời hợt nhưng cả hai đều nhanh chóng ý thức được địa vị của mình trong mắt Triệu Quốc Đống, cảm giác hờ hững rất nhanh biến mất rồi trở thành hòa hợp. Chủ nhiệm Miễn Dương, sao anh có thể nói lời này được, nếu là lợi dụng thì cho dù có thể nhặt nhạnh được thì chẳng qua cũng chỉ là chút vụn vặt chứ không thể so với khu khai phát của anh được. Một khi hạng mục này của các anh được khởi động thì động một tí là vài tỷ thậm chí hơn chục tỷ tiền đầu tư cũng có thể đổ vào khu khai phát các anh. Anh cũng đừng nên nhìn chằm chằm vào những nơi khó khăn đi theo các anh hưởng chút lợi có được không? Triệu Quốc Đống cũng chỉ lẳng lặng mỉm cười chứ không chen vào cuộc tranh cãi của cấp dưới. Sự phát triển của quận Tây Giang về sau này thì khu khai phát không thể so bì được, nhưng khu khai phát hiện tại lại đang chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần mất đi cơ sở này thì có thể nói khu khai phát Ninh Lăng sẽ được đặt vào địa vị khu khai phát cấp thành phố trong toàn tỉnh, không dám nói ngồi ba ngóng hai nhưng ít nhất cũng có thể bảo đảm trong top 5 toàn tỉnh. Sự phát triển của quận Tây Giang còn phải xem ưu thế về giao thông và vị trí địa lý của nó có được thể hiện hay không, việc mở rộng cảng Ninh Lăng và xây dựng đường sắt Tây Liễu là một cơ hội.
Sau này phát triển hệ thống vận chuyển đường thủy và đường sắt sẽ đặt quận Tây Giang vào vị trí đầu mối giao thông then chốt cũng là một kỳ ngộ cực lớn, hiện giờ khởi động khu công nghiệp Lâm Cảng có thể nói là có lợi. Hội nghị chính giới thiệu thu hút đầu tư chỉ có một ngày mai, buổi sáng chủ yếu là giới thiệu các phương diện của Ninh Lăng từ nhân văn, hoàn cảnh địa lý, đồng thời cũng giới thiệu tường tận ưu thế của Ninh Lăng. Sau đó Triệu Quốc Đống sẽ tiến hành nói chuyện mang ý nghĩa chính, cuối cùng sẽ do thị trưởng thư chí Cao đọc diễn văn, tiếp đó là một bữa tiệc buffet, buổi chiều còn lại là thời gian tự do giao lưu. Thư chí Cao đã gọi một nhóm người phụ trách các ban ngành hành chính chức năng và kinh tế chủ yếu từ thị xã Ninh Lăng, quận Tây Giang và khu khai phát tới để trả lời cụ thể cho các khách mời về chính sách, đất đai, nguồn năng lượng, tài nguyên lao động, chi phí vận chuyển, tài chính, đồng thời tư vấn và giao lưu về nhiều phương diện. Vương Lệ Mai chú ý tới chiếc Mercedes S600 với giấy phép hạng A, lái xe và người trên xe hiển nhiên đều rất quen với Triệu Quốc Đống, nhất là người thanh niên từ ghế sau bước xuống trước mặt Triệu Quốc Đống thì lại mỉm cười ngại ngùng giống như một học sinh trung học, còn một chàng trai trẻ khác cũng bước xuống từ chiếc xe Việt dã sau cùng, cả ba người tựa như rất thân thiết. Hai chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm, tâm tình của Vương Lệ Mai có phần phức tạp, Triệu Quốc Đống ra ngoài cũng không có gọi mình theo. Nhưng nhìn lại thấy ngay cả Hoắc Vân Đạt cùng lệnh Hồ Triều và Lục Nhị kia cũng không được đi thì nội tâm cô cũng yên ổn hơn chút ít. Có lẽ đây là cuộc gặp tư nhân của đối phương, nếu một lúc nào đó mình có thể khiến đối phương gặp gỡ cá nhân mà cũng không kiêng dè gì mình thì lúc đó mình mới chân chính dung nhập vào trong vòng tròn của đối phương. Vương Lệ Mai càng lúc càng hiếu kỳ về Triệu Quốc Đống, bắt đầu từ cái đêm Triệu Quốc Đống đến Bắc Kinh mà không ở lại khách sạn thì cô đã cảm thấy vị bí thư quận ủy này thật sự có phần thần bí khó lường. Theo lý thuyết thì một cán bộ đến cấp bậc như hắn thì phải chú ý một vài ảnh hưởng mới đúng, nhưng hắn dường như lại chẳng hề để ý, cũng không biết là hắn tự tin không có ai trong đoàn người này lừa dối hắn hay là do hắn cảm thấy loại tình tiết này không đủ để lay động địa vị của hắn. Tóm lại Vương Lệ Mai cảm giác đối phương có vẻ không kiêng nể gì một cách quá mức, thậm chí liên tưởng tới việc hắn ngang nhiên bán khỏa thân trước mắt mình và chị em Vưu Thị tại suối nước nóng trên núi Hốt Luân mà chị em Vưu Thị dường như cũng không ngại. Điều này khiến cô mất một phen suy ngẫm về mối quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và chị em Vưu Thị. Cô từng thông qua chị gái là Vương Lệ Quyên hỏi thăm một chút ở An Đô, nhưng thời gian Triệu Quốc Đống ở Giang Khẩu không dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều là sống trong hệ thống công an, ngoại trừ việc thăng tiến quá nhanh thì cũng không thấy có biểu hiện đặc biệt gì khác. Bước ngoặt dường như cũng là việc hắn đột ngột được điều lên văn phòng giao thông tỉnh rồi sau đó như có số làm quan. Vương Lệ Quyên cuối cùng vẫn cho mình một câu trả lời khá chắc chắn, đó là tiền đồ của Triệu Quốc Đống không thể đo được, 27 tuổi đã là cán bộ cấp phó sở thì e là cả nước cũng hiếm thấy. Mặc dù Ninh Lăng thuộc loại vùng núi xa xôi thì cũng giống như viên minh châu trong cát, tỏa sáng rực rỡ. Bà chị này cũng dặn cô phải lợi dụng thật tốt cơ hội công tác dưới trướng lần này, nắm chắc thời cơ, cố gắng dung nhập được vào trung tâm vòng tròn của đối phương. Theo nhầm người tức là đi sai tuyến đường thì thường thường bi ai rất lớn. Vương Lệ Mai biết rõ điểm này. Triệu Quốc Đống không ngờ rằng chỉ vì mình ra cửa mà cũng có thể khiến người khác nghĩ miên man nhiều như vậy, lúc này hắn đang thoải mái ngồi trong xe hưởng thụ cảnh đẹp Thượng Hải về đêm. Đức Sơn lại mua xe à? Triệu Quốc Đống phát hiện thấy chiếc Land Rover khá nổi bật ở phía sau, hình như Đức Sơn rất chuộng các loại xe Việt dã, nguồn gốc của chiếc Pride Desert hiển nhiên bị người khác chỉ trích còn chiếc Land Rover thì đại khái là đủ để hắn cảm thấy miễn cưỡng ra vào nơi danh tiếng. Anh ấy dùng tiền cá nhân mua đó, công ty chỉ cung cấp cho anh ấy một chiếc Audi. Triệu Trường Xuyên mỉm cười. Nó cũng thật chịu chơi đó. Triệu Quốc Đống nói một câu ba phải. Anh không phải định tước đoạt luôn sở thích của anh ấy đấy chứ. Con người kiếm được tiền thì làm gì, dù sao cũng phải để hưởng thụ cuộc sống thích hợp phải không? Triệu Trường Xuyên theo bản năng nói hộ cho anh hai của mình. Hừ, sở thích của nó cũng không thể nhiều như vậy, xe sang. Rượu xịn, thuốc lá nổi tiếng, mỹ nhân, anh thấy sau này chắc có khi nó lại tính tới du thuyền hay phi cơ cá nhân mất. Triệu Quốc Đống bật cười thành tiếng. Có rất nhiều cách tiêu tiền, cũng có nhiều cách rất có ý nghĩa, anh không phản đối tiêu tiền, ừ, nó mua xe anh cũng không phản đối, dù sao nó cũng đáng được như thế, chẳng qua như lần trước anh đề cập với em đó, anh ủng hộ chi tiêu hợp lý và dành cho công ích xã hội. Anh hai vẫn biết kiềm chế đó, em cũng thường xuyên nhắc nhở anh ấy mà. Triệu Trường Xuyên nói trái với lòng mình. Thật không, vậy cô gái trên xe kia là ai? Sao anh thấy có hơi quen mặt thế? Triệu Quốc Đống liếc xéo Thường Xuyên một cái. Triệu Trường Xuyên liền thấy hơi xấu hổ,
hắn cũng thường nhắc nhở anh hai mình không nên dẫn theo cô gái đó xuất hiện trước mặt đại ca, nhưng hiện tại hai người đang trong thời kỳ tình cảm mãnh liệt, vì tránh né đám phóng viên giải trí nên hai người không thể không thường xuyên hóa trang khi ra ngoài, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội thì sao có thể bỏ qua được chứ. Nhưng đại ca tới Thượng Hải mà biết Đức Sơn đang ở đây lại không tới gặp mình thì có được không? Triệu Đức Sơn cũng không dám nên đành kiên quyết mang theo. Giới giải trí cũng biết minh tinh ngọc nữ Tôn Lôi dường như có một bạn trai thần bí, thậm chí ngay cả chiếc Mercedes mà Triệu Trường Xuyên ngồi cũng bị đám phóng viên này chụp ảnh. Anh, là bạn gái mới của anh hai. Triệu Trường Xuyên biết dù gì cũng phải đối mặt, ý của Đức Sơn là muốn mình đứng giữa làm dịu với đại ca trước. Ồ, lại là giới biểu diễn nghệ thuật à? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Vâng, là Tôn Lôi. Triệu Trường Xuyên vừa trả lời vừa lặng lẽ quan sát nét mặt của đại ca. Tôn Lôi, em nói chính là diễn viên điện ảnh Tôn Lôi trên TV sao? Triệu Quốc Đống khá kinh hãi, theo hắn nhớ thì sau này Tôn Lôi là một nhân vật rất nổi tiếng, sao giờ lại có quan hệ với Triệu Đức Sơn? Đúng, anh cũng biết cô ấy sao? Triệu Trường Xuyên xoay đầu lại, có chút lo lắng thay Triệu Đức Sơn. Ồ, sao lại không biết chứ? Minh tinh điện ảnh khá nổi tiếng, hai năm nay đóng mấy bộ phim? Triệu Quốc Đống thấy nhịp tim đập loạn cả lên. Dường như một số chuyện trong giấc mơ đã không còn, mà những yếu tố mới lại đang liên tục tiến thêm vào. Vận mệnh Triệu Đức Sơn đã như thế, hiện tại nó thậm chí còn có quan hệ với một minh tinh giới giải trí, đây là thế giới nào? Quyển 8, chương 80. Tâm trạng của Triệu Đức Sơn có phần không yên, mở cửa lên xe cũng có chút mơ hồ, bất định. Cô gái đeo kính râm choàng khăn quàng cổ ngồi bên cạnh dường như cũng chú ý tới điểm này, cô rất tò mò vì rất hiếm khi thấy Triệu Đức Sơn có biểu hiện như thế. Xưa nay hắn đều rất tùy tiện và dửng dưng nhưng hôm nay thì lại biến thành như một người bình thường. Sơn ca, hình như anh có tâm sự hả? Có phải bởi vì đại ca của anh hay không? Đại ca của anh rất lợi hại sao? Anh rất sợ anh ấy đúng không? Ha ha, trên thế giới này còn chưa có người nào khiến anh phải sợ. Nếu nhất định nói có thì chính là đại ca của anh. Ở trước mặt bạn gái Triệu Đức Sơn không hề giấu giếm. Anh ấy chỉ lớn hơn anh một tuổi nhưng cái gì cũng lợi hại hơn anh, ngoại trừ cao và to hơn anh ấy một chút thì những cái khác anh đều phải chắp tay nhận thua, từ nhỏ đến lớn, làm chuyện gì anh cũng đều không thắng được anh ấy. Cô gái càng hiếu kỳ, cô biết người đàn ông trước mặt thuộc dạng không chịu thua kém người khác. Tiếp xúc được hơn nửa năm, một hai tháng nay quan hệ giữa hai người càng phát triển nhanh chóng, tuy rằng không thể nói tới mấy cái chuyện kết hôn nhưng lại có hương vị tình chàng ý thiếp ân ái triền miên. Cô cảm thấy khá hiểu rõ về người đàn ông trước mắt này. Tập đoàn Thương Lãng to như vậy tuy nói là do em trai hắn lèo lái nhưng rất nhiều nghiệp vụ mở rộng thì lại do một tay Triệu Đức Sơn dốc sức làm ra, nhất là khoản đối ngoại, kết nối, phối hợp thì năng lực của Đức Sơn lại càng đáng khen ngợi. Em nghe nói anh trai anh hình như đang làm trong chính quyền, là ở quê An Nguyên các anh sao? Ừ, thực ra anh vẫn cảm thấy nếu anh ấy không làm cán bộ chính quyền thì thành tựu chắc chắn sẽ hơn gấp trăm lần so với công tác đó. Triệu Đức Sơn có hơi cảm khái. Tập đoàn Thương Lãng cùng với những gì anh và Thường Xuyên làm ra nếu nói là do một tay anh trai anh sáng lập ra thì chuẩn xác hơn. Nếu lúc ban đầu không có anh ấy đưa cho bọn anh vốn đầu tư rồi chỉ điểm cách thức, đường đi thì e là anh và Thường Xuyên đã sớm táng ra bại sản trên thị trường chứng khoán rồi chứ làm sao còn có thể gây dựng cơ sở. Chính bởi vì có sự chỉ huy của anh cả nên bọn anh mới có thể thành công trên thị trường chứng khoán rồi rút lui và sau đó lại làm lên nghiệp lớn trong ngành nước. Ngay cả khoản tiền đầu tư quảng cáo lần đầu tiên của bọn anh ở trên CCTV cũng đều do một tay anh cả sắp đặt, có thể nói không có anh trai của anh thì có lẽ tập đoàn Thương Lãng chẳng có bóng dáng nào. Nói như vậy thì thực tế tập đoàn Thương Lãng là do anh trai anh thao túng sao? Cô gái giật mình tháo kính râm xuống, đây là một tin tức chấn động cực kỳ mới mẻ, chúa tể đứng sau ông lớn ngành thủy nghiệp quốc nội không ngờ lại là một cán bộ nông thôn sao? Nói vậy cũng không hẳn. Bình thường thì anh trai anh không hỏi tới hành động cụ thể của công ty, việc này do anh và Thường Xuyên phụ trách toàn diện, anh phụ trách khai thác thị trường, về phần sản xuất, tiêu thụ cùng với tài vụ thì đều có người cả, anh trai anh chỉ đưa ra kiến nghị hay quyết sách quyết định trong chiến lược quy hoạch thôi. Triệu Đức Sơn lắc lắc đầu. Em không biết tính cách anh trai của anh thoạt nhìn thì ôn hòa nhưng lại có sức quyết đoán khiến người khác không dám làm trái. Bình thường thì anh ấy không can thiệp vào chuyện của anh và Thường Xuyên nhưng nếu bọn anh có đại sự gì đó thì còn phải xin chỉ thị của anh ấy. Cô gái mỉm cười. Anh cứ sợ anh trai anh như vậy sao? Anh và em trai anh không phải là chúa tể của tập đoàn Thương Lãng à?
Hiện giờ các anh cũng đã trưởng thành rồi thì còn phải sợ cái gì nữa chứ? Em không hiểu, trong nhà bọn anh thì trưởng huynh như phụ, chuyện gì cũng phải do đại ca định đoạt, tuy đã nhiều năm rồi anh ấy ít khi nói nhưng nhà bọn anh đã tạo thành thói quen rồi. Chuyện mấy anh em bọn anh, thậm chí chị gái anh tìm đối tượng thì cũng phải để đại ca anh nhìn xem trước một chút, anh ấy gật đầu thì mới dám dẫn về cho bố mẹ anh xem. Triệu Đức Sơn thấy chiếc Mercedes phía trước bật xi, Nhan chuyển bánh sang chỗ ngoặt nên hắn cũng bật đèn xin đường theo. Triệu Quốc Đống đứng rìa đường dựng thẳng cổ áo khoác lên, liếc nhìn tòa building Thương Lãng đã xây được hơn 10 tầng rồi nhìn xung quanh một lượt, gật gật đầu, 38 tầng, tiến độ coi như là nhanh, 3 tầng ngầm bên dưới tốn rất nhiều thời gian. Chẳng qua dựa theo tiến độ này thì thời gian hoàn thành theo kế hoạch chắc cũng không có vấn đề gì, nơi này đã trở thành trụ sở tập đoàn Thương Lãng và là kiến trúc mang tính tiêu chí cho tập đoàn. Leo lên xe một lần nữa, chiếc Mercedes tiếp tục đi dọc theo con đường, vòng qua bục bùng binh hình con bước ở phía trước, chiếc xe lại chuyển sang bên trái, đi thêm một lúc nữa thì mới dừng lại. Nơi này nhìn qua là một mảnh đất hoang không có bao nhiêu người ở, xa xa có thể nhìn thấy cần trục hình tháp của một số công trường, đường đi cũng nhấp nhô lên xuống. Triệu Quốc Đống cố đi thêm vài bước lại gần để đánh giá mảnh đất phía trước này. Chính là chỗ này sao? Vẻ mặt Triệu Quốc Đống không hề đổi. Hai tay vẫn đút trong túi áo khoác, hỏi. Vâng, chính là chỗ này, khu đất này đại khái chừng trên dưới 40 mẫu, giá cũng không quá đắt, 1-20 triệu là có thể nắm được. Ngay ở phụ cận còn có một khu nữa khoảng 60 mẫu, thông qua quan hệ em biết được chút ít bên sở quy hoạch thành phố, con đường quy hoạch sơ lược cũng đã được đưa ra. Hiện giờ tuy bên này có hơi xa một chút nhưng chỉ 2-3 năm nữa thì chắc chắn đường sẽ kéo tới, hơn nữa tốc độ xây dựng công trình thị chính khá nhanh. Em cảm thấy mảnh đất này rất có tiềm lực phát triển, cho nên mới nghĩ. Triệu Trường Xuyên cũng không nói tiếp. Triệu Quốc Đống gật gật đầu, ánh mắt của Thường Xuyên rất sắc bén, tuyển chọn đều là khu phụ cận ở trung tâm Lục Gia Trụy, đúng là dựa theo tốc độ phát triển hiện tại thì có lẽ chưa tới 2-3 năm là có thể mở rộng đến bên này. Hiện tại toàn quốc đều bị cơn khủng hoảng tài chính châu Á bao phủ, đây đúng là thời cơ tốt nhất dùng đất đai để kinh doanh. Anh cảm thấy có thể. Chỉ cần quay vòng tài chính ổn là được, anh đồng ý suy nghĩ của em, nguy cơ cũng chính là thời cơ, chỗ này ở Thượng Hải có lẽ chỉ sau vài năm sẽ là tấc đất tấc vàng. Buôn bán bất động sản thì em cứ ra tay sớm rồi từ từ mở rộng, như thế thì chỉ có lợi chứ không có hại. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh. Nơi này cách Thương Lãng Building chỉ vài km, rất thích hợp, em có thương lượng với bên Bồi Ca chưa? Đã thương lượng rồi, Bồi Ca và Huy Ca cũng tới xem qua vài lần. Cảm thấy đáng giá để ra tay, chỉ là bọn họ thấy áp lực tài chính khá lớn. Chẳng qua hai nhà chúng ta liên hợp khai phá, chúng ta đưa tập đoàn Thương Lãng làm chủ sở hữu, bọn họ chỉ phụ trách xây dựng, nếu xây dựng với tốc độ chậm như anh nói thì em nghĩ áp lực tài chính sẽ nhỏ đi rất nhiều. Triệu Trường Xuyên hiển nhiên cũng đã xem xét cẩn thận kế hoạch này, làm như thế nào để bảo đảm lưu động tài chính cũng là một nan đề. Ồ, như vậy thì vừa khéo. Tuy bên Thiên Phu cũng có công ty bất động sản nhưng hiện tại áp lực tài chính rất lớn, hơn nữa kinh doanh chính lại vẫn đặt trong tỉnh An Nguyên, em muốn bọn họ mở rộng buôn bán bất động sản chỉ sợ cũng khó khăn. Trọng tâm của bọn họ tạm thời đặt vào việc khai thác nhà ở bên An Đô, có điều anh đã đề xuất bọn họ phải nắm chắc cơ hội, mượn việc kinh tế quốc nội đang trong thời kỳ co lại thì phải dốc sức tiến lên, phát triển, mở rộng theo hướng ngược lại. Chỉ có như vậy thì mới có thể khiến cho bản thân lớn mạnh với tốc độ nhanh nhất. Triệu Quốc Đống cũng không nhìn lâu, phất tay ý bảo Thường Xuyên lên xe nói sau. Nhưng anh à, tình thế kinh tế quốc nội đang đình trệ rõ rệt, ai biết tình thế này đã đến cuối, nắm được đất thì phải khai phá, từ từ xây dựng thì còn có thể lý giải nhưng tiền chuyển nhượng đất đai thì anh có đủ được sao? Công trình xây dựng thì dù sao cũng phải có một cái giá chứ. Còn phải ứng phó với chất vấn của cơ quan chính quyền nữa. Nếu tính như này thì áp lực tài chính thật sự vẫn còn rất trầm trọng. Bên Bồi Ca thận trọng một chút cũng mới có lợi, dù sao bọn họ dựa vào kiến trúc để lập nghiệp, tốc độ thu hồi vốn không thể sánh bằng với chúng ta làm thủy nghiệp được. Triệu Trường Xuyên cũng không hề mù quáng theo quan điểm của Triệu Quốc Đống, tập đoàn Thiên Phu và tập đoàn Thương Lãng không giống nhau, bất động sản là ngành kinh doanh chính của bọn họ, nếu thực sự mở rộng theo hướng ngược lại như lời Triệu Quốc Đống nói thì tài chính không thể tránh khỏi sẽ rất căng thẳng. Ừ, ai mà không như vậy, thời cơ ẩn chứa trong nguy cơ. Nếu tình thế kinh tế mà đang tốt, tất cả mọi người đều phát triển cạnh tranh, em muốn nhanh chóng lớn mạnh thì còn khó khăn hơn nữa, chỉ có trong nguy cơ xét thời cơ, nắm giữ cơ hội chuẩn xác, ra tay quyết đoán thì em mới có thể mượn thế để khuếch trương.
Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ khó khăn trong đó, nhưng với những gì mình biết về tương lai thì ưu thế này không gì sánh kịp, tập đoàn Thiên Phu nhất định phải nắm được cơ hội này để thử sức một phen. Triệu Trường Xuyên thấy anh mình rất tự tin, không nhịn được nói. Anh, hình như anh coi thường sức phá hoại của cơn bão tài chính hiện nay thì phải. Trong kỳ họp hàng năm của Ngân hàng Thế giới ở Hồng Kông vào tháng 10 năm trước, lãnh đạo Trung ương tỏ thái độ tuyệt đối không để đồng nhân dân tệ giảm giá trị. Nếu thế thì sức cạnh tranh xuất khẩu quốc nội tất nhiên sẽ rơi vào cảnh suy yếu rất lớn. Em phỏng đoán kinh tế quốc nội năm nay nhất định sẽ rất gian nan, thị trường tiêu dùng có khả năng cũng sẽ phải chịu sự tấn công rất mạnh. Không phải anh coi thường, cơn bão tài chính nhất định tạo ra một ít ảnh hưởng tiêu cực với nước ta. Hơn nữa lãnh đạo Trung ương bày tỏ thái độ không giảm giá trị đồng nhân dân tệ là có suy xét. Một khi đồng nhân dân tệ bị giảm giá trị thì tuy có thể bảo đảm sức cạnh tranh xuất khẩu của chúng ta nhưng kinh tế Đông Nam Á sẽ rơi xuống vực sâu, điều này thì lại không phù hợp với lợi ích cơ bản của quốc gia chúng ta, đồng thời nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng cường quốc biết gánh trách nhiệm mà quốc gia chúng ta dốc sức tạo lập bấy lâu. Triệu Quốc Đống liếc nhìn Trường Xuyên có phần kinh dị nhưng trong lòng thì rất vui mừng, là một lãnh đạo xí nghiệp mà có thể học được cách liên hệ giữa thời sự chính trị với sự phát triển của xí nghiệp thì đó là một sự tiến bộ không đơn giản. Mặt khác, Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, tình hình trong nước đặc thù, những quốc gia khác không thể bằng được. Ngoại trừ Âu Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ yếu của chúng ta thì thị trường nội địa cũng là một thị trường tương đối khả quan. Với lại nguồn tài chính dự trữ trong dân Trung Quốc thì trên thế giới không đâu bằng được, nếu như có thể vận động nguồn tài chính dự trữ này vào thị trường tiêu dùng thì dù về mặt xuất khẩu chúng ta có gặp áp lực lớn thì cũng có thể thuận lợi qua cửa. Anh tin lãnh đạo Trung ương cũng sẽ nhìn ra điểm này. Chỉ có điều làm thế nào để vận động nguồn tài chính dự trữ của người dân đưa vào thị trường tiêu dùng thì lãnh đạo Trung ương sẽ phải cân nhắc lợi hại được mất, nhưng anh đoán thị trường bất động sản là một lựa chọn khó có thể tránh được. Anh, ý anh là thị trường bất động sản bao gồm cả vấn đề nhà ở của cư dân cũng sẽ thật sự hoàn toàn trở thành thị trường hóa sao? Triệu Trường Xuyên nói với vẻ không tin, cái gọi là thị trường hóa ngành bất động sản đã nói suốt nhiều năm nhưng thủy chung không có tiến triển thực chất. Cán bộ cơ quan đảng chính quốc gia và công nhân viên chức xí nghiệp quốc hữu là hai quần thể chủ lưu tiêu dùng mà không được đẩy hoàn toàn lên thị trường thì thị trường bất động sản vĩnh viễn không thể hoàn chỉnh. Anh tin chắc. Lời khẳng định ngắn gọn trực tiếp của Triệu Quốc Đống khiến Trường Xuyên trầm tư, một hồi lâu sau Triệu Trường Xuyên mới trầm ngâm nói. Anh phải nói rõ ngọn ngành quan điểm này của anh với Bồi Ca và Huy Ca, nếu quả thật đúng như lời anh nói thì đây tuyệt đối là một cơ hội không thể bỏ qua. Quyển 8 Chương 81. Khi Triệu Quốc Đống trở lại khách sạn quốc tế Quý Đô thì đã hơn 9 giờ tối, thị xã Ninh Lăng có bố trí một nơi làm việc nhưng phòng làm việc này chỉ có một chiếc bao xin, nếu để đi đón thị trưởng thư thì có hơi lỗi thời, có điều may mà khách sạn quốc tế Quý Đô chịu phụ trách xe đưa đón nhưng dù sao cũng hơi khẩn cấp. Chiếc Boeing 757 bay từ Ando đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Hồng Kiều, đoàn người Triệu Quốc Đống đứng ở nhà ga tiếp đón đoàn người thư chí cao. Ngoại trừ thư ký của thư chí cao ra thì còn có phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã Tằng Khả Phàm cùng với đám người phụ trách ủy ban kế hoạch kinh tế, cục đất đai, cục thuế, ngân hàng. Thư chí cao và Triệu Quốc Đống ngồi trên chiếc xe mà khách sạn bố trí tiếp đón khách quý, đoàn xe nhanh chóng biến mất khỏi nhà ga lấp lánh. Thế nào, Quốc Đống? Khí sắc thư chí cao rất tốt, hai tiếng ngồi trên máy bay cũng không khiến hắn thấy mỏi mệt gì nhiều. Tạm được. Hai ngày nay tôi đã tiếp đón không ít thương gia, nhờ có công tác giai đoạn trước làm tương đối vững chắc nên hội nghị thu hút đầu tư lần này của chúng ta kết nối được rất tốt, không ít thương gia đều xúc động vì sự cẩn thận và chân thành của công tác giai đoạn trước cho nên dù đang lúc bận rộn trước năm mới thì cũng đều đến xem một lần. Đương nhiên, bọn họ cũng hy vọng có thể tìm kiếm được một cơ hội hợp tác thích hợp. Triệu Quốc Đống cũng chú ý thấy tâm trạng của thư chí cao không tệ. Ừ, hiệu quả thu hút đầu tư không rõ ràng. Không có tính tiên phong là do một nhân tố trọng yếu chính là nhân viên công tác của chúng ta không đủ chuyên nghiệp, tuyên truyền các chính sách và ưu thế của chúng ta với nhà đầu tư một cách hời hợt, dập khuôn, lặp đi lặp lại, làm việc không dựa theo nguyên tắc căn cứ vào những đối tượng khác nhau mà lập các sách lược thu hút khác nhau. Trên thực tế các địa phương vùng Trung Tây và Duyên Hải phía Đông hoàn toàn có thể hình thành phát triển riêng biệt, tương hỗ ưu thế, nhất là điều kiện giao thông hiện nay đang biến chuyển từng ngày, tin tức truyền thông có thể truyền ngay lập tức. Từ Ando đến Thượng Hải có bay cũng chỉ mất 2 tiếng, còn điện thoại thì lại có thể kết nối chúng ta bất cứ lúc nào. Thư chí cao nghe thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy thì thấy khá vui. Thị trưởng thư nói đúng,
Lần này Phó chủ nhiệm Miễn Dương đã phải bay tới Thượng Hải 3 lần để thăm dò rõ ràng ý nguyện đầu tư của các xí nghiệp khác biệt bên Trường Giang Tam Giác Châu, đồng bằng Trường Giang hay đồng bằng sông Dương Tử thường được dùng để đề cập đến các vùng nói tiếng Ngô, tức Thượng Hải, miền Nam Giang Tô và miền Bắc Chiết Giang, tìm hiểu các yêu cầu cứng và mềm có gì khác biệt so với khu vực Trung Tây, vì thế đã thiết kế nhiều phương án thu hút đầu tư khác nhau, từ loại hình sản xuất cho tới quy mô lớn nhỏ. Từ đầu tư cho tới hợp tác, từ xí nghiệp nhà nước cho đến xí nghiệp nước ngoài, từ vốn đến kỹ thuật, chúng ta đưa ra phương hướng về mọi phương diện. Vì thế lượng công tác của ban quản lý rất lớn, nhất là Phó chủ nhiệm Miễn Dương lại không quản vất vả bay tới bay lui suốt cả tháng trời, người cũng gầy đi vài cân, chủ nhiệm Trạch Hải cũng nghiên cứu các phương án đến quên ăn quên ngủ, có thể nói là hết lòng hết sức cũng không đủ. Triệu Quốc Đống phất cờ cổ vũ. Quốc Đống, cậu có tâng bốc ban quản lý cũng vô dụng. Tôi là người chỉ nhìn kết quả thực tế, xem hiệu quả. Nếu như hội nghị thu hút đầu tư lần này của các cậu có thể đưa ra được mấy hạng mục gì đó thì hiển nhiên không phải nói gì, còn nếu như vẽ vời hoa lá không thực chất thì xin lỗi tôi chỉ nói với cậu một câu, đó là hao tài tốn của, quá có lỗi với tiền thuế do dân Ninh Lăng đóng. Thư Chí Cao nói một cách thản nhiên. Thị trưởng Thư, lời này của ngài có quá thực tế hay không? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Làm công tác thì có chuyện gì giải quyết trong chốc lát sao? Ngài đã tới Ninh Lăng hơn nửa năm rồi nên chắc hiểu rõ nội tình, khu khai phát và quận Tây Giang thì chắc ngài rõ hơn cả, bệnh kéo dài lâu ngày quá sâu sắc. Và lại tuy điều kiện tự nhiên ở Ninh Lăng chúng ta không kém nhưng không biết vì sao cải cách lúc đầu diễn ra quá chậm, thời cơ phát triển tốc độ cao đầu thập niên 90 lại có sai sót, hiện các nơi đều đã tỉnh ngộ, nếu muốn cạnh tranh cùng địa phương khác thì phải nắm chắc thời cơ. Không thể có khả năng dựng xào thấy bóng được ý nói hiệu quả ngay tức thời. Quốc Đống, cậu bớt giả ngớ ngẩn lừa gạt tôi đi, nếu không có nửa điểm nắm chắc thì liệu cậu có đem chuyện này phô trương rộng rãi như vậy không? Thư Chí Cao liếc nhìn đối phương một cái. Cậu còn đem cả đám cán bộ quận Tây Giang tới, sao rồi, không lấy được điểm thực chất nào về, cậu định giải thích với hai bên như thế nào? Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Thư Chí Cao lại hiểu rõ mình như vậy, không đánh nếu không có chuẩn bị. Chiến thuật này khá mạo hiểm nhưng chiến lược thì lại cần sự thận trọng, cũng cần có một ít sức mạnh thì Triệu Quốc Đống mới dám tổ chức hội nghị thu hút đầu tư với quy mô chưa từng như vậy. Thị trưởng Thư, ngài nhận định hội nghị thu hút đầu tư của chúng ta có thể thu được thành quả to lớn hay không? Triệu Quốc Đống cười hì hì. Có thể thu được thành quả lớn hay không thì đó là chuyện của cậu, tôi là chủ tịch thị xã cũng chỉ đến cổ vũ trợ uy cho cậu, khu khai phát và quận Tây Giang đều là nơi diễn chính của cậu, nếu làm không tốt thì thị ủy. Ủy ban nhân dân thị xã cũng chỉ có thể trách phạt lên đầu cậu, tự cậu giải quyết cho tốt. Thư Chí Cao cười tủm tỉm nói. Thị trưởng Thư, không nên đối xử với thuộc hạ như vậy chứ, khu khai phát và quận Tây Giang phát triển cũng phải trông vào sức của lãnh đạo thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã. Thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã tuyển người dùng người cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Triệu Quốc Đống bắt đầu giở trò trêu chọc. Được rồi, Quốc Đống, cậu đừng giả bộ trước mặt tôi, sao rồi? Có thứ gì chắc chắn chứng thực hay không? Thư Chí Cao cũng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi. Vâng, có hai công ty có thể tới Ninh Lăng ta. Một nhà là công ty ở Ninh Ba, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu cách nhiệt Dũng Ninh, chủ yếu là sản xuất các vật liệu điện, quy mô cũng tạm được. Bọn họ có ý phát triển ở khu vực Trung Tây, tôi đã thông qua quan hệ bạn bè ở An Đô trước đây để gặp mặt ông chủ xí nghiệp này, cũng coi như là hợp nhau. Đương nhiên bọn họ rất chú ý tới vấn đề tuyển chọn vị trí trụ sở kia của công ty Quốc Điện. Ninh Lăng chúng ta có thể dồn tâm sức vào phương diện này, chẳng qua tôi đã cố gắng không chịu ảnh hưởng bởi nhân tố này. Triệu Quốc Đống cũng khôi phục tư thế công tác bình thường, bắt đầu giới thiệu tình hình. Ừ, vật liệu cách điện cũng là một bộ phận trọng yếu để cấu thành ngành công nghiệp điện, có một xí nghiệp như vậy tiến vào thì chắc chắn sẽ tăng tiếng nói của chúng ta về phương diện giao thiệp với công ty Quốc Điện. Thư Chí Cao gật gật đầu. Công ty khác tới từ Thượng Hải, xí nghiệp cầu giao điện Thân Khoa. Đây vốn là một xí nghiệp tập thể, về sau cải cách thành công ty cổ phần, nhờ có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao nên hiệu ích không tồi. Bởi vì công ty nằm trong khu vực nội thành cũ của Thượng Hải nên gặp phải quy hoạch tái định cư của chính quyền, vài đại cổ đông cảm thấy phí đất và phí thủy điện ở Thượng Hải cùng với giá thành lao động đều quá cao nên có ý muốn di chuyển đến vùng phụ cận Giang Chiết. Sau khi biết tin này chúng ta đã bắn tin tức sang. Bọn họ cũng cảm thấy hết sức hứng thú, nhất là khi chúng ta tỏ ý chính quyền sẽ đảm bảo và trợ giúp cung cấp tài chính cho các công ty có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, xúc tiến mở rộng quy mô sản xuất, điều kiện này khiến bọn họ rất động tâm, nhưng công tác bước tiếp theo phải càng cẩn thận hơn.
Ồ, để chính quyền đảm bảo nguồn cung cấp về phương diện tài chính cần phải suy xét vấn đề mạo hiểm đó, Quốc Đống, khu khai phát cũng có những vết xe đổ đấy. Thư Chí Cao nhắc nhở đầy sâu xa. Ha ha, thị trưởng Thư, tôi biết ngài sẽ đề cập đến vấn đề này, nói thật, tôi vốn xuất thân là công an nên lại càng mẫn cảm với phương diện này. Trước kia tôi cũng đã lập được công khi phát hiện một công ty con của Hồng Kông lừa đảo khu khai phát cơ mà. Triệu Quốc Đống cười cười. Việc đảm bảo cung cấp nguồn tài chính nhất định phải trải qua nghiên cứu và cân nhắc chu đáo, chặt chẽ. Một là số lượng không thể quá lớn, hai là cần phải xác định tình huống đặc thù, trong tình hình bình thường thì các ban ngành chính quyền không có khả năng đảm bảo cung cấp cho công ty. Về điểm này thì xin thị trưởng Thư yên tâm, ít nhất thì khi nào tôi còn tại vị thì đích thân tôi sẽ kiểm định. Cậu biết lợi, hại trong đó là tốt rồi. Thư Chí Cao tựa đầu vào đệm, khẽ nói. Chúng ta vừa phải cung cấp các điều kiện có lợi và thuận tiện về mọi phương diện cho các nhà đầu tư nhưng cũng không thể không đề phòng những kẻ muốn lách luật và lỗ hổng chính sách hòng đục nước béo cò được. Được rồi, ngoại trừ hội nghị chính vào sáng ngày mai thì cậu có định ở lại Thượng Hải vài ngày không? Vâng, buổi sáng ngoại trừ giới thiệu và phát biểu thì buổi chiều bắt đầu giao lưu tự do. Tôi vốn định ở lại Thượng Hải 2 ngày nhưng căn cứ theo tin tức phản hồi thì có lẽ 3, 4 ngày sau là phải trở về Ninh Lăng. Chẳng qua tôi nghĩ chỉ cần có được cái gì đó chắc chắn thì cho dù để tôi ở lại Thượng Hải ăn Tết cũng đáng giá. Triệu Quốc Đống nói hết sức thẳng thắn. Ừ, như vậy đi, sau ngày mai tôi sẽ ở lại thêm một ngày, nếu các nhà đầu tư có gì cần yêu cầu thị xã giải đáp thì tôi sẽ dành một ngày để trợ giúp giải đáp. Thư Chí Cao nghĩ một chút rồi nói. Ha ha, vậy thì tôi xin cảm ơn thị trưởng Thư, tôi đúng là đang đợi lời này của ngài. Triệu Quốc Đống cũng thở dài nhẹ nhõm. Quyền lực một khu dù sao cũng có hạn, mặc dù mình là thường vụ thị ủy nhưng chức vụ chủ yếu vẫn là hai chức bí thư, mình chân chính ra thì giống như một ban, ngành chức năng chủ yếu cấp một nên khó có thể chỉ huy. Có Thư Chí Cao ngồi chấn giữ thì rất nhiều vấn đề tại hiện trường có thể quyết định, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hội nghị trao đổi, thu hút đầu tư khu khai phát kỹ thuật kinh tế thị xã Ninh Lăng, quận Tây Giang Trường Giang Tam Giác Châu chính thức được khai mạc long trọng tại khách sạn quốc tế Quý Đô Thượng Hải. Hội nghị do Tằng Khả Phàm Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Lăng chủ trì, Triệu Quốc Đống Bí thư quận ủy Tây Giang kiêm Bí thư khu ủy khu khai phát phát biểu khai mạc, sau đó do chủ nhiệm khu khai phát là Lý Trạch Hải và Phó Chủ tịch quận Tây Giang là Hoắc Vân Đạt giới thiệu vắn tắt các hạng mục ở khu khai phát và quận Tây Giang. Cuối cùng để hai đại biểu công ty riêng biệt là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Phương Hằng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cáp điện Thiên Hằng và Phó Tổng Giám đốc Công ty thiết bị điện lực Vĩnh Tiễn đại biểu cho nhà đầu tư của Đài Châu Chiết Giang phát biểu. Cuối hội nghị Thư Chí Cao Phó Bí thư Thị ủy, Thị trưởng Ninh Lăng lên phát biểu, chương trình hội nghị có vẻ ngắn gọn, xúc tích, các bài phát biểu đều không dài, sáng tỏ, Thư Chí Cao nói cũng rất sâu xa. Kế tiếp lần lượt là Lục Nhị từ Ban Quản lý Khu Khai Phát và Vương Lệ Mai Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận Tây Giang giới thiệu riêng về các hạng mục cụ thể mà các nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Phải nói là tiết tấu và hiệu suất hội nghị khá phù hợp với khẩu vị của giới xí nghiệp. Phong cách mà Ninh Lăng thể hiện hoàn toàn khác biệt với những sắp xếp lộn xộn, rườm rà của các thành phố trong lục địa như bọn họ vẫn tưởng tượng, đồng thời cũng làm cho đám đại biểu xí nghiệp này thay đổi hẳn cảm quan về Ninh Lăng. Quyển 8, chương 82. Cả ngày kế tiếp, Triệu Quốc Đống và Thư Chí Cao đều quay như trong chóng, bận rộn từ sáng sớm cho đến tối muộn. Ba người Lý Trạch Hải, Lô Miễn Dương và Hoắc Vân Đạt thì tối mày tối mặt, hơn 100 đại biểu công ty tới tham dự hội nghị đã vượt qua dự tính lúc trước. Việc bàn bạc trao đổi cụ thể thì ba người giao cho các lãnh đạo ban ngành chức năng làm chủ, chỉ có hạng mục đầu tư nào có tính định hướng xác thực và tính khả thi thì căn cứ theo tình hình sẽ do Thư Chí Cao và Triệu Quốc Đống tiếp đón. Mặc dù là như vậy thì Thư Chí Cao và Triệu Quốc Đống gần như mất cả một buổi chiều tối mới tiếp đón xong 18 vị khách, còn lịch ngày hôm sau thì đã bố trí kín mít. Nhưng điều này vẫn khiến phía Ninh Lăng thấy mừng rỡ, mặc kệ đám khách mời này có ý đầu tư xây dựng nhà máy thật hay không thì, dù chỉ là đến góp vui thì ít nhất cũng giúp tăng thêm thanh danh cho Ninh Lăng. Đây là điều mà dù có bỏ cả đống tiền ra cũng chưa chắc đã mua được dễ dàng. Vương Lệ Mai và Lục Nhị cũng thành người siêu bận, hai người bọn họ đều tự đại biểu quận Tây Giang và khu khai phát giới thiệu vắn tắt tình hình cơ bản với nhà đầu tư. Một khi đoán được vị khách nào thuộc loại đại biểu công ty có ý đầu tư thì các cô đều tiến cử ngay lập tức với ba người Lý Trạch Hải, Lô Miễn Dương hoặc Hoắc Vân Đạt, rồi sau đó tiến hành giao lưu trao đổi theo mức độ sâu hơn. Vương Lệ Mai thực sự bội phục cô gái nhỏ Lục Nhị này, vốn dĩ cô đã cho là mình là người nhiệt tình rồi nhưng cô này lại còn dốc sức hơn,
gần như là mỗi một nhà đầu tư thì cô đều ứng đối một cách tràn trề tinh lực, luôn đề cử, giới thiệu với vẻ mặt hòa nhã. Hơn nữa cũng có thể thấy được tiểu nha đầu này cũng tốn nhiều công sức để nắm bắt tình trạng các hạng mục của khu khai phát. Bất kỳ nhà đầu tư nào thì cô cũng đều có thể tìm được sách lược khác nhau để khơi gợi hứng thú của song phương, về điểm này thì Vương Lệ Mai phải thừa nhận rằng bản thân không bằng được đối phương. Tiểu nhị, em không mệt sao? Vương Lệ Mai thấy mũi đối phương lấm tấm mồ hôi, đang thu ừng ực hết nửa chai nước khoáng nên nói hơi thương tiếc. Phải chú ý tới bản thân mình, đừng có để mệt quá nằm ra đó. Chị Lệ Mai, lần này là cuộc chiến sống còn của khu khai phát, thị trưởng Thư vẫn luôn tuyên bố sẽ xóa bỏ khu khai phát chúng ta, lần này chúng ta tìm được nhiều tiền như vậy, nếu thật sự lại về tay không thì chỉ e là không biết trả lời với quê nhà như nào. Lục Nhị cố bình ổn tâm sự của mình, vất vả mãi mới được điều đến khu khai phát, nếu nơi này thật sự bị xóa bỏ thì chỗ đứng mà cô cực khổ phấn đấu sẽ sụp đổ, có thể cô sẽ lại phải đối mặt với gian nan, khốn khó một lần nữa. Trong lòng Vương Lệ Mai cũng có hơi cảm khái, Triệu Quốc Đống đã khéo léo kích thích được tính tích cực của một đám người lên, nên giờ bất kể là áp dụng thủ đoạn gì, khu khai phát này há có thể dễ dàng nói xóa là xóa như vậy được. Nhưng lời của thị trưởng Thư giống như một thanh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống đầu đám cán bộ khu khai phát, nếu nhắm mắt làm ngơ thì có lẽ sẽ thực sự bị xóa bỏ, không người nào dám tùy tiện đem mũ ô sa và vị trí tốt bất dịch của mình đến chỗ mạo hiểm. Vậy nên các em cứ dốc sức như vậy ư? Vương Lệ Mai mỉm cười cười hỏi. Chị Lệ Mai, chị nhìn chủ nhiệm Lý và phó chủ nhiệm Lô cũng không phải như vậy sao? Em thấy phó chủ nhiệm Lô bận rộn tới mức ngay cả nhà WC cũng hạn chế đi, tay lúc nào cũng cầm tài liệu tuyên truyền về khu khai phát, chỉ riêng bản tài liệu in đồng nghệ thuật này cũng đã tốn không ít tiền, công ty quảng cáo in ấn bình thường không dám nhận làm, chị quả thực không biết yêu cầu của bí thư Triệu cao và cẩn thận như nào sao? Sao chị không biết được? Mỗi một phần tài liệu tuyên truyền về quận Tây Giang trong tay chị đều phải đưa qua bí thư Triệu xem trước, một bài giới thiệu vắn tắt hay là một bức ảnh đều bắt làm lại mấy lần, có đôi khi bị bí thư làm cho tức giận đến rơi nước mắt nhưng mà bí thư chẳng hề xúc động. Vương Lệ Mai mỉm cười. Đi theo một lãnh đạo như vậy em cũng không thấy thất vọng sao? Có gì mà thất vọng, bí thư Triệu cũng không phải nhằm vào cá nhân ai mà chỉ vì công tác, không thể nói bí thư Triệu làm cho chúng ta vì muốn làm tốt hơn nữa sao? Lục Nhị lắc đầu. Bí thư Triệu chịu áp lực cũng rất lớn, có vài lần em nhìn thấy bí thư Triệu trăn trở suy nghĩ trong văn phòng, đại khái cũng là vì muốn tháo gỡ sầu muộn. Cô bé này, chị thấy em nói đỡ cho bí thư Triệu đó, không phải em có ý gì đó với bí thư Triệu đấy chứ? Vương Lệ Mai liếc nhìn đối phương đầy quái dị khiến trong lòng Lục Nhị có phần sợ hãi. Chị Lệ Mai, đừng nói bừa như vậy, người như bí thư Triệu thì chúng ta sao xứng được chứ? Mặt Lục Nhị nóng bừng như phát sốt, vội vàng giải thích. Em chỉ cảm thấy bí thư Triệu tới khu khai phát giống như là giải thoát vận mệnh nguy nan vậy. Nếu nói lòng xuân thiếu nữ chưa từng có ảo tưởng thì chắc chắn là nói dối, chỉ có điều Lục Nhị là một cô gái rất lý trí và hiện thực, cô biết với thân phận của mình thì dù có xinh đẹp hơn vài lần thì cũng không có khả năng đi bên cạnh người đàn ông như Triệu Quốc Đống. Do đó cô cẩn thận chôn chặt ảo tưởng vào chỗ sâu nhất tận đáy lòng, cố gắng làm tốt nhất công tác của mình. Vương Lệ Mai là loại người nào chứ, không dám nói là biết tuốt nhưng cũng có thể coi là có ánh mắt sắc bén, chút thay đổi tâm tư thể hiện trên mặt Lục Nhị dù rất nhỏ nhưng cũng khó có thể thoát khỏi ánh mắt của cô. Xưa nay thiếu nữ ôm ấp tình cảm đều là ngưỡng mộ người thành công, phụ nữ ngày nay lại càng vì danh lợi và tiền bạc, cô gái này cũng không ngoại lệ, leo bám vào những người thành công đã trở thành một quy tắc ngầm được mặc nhận trong xã hội. Chỉ có điều Triệu Quốc Đống đối với Lục Nhị mà nói thì có hơi xa vời một chút. Cũng may dường như Lục Nhị cũng nhận ra được điểm này. Vận mệnh là giải cứu khi có nguy nan. Vương Lệ Mai cẩn thận nghiền ngẫm những lời này, Triệu Quốc Đống hình như sở trường về việc này, nghe nói lúc trước khi hắn đến Hoa Lâm làm phó chủ tịch huyện thì cũng chính là lúc một vị phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm có chút năng lực tên là Điền Ngọc bởi vì dám công nhiên nuôi gái hơn nữa còn phát sinh chuyện đẻ con. Trong phút chốc huyện Hoa Lâm trở nên rối loạn và hoang mang, Triệu Quốc Đống nhậm chức chỉ trong thời gian ngắn liền trở thành phó chủ tịch thường trực huyện rồi thừa thế đoạt luôn chức vị chủ tịch huyện của Mai Anh Hoa, cuối cùng trèo được lên đỉnh. Hiện giờ dường như lịch sử lại đang tái diễn, chẳng qua diễn viên lại còn lớn mạnh hơn, ngoại trừ hai từ dũng mãnh thì Vương Lệ Mai không tìm ra được từ nào thích hợp hơn để hình dung ra đối phương, mà phụ nữ thì lại thường thường am hiểu nhất là leo bám vào kẻ mạnh rồi lợi dụng đối phương để đạt được mục đích cướp lấy lợi ích. Mê Á có chút tò mò nhìn hai cô gái xinh đẹp đang xoay quanh Triệu Quốc Đống ở phía xa xa,
một người thì thanh xuân mỹ lệ, một người thì thành thục quyến rũ, nhìn qua cách trang điểm thì trông có vẻ hơi bảo thủ nhưng cũng không đến mức lạc hậu như cán bộ chính quyền. Thật sự không ngờ Triệu Quốc Đống lại xuất hiện với phong thái như vậy trước mặt mình, điều này khiến Mễ Á có phần không thể tin được. Nếu không phải là Khấu Linh gọi điện thì Mễ Á thực không biết Triệu Quốc Đống đã tới Thượng Hải, giọng điệu của Khấu Linh trong điện thoại hình như có phần quỷ dị, giống như là cảm thấy bản thân đã buột miệng. Chẳng qua Mễ Á cũng không hề nghĩ gì nhiều mà chỉ hỏi Khấu Linh xem đối phương ở chỗ nào, kết quả là Khấu Linh do dự một lúc rồi mới nói là hình như ở khách sạn Quốc tế Quý Đô. Quốc tế Quý Đô cũng coi như là một khách sạn nổi tiếng lâu đời ở Thượng Hải, thành lập được 67 năm, rất có tiếng tăm trong ngành, đồ ăn ở đây nổi danh về các món của Nhật và Hàn, rất nhiều người Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất thích ở lại đây. Mà câu lạc bộ quốc tế Thượng Hải cũng tọa lạc ở trong này, trang thiết bị tập thể hình hiện đại và hoàn hảo cộng thêm tiêu chuẩn phục vụ chuyên nghiệp nên hấp dẫn không ít khách nước ngoài tới ở. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại chọn một nơi xa hoa như vậy để tổ chức hội nghị. Triệu Quốc Đống nới lỏng cà, vạt ra có phần mệt mỏi, máy điều hòa ở trung tâm cũng không hề mang đến cảm giác tươi mát mà ngược lại sự ngột ngạt lại khiến hắn thấy rất khó chịu nên hắn liền ra bên ngoài để cảm thụ chút gió lạnh. Khi một chai nước khoáng đưa trước mặt Triệu Quốc Đống đang ngồi trên ghế salon thì hắn liền cầm lấy mở nắp tu một hơi nửa bình mà không hề suy nghĩ. Cảm giác mát lạnh rót thẳng vào dạ dày rồi thẩm thấu ngược lại trong cơ thể khiến Triệu Quốc Đống thấy khoan khái dễ chịu. Chai nước khoáng mang theo một mùi thơm ngát thoang thoảng, lúc này Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên mới phát hiện Mễ Á đang cười khanh khách và nhìn mình với ánh mắt sáng ngời. Mễ Á, thật sự là cô à? Triệu Quốc Đống nhìn Mễ Á đầy kinh ngạc, một chiếc len bên trong chiếc áo khoác da kết hợp với quần jean thắng đứng càng làm tôn đôi chân và dáng người thon dài của cô gái này, nhất là một chiếc túi xách màu nâu cùng với dây đeo màu vàng tươi lại càng khiến cô gái xinh đẹp và thanh lịch hơn rất nhiều. Sao vậy, không chào đón à? Đâu có, chỉ là bộ dạng của tôi lúc này có phải nhếch nhác quá hay không? Triệu Quốc Đống giang rộng tay ra, bộ âu phục phanh một nửa, cà, vạt nới lỏng một nửa, áo sơ mi thì cởi bỏ một khúc, mà ngay cả tư thế ngồi cũng có chút phóng túng. Đừng nên lúc nào cũng ép mình vào trạng thái bảo thủ và khẩn trương như vậy, thực ra có một số người rất hy vọng được nói chuyện với bầu không khí thư thái. Nếu được thì tôi đề nghị ông có thể thay âu phục, jacket, thậm chí áo lông, thoải mái một chút. Cũng không cần phải trao đổi trong bầu không khí thương vụ đâu. Có lẽ như vậy hiệu quả sẽ rất tốt, đương nhiên nếu như là đàm phán chính thức thì sẽ không bàn luận tới những chuyện khác. Mễ Á ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Ồ, Mễ Á, phương thức giao lưu giữa cô với người nước ngoài có phần cứng nhắc đúng không? Nếu làm như vậy thì bọn họ sẽ cho rằng chúng ta không coi trọng bọn họ và rồi sẽ làm hư chuyện này. Triệu Quốc Đống lắc lắc đầu. Trung Quốc có tình hình của Trung Quốc? Không. Không nhất định, nếu như là nhà đầu tư bảo thủ một chút thì có lẽ như thế, nhưng tôi thấy những khách thương hoạt động ở trong này thì phần đông đều là cán bộ cao cấp hơn 30 tuổi, tôi nghĩ bọn họ có lẽ sẽ thích cái bầu không khí này. Mễ Á mỉm cười. Ông không ngại thử thay đổi một lần chứ? Triệu Quốc Đống do dự một chút. Tuổi của tôi không quá thích hợp lắm, nếu như vậy thì người khác sẽ khó có thể tán đồng, mặc dù đây không phải là lỗi của tôi. Mễ Á trầm ngâm một lát rồi cuối cùng vẫn gật đầu. Ừ, điều này đúng là cần phải chú ý, có điều nếu như cuộc đàm phán tới giai đoạn sau thì ông có thể đổi sang như vậy. Được rồi, không nói nữa, tìm nơi nào giải trí một tí đi, cà phê hay trà. Triệu Quốc Đống hiếm khi hài hước một chút. Quyển 8, chương 83. Hoàn cảnh của quán cà phê thuộc câu lạc bộ quốc tế Thượng Hải không tồi, Triệu Quốc Đống cũng không lo lắng gì, hắn thậm chí còn giới thiệu Mễ Á với Lý Trạch Hải, Lô Miễn Dương và Hoắc Vân Đạt. Ngay cả Vương Lệ Mai và Lục Nhị cũng tham gia cùng. Phong cách lịch sự tao nhã và thời thượng của Mễ Á khiến Triệu Quốc Đống rất đắc ý, ít nhất thì người bạn học cũ này không hề khiến mình mất thể diện trước mặt cấp dưới. Từ ánh mắt của mấy tên đàn ông là có thể nhận thấy ấn tượng đầu tiên của bọn họ về Mễ Á là khá tốt, còn Vương Lệ Mai và Lục Nhị thì mặc dù thể hiện xuất sắc nhưng so với một Mễ Á luôn theo kịp mốt mà nói thì cách ăn mặc của hai cô vẫn tỏ ra kém một bậc. Sao thế, không mất thể diện của ông đó chứ? Một người thông minh như Mễ Á thì sao lại không đoán ra được tâm ý của Triệu Quốc Đống, mãi đến khi đi vào quán cà phê thì mới cười tươi như hoa quay lại hỏi. Ồ, rất hoàn hảo, không thấy ánh mắt mấy vị chủ nhiệm chỗ tôi đều nhìn mãi đó sao, cũng may là bọn họ nể mặt tôi nên vẫn khắc chế được cảm xúc của mình không đến mức lộ hết ra ngoài đó. Tâm tình của Triệu Quốc Đống rất tốt, một phần nguyên nhân là do Mễ Á đến, mặt khác cũng nhờ mấy vụ trao đổi bàn bạc có hiệu quả tương đối tốt.
Mễ Á cười khúc khích nói. Nhìn coi ông đánh giá chủ nhiệm của mình thành dạng người gì kìa. Ha ha, chỉ có dùng cách nói như vậy thì mới chứng minh được mị lực của cô mà. Triệu Quốc Đống và Mễ Á ngồi xuống, phục vụ liền lại gần hỏi xem bọn họ gọi đồ gì. Mễ Á khước từ cà phê vì sợ tối mất ngủ và gọi một ly nước soda, còn Triệu Quốc Đống thì gọi một tách cà phê. Mễ Á, đừng bảo là bởi vì tôi tới Thượng Hải nên cô mới mất ngủ đó, đừng có đổ lỗi tại cà phê đấy. Triệu Quốc Đống mỉm cười trêu đùa, nói đùa cùng bạn học cũ rất là thoải mái, nhất là khi người bạn học này lại là mỹ nữ. Ông tự tin như vậy sao? Chẳng trách Khấu Linh nói ông hoàn toàn không phải là Triệu Quốc Đống trước kia, miệng lưỡi đã trở nên láu lỉnh như vậy thì đúng là không hề giống với Triệu Quốc Đống trong ấn tượng của chúng tôi khi xưa. Mễ Á cười xinh đáp. Nếu trước kia các cô nghĩ tôi chỉ là một tên vũ phu hay là kẻ lỗ mãng thì xin hãy vứt đi, còn nếu như nghĩ tôi là thiếu niên ngây thơ thì xin giữ lại, có lẽ bây giờ tôi chân thật hơn. Triệu Quốc Đống nhìn Mễ Á chăm chú. Mà Mễ Á à, hình như cô không thay đổi. Con người không có khả năng không thay đổi, chỉ là lớn hay nhỏ và phương diện nào mà thôi. Mễ Á lắc đầu. Ông thay đổi quá lớn như thế cho nên sẽ cảm thấy người khác không thay đổi mấy. Có điều đích thực tình trạng hiện giờ của cậu không hề giống với tưởng tượng của chúng tôi. Các cô tưởng tượng tôi như thế nào? Là công nhân hay là cảnh sát, hay là không nghề nghiệp? Triệu Quốc Đống cười nhạt, bất kể là Khấu Linh hay là Mễ Á thì đều có cảm giác ưu việt trời sinh, cho rằng gia cảnh của mình tốt, mặt mũi khí chất mỹ lệ, lại tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, giờ còn nhậm chức ở cơ quan, ủy ban bộ hay trung ương hoặc là nổi tiếng ngoài mong đợi nên theo bản năng nhìn các bạn học khác với ánh mắt cao vời vợi. Điều này khiến Triệu Quốc Đống thường khịt mũi coi thường. Triệu Quốc Đống không thể hiểu tại sao các cô này lại cảm thấy ưu việt nhiều như vậy. Cảm giác vượt trội này từ đâu mà có? Đánh giá về một con người trong xã hội này chẳng lẽ là bởi vì xinh đẹp hơn hay là công tác ở đơn vị tốt hơn nên cao hơn người sao? Hình như ông mất hứng hả? Cảm giác của Mễ Á rất nhạy bén. Không có gì. Triệu Quốc Đống nhún vai thấy mình có hơi ngớ ngẩn. Mình không cần phải để ý ấn tượng của mấy cô này, cho dù là bạn học cũ thì cũng đều có cuộc sống riêng, ngẫu nhiên gặp nhau thì cứ thoải mái tâm sự chuyện cũ, chỉ là điểm thêm chút sắc thái cho cuộc sống của mỗi người mà thôi. Cái loại hư vinh này cũng chỉ là ngẫu nhiên nổi lên gây hại trong tình huống cá biệt thôi. Lúc này Triệu Quốc Đống nhận thấy mình đã hoàn toàn có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Ông đúng là có chút mất hứng, có phải là vì cảm thấy thành kiến với ấn tượng của tôi về ông hay không? Mễ Á mím môi cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Quốc Đống. Có đôi chút. Triệu Quốc Đống cũng không phủ nhận. Không ngờ ông cũng hẹp hòi như vậy. Mễ Á nghe vậy thì ngược lại càng cao hứng hơn, ít nhất điều này chứng tỏ Triệu Quốc Đống vẫn để ý tới cái nhìn của mình về hắn. Hiện giờ ông mang đến một ấn tượng mới mẻ với bọn tôi, hoàn toàn trái ngược với suy đoán trước kia, điều này chẳng lẽ không tốt hơn sao? Ồ, có tác dụng gì? Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười. Mễ Á, tôi có tốt hay không tốt thì hình như cũng không ảnh hưởng gì, cô cũng vậy, đương nhiên tôi hy vọng các bạn học của mình đều có thể tốt hơn tôi. Khóe miệng Mễ Á xuất hiện nụ cười xảo quyệt. Ông có tâm trạng, tôi nhìn ra được. Được rồi, Mễ Á, hai chúng ta không cần đấu khẩu nữa, Khấu Linh nói Tết năm nay muốn họp lớp, lúc nào thì cô trở về Ando. Triệu Quốc Đống cười xua tay, Mễ Á này đúng là một cô gái láo lỉnh, thảo nào người như vậy khó động tâm. Ngay cả cái tên Tiêu Chí Viễn kia vẫn luôn dòm ngó thèm nhỏ dãi. Có thể về Ando cùng với các người được không? Như thế vừa thuận tiện được thơm lây mà tớ cũng tiết kiệm được vé máy bay. Mễ Á cười ngọt ngào. Mễ Á, một chiếc vé máy bay mà cô cũng để ý sao? Lẽ nào người bạn trai làm giám đốc điều hành doanh nghiệp nước ngoài kia không quan tâm đến cô à? Cô về Ando mà hắn cũng không tiễn không nói, ngay cả một chiếc vé máy bay mà cũng không thể mua lấy lòng cậu sao? Triệu Quốc Đống cười to. Đừng nói nữa, tôi và hắn không hợp nên đã bỏ từ lâu rồi. Mễ Á nói một cách tự nhiên. Thời đại này thì độc thân càng sung sướng. Ồ, hình như hiện giờ trào lưu này rất thịnh hành nhỉ. Triệu Quốc Đống gật gật đầu. Nước ta càng ngày càng coi nhẹ hôn nhân, muốn kết hôn hay không, có nhất định phải kết hôn hay không, không kết hôn chẳng lẽ sẽ không hạnh phúc. Tôi thấy mấy vấn đề này đang khiến thế hệ chúng ta phức tạp, không phải giống như thành phố hay sao. Người đi vào rồi thì muốn đi ra còn người ở bên ngoài lại cứ nhao nhao muốn vào, miêu tả này thật sự là chuẩn xác. Triệu Quốc Đống rất thích sự tự nhiên và thoải mái của Mễ Á, so với Khấu Linh thì Mễ Á chân thực hơn, Triệu Quốc Đống thích cảm giác thả lỏng khi ở bên Mễ Á,
đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có thể bỏ qua một số dè dặt, Mễ Á rất nhạy cảm khi ý thức được điều này nên đã kiềm chế được. Sự vui vẻ này được giữ nguyên cho tới tận 11 giờ tối, tới lúc này Triệu Quốc Đống mới gọi Triệu Trường Xuyên cho con Mercedes 600 đến đưa Mễ Á về chỗ ở, việc này lại khiến Mễ Á chấn động thêm một lần nữa. Khi Mễ Á hỏi dò thì lại không thu hoạch được gì, lái xe chỉ nói là được ông chủ phái tới chở người, còn lại thì chẳng rõ, về phần chiếc xe thuộc về sở hữu của ai thì lái xe cũng nhã nhặn từ chối vì không tiện tiết lộ. Triệu Quốc Đống đã lưu lại nhiều bí ẩn với Mễ Á, loại phức tạp này cứ xoay quanh trong đầu cô tới mức móc nối với cả thái độ quái dị của Khấu Linh trong điện thoại lúc trước. Mễ Á càng lúc càng hiếu kỳ như muốn gọi trực tiếp cho Triệu Quốc Đống để hỏi nhưng cuối cùng cũng đành phải cố nhịn hành động có phần đường đột này. Xem ra Triệu Quốc Đống đúng là một người kỳ lạ, may là còn có cơ hội, cuộc họp lớp vào Tết này vừa khéo có thể tìm hiểu ngọn nguồn người này. Khi nghĩ đến việc mình bảo Triệu Trường Xuyên cho Mercedes 600 tới chở Mễ Á về thì Triệu Quốc Đống biết rằng lòng hư vinh nông cạn của mình lại tác quái, biết rõ mà vẫn cứ làm. Ông cha thường nói hư vinh là nguồn gốc tội lỗi, lời này thì dường như là ai cũng biết nhưng vì sao vẫn có nhiều người vẫn cứ làm mà không biết chán. Căn cứ vào quy tắc trong hợp lý, chứng minh lòng hư vinh cũng là một loại nhu cầu có thể thỏa mãn con người, một nhu cầu về tâm lý, Triệu Quốc Đống cũng cho rằng điều này có gì sai cả. Chỉ cần có thể làm cho tâm tình mình vui vẻ là được, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của Mễ Á và đứa bé giữ cửa cùng với những khách nhân lai vãng thì Triệu Quốc Đống rất đắc ý. Hai ngày kế tiếp Triệu Quốc Đống đều bận tới hoa mày chóng mặt, mãi cho đến ngày thứ ba thì Triệu Quốc Đống mới có thời gian để ngồi nói chuyện với Triệu Trường Xuyên, Triệu Đức Sơn cùng với Dương Thiên Bồi và Kiều Huy về việc hợp tác phát triển giữa Thiên Phu và Thương Lãng. Triệu Quốc Đống giống như là một nhà tiên tri đưa ra một lời phán đoán về xu thế kinh tế cơ bản Trung Quốc trong vài năm tới, vì muốn che giấu tính chuẩn xác mà mình đã biết nên Triệu Quốc Đống không thể không kéo quan điểm của nhân sĩ cao tầng như Thái Chính Dương và Lôi Hướng Đông để làm bằng chứng hòng tăng khả năng chấp nhận của những người này. Cũng may là cơn bão tài chính Đông Nam Á được Triệu Quốc Đống dự đoán chuẩn xác khiến mấy người này đều phải ca ngợi tài quan sát phán đoán đầy nhạy bén và cẩn thận của Triệu Quốc Đống. Phán đoán về xu thế kinh tế Trung Quốc cũng không khiến bọn họ hoài nghi, chỉ có điều làm thế nào để tận dụng một nguy cơ như vậy để tăng tốc phát triển xí nghiệp thì mấy người này đều có ý kiến và quan điểm của riêng mình.